Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Cả nhà ta đều xuyên tới cổ đại chạy nạn, tập 19, chương 361. 15 càng, vì minh chủ cười hiểu 13, một thùng lại một thùng dùng lợn rừng xương chịu canh đặt ở xe đẩy bên trên, một giỏ lại một giỏ nhỏ đông lạnh sủi cảo đặt ở xe đẩy bên trên, một cái túi lại một cái túi, cái này hơn một tháng đến nay, đi sớm về tối đục mặt băng tích lũy nhỏ đông lạnh cá đặt ở xe đẩy bên trên, chậu rửa mặt, chén gỗ đũa, mâm gỗ tử, xuyên tốt gà hoàng, thịt dê nướng, xuyên tốt rau cải trắng, củ cải phiến, gia vị, khung sắt, nồi sắt lớn thang củi chờ một chút cũng toàn bày ở trên xe, tống phúc sinh dơ bó đuốc, chịu đài xe kiểm tra, có vô dụng rơi xuống, không có, đều kiểm tra quá, các dạng đều nhớ giá đi, nhớ kỹ nha, đi rồi, lại một lần nữa, tráng lao lực nhóm, đem trong nhà tất cả xe đẩy đều đẩy đi ra, bọn hắn đem chạy đến một thành ba huyện, đồng giao trấn, tống cửu tộc quầy ăn vặt tử, liền bày ở mấy gian hàng gia thương nhà gỗ bên cạnh lão tùy cách thật xa trông thấy quách lão đại mang đội ngũ liền tiến lên đón, giúp đỡ cùng một chỗ gỡ đồ vật, chi lều, hỗ trợ cho trương la trương la, lâm thời phòng lều, là dùng mấy khối lớn vải dầu liều khâu, chẳng qua chống lên đến cũng rất lớn, vây quanh cạnh nồi có thế ngồi mười mấy người, đơn độc cái bàn nhỏ cũng có thế bày xuống bốn cái, lửa than bồn đốt lên đến, để lều bên trong có chút nóng hổi khí, nồi sắt lớn chỗ ngồi, đổ một thùng lớn canh xương hầm, xào kỹ nồi lẩu đáy liệu bỏ vào trong nồi. Tống Phúc Sinh đã sớm tại chứa đựng trước liền cho bọn hắn phân tốt khối, một khối nhỏ đáy liệu là có thế đỉnh một ngày, quách lão lớn bọn hắn, lại đi tiệm bánh gato bên trong, dùng đòn gánh gánh nước, các huyện nhà mình có cửa hàng, chính là thuận tiện, dùng nước liền đi ép giếng chọn đến, dài mảnh băng ghế cùng cái bàn thùng nước loại hình cũng có địa phương tất giữ, dọn quầy ra tử mang tới, thu quán lại cho đi qua, mà lại sớm tại bao nhiêu ngày trước đó, bọn hắn tựa như con kiến dọn nhà đã khả năng giúp đỡ lão nương đẩy điểm tâm xe để các nàng tỉnh một ngày khí lực là một ngày lại có thể đem những cái này nhu yếu phẩm một chuyến lội vận tới dài mảnh băng ghế cái bàn đũa bát dọn xong huy cờ mờ mang tới lợn rừng xương cốt canh loãng tại lúc này cũng đốt lên trong nồi ừng ực ừng ực bắt đầu nổi lên không đầy một lát trên con đường này liền tràn ngập nồi lẩu hương cây mùi thơm truyền đi thật xa dẫn tới buổi sáng mới mấy điểm a cũng chính là theo hiện đại thời gian tính Buổi sáng mới hơn 10 giờ, liền có mấy người ở bên cạnh tửu lâu thăm dò hỏi, đây là cái gì hương, vốn là dự định tại tửu lâu ăn cơm, lại bị bên ngoài mùi thơm ôm lấy hồn, khoát khoát tay, để tùy thân gã sai vặt đi xem một chút, nếu là có cái gì mới mẻ ăn, mua chút trở về nếm thử. Quách bà tử dành thời gian theo trứng bánh ngọt cửa hàng chạy tới, nhớ thương a, à, không yên lòng, đến nơi này nhìn thấy chính là, nàng con trai cả còn có trong nhà những cái này chất tử nhóm đã bận bịu khí thế ngất trời nàng đại nhi tử giữa mùa đông lộ ra một nửa cánh tay chính trên bản du diện hiện thân mì sợi mì sợi thân ra lão dài đánh thẳng trên bản rung động đùng đùng một bên taxi một bên vẻ mặt tươi cười đáp nghe thấy khách qua ngài chờ một lát bốn lượng tê cây mì nước cái này đến đi đủ bà tử nhà nhị tiểu tử càng bận rộn chủ yếu là mồm mép lợi hại tiếp nhận nấu xong nhỏ sủi cảo điều xong liệu bưng lên đi không quên giới thiệu nói khách quan đây chính là rồng khoanh tay ngươi nếm thử cùng ta chính mình nhà nấu sủi cảo kia thật không giống ngài nếm xong liền hiểu được bảo đảm ngài nghỉ bữa sau ai ngươi cái này một chuỗi bao nhiêu tiền a à? cái này lại là cái gì gà hoàng xuyến lấy ăn lão hương a à, cắn một cái tất cả đều là vị thịt ngươi cắm trong nồi là được một hồi liền ừng ực mở đồng dạng cảnh tượng cũng xuất hiện ở trong mây huyện cùng gia huyện trong mây huyện nhưng cho Tống Phúc sinh đại bá nương nhọc lòng xấu. Các nhị nữ đại nhi tử Tống Phúc Lộc, ngày đầu tiên dẫn người ra quầy, nàng một hồi chạy tới một chuyến, một hồi chạy tới một chuyến, giúp đỡ cầm cái này, giúp đỡ làm kia, trông thấy có dưới mặt đến bẩn bát cũng cuốn lên ống tay áo giúp đỡ xoát, lão thái thái còn từng lần một dặn dò, đừng thu kém tiền bạc. Ngươi nói nhi tử đều hơn 30 tuổi, cho Tống Phúc Lộc đều cả phiền, rất bận, lão nương đây là muốn làm gì, ngày mau trở về bán điểm tâm đi, Ngài kia một đám tử bất kể rồi. Bọn ta cái này lều vốn là chuyển không ra thân, nhanh đừng tại đây thêm phiền, gia huyện, vương bà tử nhà là đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử mang đội ra tới bán ăn uống. Cái này gọi cá luộc, khách quan, ngài nếm thử, bọn ta đều đem cá thu thập xong lạch, đoàn người nhất vui lòng ra bên ngoài bán chính là cá luộc, bởi vì cá không dùng tiền mua. Trước kia, vừa tới nhậm gia thôn lúc, chính là nhậm công tính tại làm lý chính lúc mặt băng trong sông không để đánh cá, không chỉ nhằm vào bọn họ, nhậm công tính cũng không để người trong thôn đánh cá, nói kia là thuộc về nhà nước, đánh lên đến liền phải hướng trong thôn giao tiền, không biết thế nào nghĩ, tựa như là bốn phía vì hiển lộ rõ ràng quyền uy, trong sông có cá cũng không khiến người ta đánh ăn. Giữa mùa đông, ngươi nói đoàn người vốn là không có gì ăn đầu, ngươi nói lão đầu kia thiếu hay không đức, nhưng nhậm gia thôn thôn dân, vậy mà nghe, Ngươi nói những thôn dân kia có phải là đủ sợ, sau đó bọn hắn nhóm này sao đi, ngược lại là muốn làm đau đầu, không có ý định nghe, đã sớm nhớ thương cá. Ngươi nói không để đánh liền không đánh a. Nhà ngươi a, ngươi đem sông chuyển đầu giường đặt gần lò sưởi được chứ sao? Nhưng là Tống A gia nói, không cần thiết bởi vì điểm kia cá cùng bọn hắn lên khóe miệng, đừng có lại phía sau xấu chúng ta, chúng ta thế nhưng là có lò nướng phòng cùng địa oa tử người. Không để vớt thì thôi khi đó, sống lưng của bọn họ xác thực cũng là không đủ khỏe mạnh. Về sau, tiểu tướng quân đến, Lý Chính đổi người, cảnh lương còn tự thân mang theo các binh sĩ đánh cá, sông này mặt mới hoàn toàn đối đoàn người rộng mở ôm ấp, mới nhậm Lý Chính nhậm vưu kim nói, ai có bản lĩnh, ai liền vớt, có thể đánh lên đến bao nhiêu đều xem như các nhà. Chú ý chút, đừng rơi vào trong kẻ nước băng tuyết chết người là được, phải, có câu nói này, đoàn người liền điên ai có thể có bọn hắn nhóm người này có bản lĩnh A, bọn hắn lại trông coi bờ sông ở, toàn thôn cộng lại hận không thể đều không có bọn hắn năng lực, trong sông cá không cần tiền, bọn hắn liền sớm cũng đánh tới, muộn cũng đánh, hết thảy không tốn tiền, giống như là nhặt tảng đá, vớt trong sông cá, bọn hắn toàn cơ bắp đây, vậy liền đều phải phủi đi nhà tới, ngày nào không nhiều hướng nhà phủi đi chút, kia đều nằm trên giường nháo tâm, cho nên, các tổ tiểu phân đội, đều nguyện ý hướng tới các thực khách giới thiệu cá luộc không thành phẩm a như vậy lúc này bưng lên đi cá luộc cùng hiện đại giống nhau sao không giống tống phục linh trong nhà hưởng qua sau khi nếm thử là như thế cùng nàng nương nhã rảnh cha ta thật có thể lừa gạt chính là cho cá bỏng quen cho thêm điểm nồi lẩu đáy liệu nấu chiếu nghiêm chỉnh cá luộc hương vị kém xa cái kia có thể gọi cá luộc hắn cái gì đồ chơi đều thêm nồi lẩu liệu khi dễ người nơi này chưa thấy qua tiền bội anh tuyệt không vui lòng nghe cái này, nàng nam nhân có đủ bản lãnh, cha ngươi cái này không sai không sai, ta cho ngươi biết, liền cái này, liền có thể hương xấu bọn hắn, đếm qua mà bọn hắn, không tin ngươi nhìn xem. Lại nói cha ngươi cũng không phải vì làm đồ ăn a, à, hắn là vì mở rộng đáy liệu, không sai, vì mở rộng, cùng lúc đó, Phụng Thiên Thành, tại ra khỏi thành trên con đường này, hôm nay cũng xuất hiện, dùng vải dầu dựng quán bán hàng, chương 362, 16 càng, vì minh chủ cười hiểu 14, Tống Phúc Sinh tự mình mang Phụng Thiên thành đội ngũ càng bận rộn. Có đôi khi không thể không thừa nhận, thành phố lớn tiêu phí năng lực chính là cao. Nhiều người, thu nhập cao người, tỷ lệ tự nhiên sẽ so huyện khác bên trong nhiều. Đưa ra so sánh, cực kỳ phổ thông bất quá gã sai vặt, tại từng cái vọng tộc bên trong có chút màu xám thu nhập gã sai vặt liền so huyện khác bên trong nhiều, mà cái này Phụng Thiên thành bên trong, lại thường xuyên đến một chút bán cổ quái kỳ lạ những cái kia thương gia đều nghĩ đến nơi này kiếm tiền cho nên sinh hoạt ở nơi này bách tính tại nhìn thấy mới mẻ đồ vật lúc độ chấp nhận cũng so địa phương khác người cao hơn nhiều nghe được là phần độc nhất quả ớt cũng không có biểu hiện bao nhiêu ngạc nhiên tống phúc sinh lại cố ý chọn tại ra khỏi thành trên con đường này giao thông rất tiện lợi đương nhiên hắn ngược lại là muốn đi bên trong đường phố bày quầy bán hàng nơi đó thuộc về trong thành trung tâm thương nghiệp cách lão nương gần một chút nhưng người ta cũng không thể để hắn bày một giải dài bày a à. ở đây hắn nhưng không có quan phủ phương diện người quen có thể nói lên lời nói không dám loạn bày quầy bán hàng thậm chí còn không có mã lão thái nhận biết quan sai nhiều đây lời này ngược lại là thật tống phúc sinh trước mắt đối phía dưới các huyện cũng không e ngại giống đồng giao trấn có lão tùy cách gần như vậy lão tùy coi như chó má không phải chiếu cố không đến còn có làm bổ đầu tề minh đâu trong mây huyện gia huyện xảy ra chuyện gì tống phúc sinh cũng không sợ hắn lần trước đi theo lục ba phái đi quản gia mua cửa hàng nhờ nhận biết không ít quan sai cho dù gặp lại quan sai gọi không ra tên của hắn cũng nhất định sẽ nhìn hắn quen mặt nói câu không dễ nghe thật có chuyện gì mượn quen mặt lại kéo lục ba bối cảnh hơi giật nhẹ đại kỳ nếu là thật xuất hiện dám đi mấy người bọn hắn gánh vác tử gây chuyện những cái này quan sai chỉ định sẽ cho hắn làm chủ cho nên nói chính là tại phụng thiên thành có chút giống là hiện đại thủ đô, một cái cục gạch tự ném xuống, liền gã sai vặt cũng không dám làm sao mù đắc tội địa phương, Tống Phúc Sinh mỗi lần tới nơi này đều sẽ nhiều chú ý lời nói của mình, nhưng là nói trở lại, ta là đứng đắn thương gia, ta lại không làm gì, không có gì sợ, chỉ là cần để cho giao bao nhiêu thuế ngân liền giao bao nhiêu, không dám có dị nghị, không thể loạn bày hàng cần nghe quan sai nói xong, cao thiết đầu tại hung khói lửa cháy bên trong, một bên hướng thịt dê nướng bên trên sát muối, cho lực cái mặt, bắt một nhỏ bóc quả ớt mặt đều đều rơi tại phía trên, thịt lập tức phát ra xì 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 thanh âm, mùi thơm bốn phía truyền ra thật xa. một bên nửa hít mắt, hét lên, thịt dê nướng lạc, thịt dê sỏ sâu nướng lạc, thượng đẳng thịt dê, độc nhất vô nhị liệu, bảo đảm ngươi ăn một chuỗi nghỉ hai chuỗi, đến năm xuyên muốn mười xuyên, ăn không ngon không lấy tiền a. À. cao thiết đầu cái này thịt dê sỏ sâu nướng, kém chút tại thịt đã nướng chín lúc trước chảy xuống chảy nước miếng, tại trong lòng suy nghĩ ăn không nổi, thật sự là ăn không nổi, nếu có thể ăn lên, hắn thật muốn trước cho chính mình đến bên trên một cái xuyên, không cần nhiều, dù là mười xuyên đâu, ở giữa, sau đó đứng tại ven đường, hút lấy hơi lạnh, ăn mới nướng xong dầu tư tư thịt xiên, kia mới gọi một cái hương lạc, tốt nhất lại bỏ được nhiều vung điểm quả ớt mặt, lại đến một ly đá lạnh rượu đế vào trong bụng, trung lấy chân, một hơi thịt một ngụm rượu, sẽ sướng chết hắn, thế nhưng là, đây là giấc mộng bọn hắn đoàn người làm cho dù tốt ăn, chính mình cũng không bỏ được, thịt dê đắt, còn phải tích lũy tiền mua lương, tích lũy tiền đóng phòng, tích lũy tiền cưới đào hoa lạc, đào hoa, cặp mắt đào hoa hạ dãy đến so hắn nhiều, người nói chuyện này chỉnh, nhiều nháo tâm, lúc đầu điền hỷ phát liền lấy đào hoa làm trồng mắt, đào hoa nhà về sau nếu là so nhà hắn có tiền, đào hoa có thể hay không càng chướng mắt hắn, cao thiết đầu nhìn mắt hổ tử, hổ tử, ngươi qua đây nướng, thay đổi tay, ta kết si đi. Cao thiết đầu suy nghĩ đi đường công cứu quốc lộ tuyến đi, hổ tử là đào hoa ca, trượt cần tốt cũng có tác dụng, hắn nào biết được, hắn đối hổ tử phá lệ tốt, đều cho đào hoa làm hồ đồ quá, bởi vì cao thiết đầu trong nhà trước phòng sau phòng nhìn thấy đào hoa lúc, là cái rắm cũng không dám thả, nhiều nhất xong người ha ha cười ngây ngô hai tiếng, liền vòng quanh đào hoa vội vàng rời đi, cho nên đào hoa có khi cảm thấy thiết đầu nhìn nàng ánh mắt không đúng, bàn nha muội tử cũng dùng ngôn ngữ ám chỉ qua nàng cảm thấy kia là coi trọng mình. Kỳ thật thiết đầu ca thật rất tốt, chủ yếu đào hoa càng ngày càng không nghĩ rời đi đoàn người, không nghĩ gã ra ngoài. Như vậy nếu là không gã đi đi, cũng không bằng tại ải tử bên trong nhổ to con, chọn thiết đầu ca đâu, nàng thật đúng là tại ban đêm lặng lẽ suy nghĩ quá, chỉ là, có đôi khi lại sâu sắc cảm thấy, có phải là chính mình suy nghĩ nhiều rồi, thiết đầu ca có phải hay không là bởi vì cùng nàng ca quan hệ vô cùng tốt, mới đối với nàng không giống nhau lắm ngươi ngó ngó, vừa thấy được hắn ca liền mặt mày hớn hở, hắn ca thủ bên trong có cái gì sống lại, cao thiết đầu cũng sẽ ngay lập tức lao ra hỗ trợ. Nhìn thấy nàng lúc, ngược lại là vội vàng chạy trước, hổ tử lúc này ken kết chính là cách si a, mì sợi nháy mắt biến thành nhỏ tia, đám tiểu tử này toàn để tống phúc sinh cho giáo thành đầu bếp, nghe vậy cũng không ngẩng đầu nói, không cần, ngươi đừng tổng nói chuyện với ta, ta cái này mấy bác sắp xếp đâu. Nên không nhớ được cái kia bàn là cái kia bàn một bát bát tơ mỏng mặt, hạ tiếng canh xương hầm bên trong, đun sôi vớt ra, múc châm lửa nồi nước, phải, đây chính là một bát tê cây mặt nha, muốn muốn chua cây mặt, lại cho khách qua ngài đổi điểm giấm, chua cây mặt tốt, mì cây thành đô, ba thục mì sợi, có. Bọn ta cái gì không có a à, nhiều hơn châm lửa đáy nồi liệu canh, làm trong chén đỏ canh đầy tràn, không giống tê cây mặt chỉ cấp múc một điểm. Đó không phải là mì cây thành đô nha đây chính là tống phục linh nhã rảnh cha nàng nguyên nhân cái gì đồ chơi a à? thế nào bắt chước mô hình đều như vậy không thành ý đâu quản cái gì ăn đều phóng hỏa đáy nồi liệu a à? cha ngươi không phải đầu bếp sao chính là như thế lừa gạt cổ đại người dân lao động tống phúc sinh lúc này đang cười a à a à lấy tiền đem tiền bạc đều nhét vào nàng dâu cho khâu trong bao đeo trong đầu vừa vặn cũng nhớ tới quê nữ nhã rảnh hắn những lời kia nghĩ thầm lừa gạt nói đùa ngươi nhìn một cái bọn hắn tạo nhiều hương, là hắn A, sự xuất hiện của hắn, giải phóng người cổ đại dân vị giác, lều trước, có đài xe bò ngừng lại, hai tên trung niên hán tử, lúc đầu nghĩ ra khỏi thành đi đường về nhà ăn cơm, thế nhưng là cái mùi này cũng quá thơm, cách thật xa đã nghe đến, hai người vừa thương lượng, xuống xe đi vào ngó ngó, bán cái gì ăn, chỉ vào bát bát gà hỏi, đây là cái gì, chỉ vào bên ngoài bày gà hoàng. Xuyên tốt từng chuỗi rau cải trắng còn có củ cải, này làm sao ăn thả trong nồi nấu thôi ngài liền ăn đi đừng xem nhẹ lớn su hào bắp cải xuyên xúc cây nổi lên dầu có thế toàn đính vào đồ ăn bên trên vớt ra tới ăn một lần có tư có vị lại có chất béo hương vô cùng không thể so thịt kém không thể so thịt kém câu nói này thuần nói nhảm đến lúc nào nó cũng là mùi thịt cái này hai tên trung niên hán tử tặc thèm một trận đánh nghe qua về sau bỗng nhiên chỉ hướng cao thiết đầu trong tay thịt dê nướng một người một cái không có chỗ ngồi 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 tại chính mình trên xe bò ăn cho cái thẻ đưa vào lúc còn bình luận nhà ngươi rượu cũng dễ uống ngài là thật biết hàng chính mình những rượu đế nhạc phụ ta cất rượu tay nghề kia là xa gần nghe tiếng hắn chính là mở quán rượu tử các ngài quán rượu gọi cái gì tên trong thành nhà nào là trong thành này nhà nào cũng không phải phải tống phúc sinh lần đầu bị người cho rằng là khoác lác người hắn cũng không nhiều giải thích bởi vì dầu lều bên trong lại hô tính tiền. Ai ai? Ngươi khoan hãy đi, rượu nơi này ra bên ngoài bán không? Tống Phúc Sinh nghe vậy ngoái nhìn, khoát tay nói, không bán không bán, nhìn ngài lý giải, không có những bao nhiêu, lều bên trong đều không đủ uống, đợi ngài lần sau qua đường, nhìn xem khi đó có thể hay không nhiều. Có bao nhiêu ta lại bán, chương 363, 17 càng, vì Minh Chủ cười hiểu 10 năm, go, đến trưa nên đệm đói canh giờ từng cái nha môn, từng cái địa phương đang trực, đều đến lúc nghỉ trưa ở giữa, người ta cổ đại cũng nghỉ trưa, đừng nói từng cái cương vị đều nghỉ ngơi, chính là tiếng cung đại thần, lúc này cũng tan triều, phụng thiên thành trung tâm đường phố mã lão thái trong tiệm bận biệu, tống phúc sinh bọn hắn cái này quầy ăn vặt càng là bận đến không được, so mã lão thái nơi đó mang bình luận sách còn náo nhiệt, đúng, bởi vì đổi bình thư tiên sinh, có rất nhiều lão người nghe lão thư hữu rất là tưởng niệm tống phúc sinh. Mã lão thái cho cái kia bàn bày cơm, cái kia bàn khách nhân liền sẽ hỏi một câu trước kia vị kia đâu, có hậu đến, mới gia nhập người nghe, lúc này mới gia nhập người nghe cũng không chỉ là binh tướng nhóm, còn có sát vách sách tứ đến quý công tử nhóm, mặt này hai tầng lầu luôn luôn xuất hiện tiếng khen, bọn hắn có thế không hiếu kỳ sao, cũng có từ đông trưởng quỷ trong quán trà đến, rõ ràng ở bên kia còn không có nghe xong phía trước mấy bản, nhưng là nghe nói mặt này đổi mới nhanh, giảng chính là phần mới nhất chương hiếu kỳ liền đến. Đây là mã lão thái không nghĩ tới, đông trưởng quỷ kia mặt lại sẽ cho nàng mang đến sinh ý, chính là cái này hai loại mới tới khách hàng, mỗi khi nghe được có người nghe ngóng trước kia, không rõ nội tình sẽ hỏi một câu, các ngươi đang hỏi thăm ai đây, nơi này có cái người đọc sách, xuất khẩu thành thơ, hắn giảng cực kỳ tốt, sao cái này giảng tốt, vậy hắn người đâu, mã lão thái liền cười, nói cho nói, tại cưỡi ngựa đường phố mở ăn tứ đâu, đúng, không sai, cùng cái tiệm này đồng dạng đều là bán một chút mới mẻ ăn uống, chỉ là hắn nơi đó kiểu dáng càng nhiều, các vị khách quan, có rảnh có thể đi nếm thử. Nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến đến nàng trong tiệm người, kia cũng là có thân phận, có lẽ sẽ ghét bỏ ngồi tại lều bên trong ăn. Nói đùa, nàng cửa hàng có thế là người bình thường tiếng sao, mã lão thái lại bổ túc một câu, chân chạy tiểu nhị, còn có thể cho làm tốt đưa đi. Đúng vậy, bọn ta còn tự mang thức ăn ngoài tiểu ca. Muốn nói ngày đầu tiên khai trương, liền có thể đạt tới không ngừng đi đến tiếng khách nhân hiệu quả, đây tuyệt đối là bởi vì Tống Phúc Sinh sẽ chọn vị trí, cũng tỉ như, đồng giao trấn quán bán hàng, Tống Phúc Sinh đem địa điểm chọn tại Lão Tùy lân cận, Lão Tùy tự mình đa tình, coi là huynh đệ không tại, đến chính là quách lão lớn bọn hắn, là để hắn nhiều hơn chiếu cố ý tứ, kỳ thật, Tống Phúc Sinh là đã sớm nhìn trúng cái chỗ kia, kia lân cận có mấy nhà tử lâu, hắn muốn đạt tới mục đích đúng là, giữa mùa đông, nhỏ gió lạnh thổi, ngươi cửa sổ cũng không phải pha lê một cái phá cửa sổ hộ giấy bốn phía hở đồ chơi nồi lẩu đáy liệu xào ra cái kia mùi thơm hắn liền không tin phiêu không tiến tửu lâu phiêu không vào bên trong ăn cơm người trong lỗ mũi thường đi tửu lâu người đều không thiếu tiền đều thèm đều có thể vì chưa ăn qua mới mẻ vật bỏ tiền tống phúc sinh vừa vặn sầu muộn không biết đi cái kia kéo những khách nhân này đâu vừa vặn mượn kia mấy nhà tửu lâu chỗ ngồi cho hắn hấp dẫn khách nhân còn không cần bỏ ra tiền tuyên truyền, thuần dùng hương vị câu dẫn, liền không tin, toàn bộ vương triều hắn phần độc nhất quả ớt, câu không đến người, nơi đây lại là phương Bắc, ăn xong cây hô, ấm áp, cùng hồ tiêu cũng không phải một cái vị, hồ tiêu nhiều khó khăn ăn a, à, nhiều thả chút đều khổ, ta quả ớt cũng không đồng dạng, đây là đồng giao trấn, giống hắn chính mình chọn phụng thiên thành vị trí, vậy thì càng có giảng cứu, ra khỏi thành cưỡi ngựa đường phố, nghe một chút tên này, nam đến Bắc quá khứ ngươi không để đi bên trong đường phố bày hàng ô quý nhân mắt đáng ngưỡng mộ mọi người nghĩ ra khỏi thành cũng chỉ có thể từ trên con đường này đi xác thực các quý nhân nếu là dựa theo ngày bình thường diễn xuất trên con đường này coi như mở tửu lâu không quan tâm có bao nhiêu quầy ăn vặt cũng sẽ không dừng lại xe ngựa sẽ không lưu ý thêm huy cờ mờ nhưng là đừng quên ta bán thế nhưng là cây vẫn là câu nói kia nồi lẩu đáy liệu nhiều hương a à, các quý nhân không hạ xe thế nhưng là bọn hắn mũi cũng không phải mất linh cửa xe ngựa hộ cũng không phải phong bế nghe được chưa bao giờ ngửi qua mùi thơm không được hiếu kỳ hỏi một chút nha vật gì một khi hiếu kỳ nó liền có lưu lượng ngươi nhìn lúc đó thay mặt ít ỏi hơi cả chút chuyện đoàn người đều đi nhìn ngươi điểm một chút hắn điểm một chút lưu lượng liền thức dậy cùng ít ỏi là một cái đạo lý đúng không chỉ cần lưu lượng đi lên qua đường nhiều quý nhân trong này liền nhất định có hoa tiền một ngày đường hơn 180 đài xe, ta có thể lưu lại 10 đài xe, ta có thể để cho 10 đài người trong xe hiếu kỳ hỏi một chút, xuống tới nếm thử, ta liền thỏa, lại nói, đây là cái ăn uống, cũng không phải quý cùng ăn vàng, mua cái tương ớt còn về phần để các quý nhân hạ không chừng quyết tâm sao, làm đài thứ nhất xe ngựa dừng lại, Tống Phúc sinh liền biết, sinh ý tới rồi, có lẽ có thể trực tiếp mua nồi lẩu đáy liệu khối, hoặc là trực tiếp mua quả ớt mặt cái chủng loại kia sinh ý người tới thật đúng là không phải cái gì đại quý nhân, xem thấu áo cách ăn mặc, cũng chính là qua đường địa chủ thân hào nông thôn loại, chỉ vào thịt dê nướng hỏi, đây là cái gì thịt, thịt dê, dùng than củi nướng, đúng, thịt dê sỏ sâu nướng, dùng than củi nướng, làm cái khung sắc chính mình ở nhà liền có thể nướng, tống phúc sinh là tuyệt không sợ người khác học sáng ý, thịt dê sỏ sâu nướng giá đỡ, làm sao nướng, liền thoải mái bày ở bên ngoài, để cao thiết đầu cùng đại lang nướng hắn thậm chí thật thành hy vọng, đi qua đường đều đến học, tốt nhất có người thông minh lập tức liền chống lên quầy đồ nướng học hắn, người ngó ngó, một ngày này nhiều kiếm tiền, còn tìm nghĩ cái gì đâu, không tranh thủ thời gian động thủ, vì sao như thế, hắn không sợ a? À, các ngươi có quả ớt sao, khi thịt dê sỏ sâu nướng, không có quả ớt có thế ăn ngon không? Nó nướng ra đến chỉ định kém chút hỏa hầu kém chút mùi vị, ngươi phải đến chỗ của ta mua quả ớt mặt không phải? người tới lại chỉ vào đỏ rực đáy nồi hỏi, cái này lại là cái gì? Tống Phúc Sinh tự mình tiếp đãi nói cho người ta đây là cái gì? Dừng lại giới thiệu có cái này đáy nồi, ngươi liền xuyến đi, ở nhà xuyến, tặc ăn ngon, ngươi lại chấm điểm tương vừng đổ điểm giấm, xuyến quen thịt dê quyển hoặc là thịt heo quyển hướng tương vừng bên trong như vậy một chấm, hương, giữa mùa đông, trong nhà nếu là có cái đình nhỏ, vậy thì càng đẹp. Chiêu đãi ba năm bạn tốt, ngồi tại cái đình nhỏ bên trong, nhìn phía ngoài đông cảnh bên ngoài tuyết bay hoa liền càng đẹp ăn cái này nóng hầm hập mã lão bỏng thật cảm giác sẽ đặc biệt tốt vậy ngươi cái này ta làm sao mua đi người tới nghe nồng đậm mùi thơm triệt để bị thuyết phục thế nhưng là rất sầu muộn làm sao mang đi cũng không thể đem người nồi khiên đi đi mà lại đều có người ngồi ở chỗ này ăn lều bên trong người gì đều có hắn ghét bỏ tống phúc sinh chính đang chờ câu này bọn hắn bán nồi lẩu đáy liệu a à? một khối nhỏ đủ dừng lại, mua về vốn liếng liệu, các ngươi cũng không cần khó khăn, chịu nồi nước, hoặc là dứt khoát nấu nước là được, nhỏ liệu khối hướng bên trong quăng ra, canh mở dưới thịt đồ ăn liền tốt, vị khách nhân này nghe xong, xong gã sai vặt dương lên cái cầm, lúc này mua đi một khối lớn nồi lẩu đáy liệu, liền hắn mua kia một khối lớn, mười mấy nhân khẩu, đủ nấu cái năm sáu bữa, đương nhiên, đáy liệu vật này, có thể ăn cay liền nhiều thả chút, mùi vị nồng đậm chút, không thể ăn cay liền thiếu đi thả chút, vậy liền không nhất định sẽ nấu bao nhiêu trận, có thế ăn được mười mấy lần cũng không thành vấn đề, toàn bộ nhờ chính mình nắm, Tống Phúc sinh một hai nửa tiền bạc đến tay. So hắn bận rộn nửa ngày, lại là cách si lại là que thịt nướng dãy đến nhiều, cũng bất việc không phải, Đại lang Cao Thiết Đầu, Tống A Gia nhà phải lớn cháu trai, nhìn qua xe ngựa rời đi, nghĩ thầm, quả nhiên là Tam Thúc, Tam Thúc ở nhà lúc liền nói, bày quán bán hàng đơn thuần là không có cách, bọn hắn không biết quả ớt, phải dạy một chút bọn hắn làm sao ăn, nhưng là muốn kiếm tiền, kiếm bớt lo tiền, tiền nhanh, nhất định phải nghĩ biện pháp ra bên ngoài cố ý để lộ liệu, tốt nhất bày một trận sạp hàng, đều hiểu được chỉ có hắn nơi này có nồi lẩu đáy liệu còn có quả ớt mặt bán, cho bọn hắn phổ cập xong, chúng ta liền có thể ở nhà yên tĩnh ở lại, chờ lấy tử lâu, hoặc là muốn học chúng ta mở ăn cửa hàng. Chính mình liền có thể đưa đi lên cửa nhập hàng như thế tiền dãy đến nhiều thư thái tam thúc trâu bò mới đưa đi xe ngựa lều bên trong còn có người đang dùng cơm đâu còn có thực sự bị mùi thơm câu thèm ăn hoảng tại ba cây hai cây muốn thịt dê nướng ngồi ở bên trong đang chờ nướng xong khách hàng trần đông gia liền đến trần đông gia coi là lần trước hắn cùng tống phúc sinh nói đến liên quan tới quả ớt kinh doanh khi đó hắn cho rằng chính mình đã đối tống phúc sinh đánh giá rất cao bởi vì hắn có khả năng nghĩ tới là tống phúc sinh tương lai lớn diện tích trồng mà lại là giống trồng rau trước viên tử sau viên tử như vậy loại trồng chi phí sau khi xuống tới bán lại không đắt hướng ra phía ngoài mở rộng lại là phần độc nhất đồ ăn cho dù so những người khác hơi mắc hơn mấy văn cũng quả thực không dám tưởng tượng một nhà mua bán muốn mua cái này món ăn tiền bạc về sau toàn diện tiếng tống lão đệ hầu bao kia phải kiếm bao nhiêu có thể làm đến điểm này liền đã rất đáng gờm nha lại không nghĩ rằng hắn vẫn là xem thường tống phúc sinh đây là cái gì bát bát gà, bánh trái, trong nhà bé con tùy tiện mù lên, kỳ thật gọi cái gì đều bên trong, trần ca, ngồi, không ngồi, ta lần lượt nhìn xem, trần đông gia lại nghiên cứu thịt dê sỏ sâu nướng, gà nướng hoàng xuyến gà hoàng, cá luộc, tống phúc sinh ở một bên bồi tiếp, giống trong lúc vô tình rảnh rỗi gặm giống như nói, ta đây là buôn bán nhỏ, làm không tin, không dối gạt trần ca, ta chỗ này làm thịt làm cá, trực tiếp chính là múc một môi đáy liệu canh, hướng bên trong một thêm liền nói là đồ ăn kỳ thật lại tỉ mỉ chút làm sao cái này ăn ngon được nhiều út không tin ta con cá này nhiều nhỏ ngươi ngó ngó đông lạnh cá a à, tươi mới cá ngươi thử lại lần nữa mà lại cũng không tiến vào hương vị ngươi nếu là mới đầu liền sang nồi xào để cây liệu toàn bộ thấm bên trong ngươi thử lại lần nữa hương vị tuyệt đối không giống trần đông gia ánh mắt lóe lên một cái nhìn mắt xúc cây nồi về sau lại cố ý dạo bước đến cao thiết đầu trước mặt, nhìn xem tiểu tử này thịt dê xỏ sâu nướng. Trần Đông Gia đột nhiên hỏi, có thể hay không cho ta nướng hai chuỗi? Tam thúc bằng hữu, kia tuyệt đối không có vấn đề a, à? hai chuỗi đủ sao? Hai chuỗi liền tốt, không đầy một lát, cao thiết đầu liền đã nướng chín, đang muốn lên trên vung quả ớt mặt lúc, Trần Đông Gia cười khoát tay, không cần thêm, ta trước nếm thử. Tống Phúc Sinh tại ngồi bên cạnh, nghe vậy nhíu mày. Thứ hai xuyên, Trần Đông Gia nói ngươi thêm a à, thêm điểm quả ớt hai chuỗi ăn xong trần đông gia ngồi tại tống phúc sinh trước mặt ôm quyền cười nói lão đệ ca muốn cùng ngươi nói chuyện tống phúc sinh cười nghĩ thầm ta liền biết ngươi sẽ cùng ta đàm ngươi có thể mở phụng thiên thành tương đối nổi danh tử lâu ngươi có thể là đồ đần nha ngươi có thế không mua liệu nha tống phúc sinh hoan nghênh hết thảy đến hắn nơi này định liệu thương gia thậm chí những người kia sẽ không làm hắn đều có thể cho ra chủ ý hỗ trợ nghỉ đồ ăn chỉ vì lâu dài hợp tác, hợp tác lâu dài, tốt nhất về sau từng cái tủ lâu thức ăn cây đều ngày ngày bán chạy, ngày ngày không thể rời đi hắn quả ớt, vậy hắn liền rời chỗ ngồi trong nhà lấy tiền không xa, chương 364, 18 càng, vì minh chủ cười hiểu 16, go, tống phúc sinh cùng Trần Đông ra đi, đi trao đổi đặt trước đáy liệu sự tình, đánh giá A cũng vén tay áo, làm vài món thức ăn, tống phúc sinh chân trước đi. Chân sau dầu lều bên trong liền đi tới một vị lão đầu, Lão gia tử rất dám dùng tiền, điểm hai mươi xuyên thịt dê nướng, hai mươi cái nướng tinh bột mì, tiếp theo bát tê cây mặt, nấu một bát trồng khoanh tay, đến một phần bát bát gà, lại tặng cho trong nồi hạ năm sâu gà hoàng, nấu năm cái thịt heo hoàng, lớn su hào bắp cải mười xuyên, xuyến hai đầu tiểu ngư, nhìn mắt bày ra tại dài mảnh trên bàn cái túi, là củ lạc, tống phú quý nói, đúng, bắt đờ lợn, bắt đầu ăn rất là hương giòn sảng khoái, cay xè, dầu chiên, cho ta đến một đĩa. Tống Phú Quý cầm chữ như gà bới sách, hắn cũng trông mèo vẽ hổ học mã lão thái ký sổ, 10 cái liền họa vòng, 20 cái liền họa hai cái vòng, một phần liền họa một đầu gạch ngang, một bên nhớ một bên hỏi, ngài có thế ăn nhiều như vậy không? Không cần điểm nhiều như vậy, bọn ta gần đây đều sẽ tới bày quầy bán hàng, ngài có thể hôm nay ăn dạng này, đến mai ăn như thế, lão giả cười nói, ngươi cái này mùi vị a, à, đều bay ra hai dặm, ta chính là thuận mùi vị đến mỗi dạng không nếm thử, cũng lòng ngứa ngáy không phải. Tống Phú Quý cười đến gật đầu, ngài thật đúng là nói đúng, liền buổi trưa bận rộn nhất trận kia, ai đến ai nói mùi vị hương vô cùng, tiếng lều câu đầu tiên chính là lời này. Tất cả đều là thuận vị tìm đến, ngươi cái này rốt cuộc là thứ gì, làm gì đang chờ mở nồi sôi lúc, gió thổi qua thổi qua đến sẽ sặc người mũi, huy, cờ mờ, Tống Phú Quý hạ tờ đơn, để Đại Lang cùng Tống A Gia lớn cháu trai bận rộn, để cao thiết đầu thịt xiên bắt đầu nướng. Mắt nhìn tống nhị bà tử tứ nhi tử cùng hổ tử tại thu bẩn bát đũa, lại cúi đầu không lưng đưa tiễn quệt quệt mồm ăn xong đi khách hàng. Lúc này, đã sớm quá giờ cơm, lều bên trong cũng không người gì. Tống phú quý lúc này mới một mặt thật có lỗi nói vừa rồi bận biệu, để ngài đợi lâu, dù sao cũng không có khách nhân, an vị tại lão giả trước mặt cho người ta đem sưởi ấm than củi bồn hướng trước mặt đá đá, mới hồi đáp, cái này gọi quả ớt, bọn ta nhà quả ớt, ngài ăn được liền hiểu được cùng ta dĩ vãng ăn hồ tiêu kia khách là hai chuyện khác nhau bọn ta thế nào có quả ớt a à? a nha lời kia nói đến nhưng dài nhìn ngài hiền hòa cùng ngài nói lời nói thật bọn ta kỳ thật không phải người địa phương người nghe ta khẩu âm cũng có thế nghe được có phải không bọn ta quả ớt đây chính là phần độc nhất bắt đầu cùng người kể chuyện xưa tống phú quý khả năng nói lão giả muốn mì sợi tốt cũng một bên ăn một bên hết sức cảm thấy hứng thú nghe hắn nói lão đầu chỉ ngẫu nhiên cấm vài câu sẽ hỏi vậy ngươi cái này quả ớt nhất định phải làm quen khả năng ăn sao không cần bọn ta cái này quả ớt đi ăn sống một điểm vấn đề cũng không có ngươi lục đỏ trực tiếp ăn cũng không có vấn đề gì ngươi chấm tương chính là không chấm tương trực tiếp rửa sạch sẽ cửa vào như vậy ăn ta cho ngươi biết khẽ cắn miệng bên trong vậy cây nha lão giả sau khi nghe xong lại chỉ hướng đỏ bừng nồi hỏi kia ăn sống cũng sẽ giống ngươi trong nồi toát ra mùi vị không? Cách rất xa liền có thể đoán được, tống phú quý sách một tiếng, khoát khoát tay, kia sao có thể, cùng đồ ăn đồng dạng, hái xuống ăn sống nào có mùi vị, tựa như nhà mình trong vườn vừa hái đồ ăn đồng dạng, rửa sạch sẽ, trăng rắc trăng rắc liền cắn thôi, kia sao có thể có mùi thơm này, cái gì vị không có, bọn ta đây là cái gì? Vì A hương nhiều, vì A hôm nay rất nhiều người nói, ai nha nhà ngươi hương là hương, Nhà ngươi quý A, sao khác mì nước sạp hàng đắt, cái kia có thể không đắt sao? Lão gia tử, cái này canh, là bọn ta chịu canh xương hầm, không đề cập tới canh, liền bọn ta cái này liệu, cái này liệu mặc dù không thể cùng ngươi lão giảng kỹ, thuộc về mật pháp, nhưng là ta như thế nói cho ngươi đi, bọn ta nhà giàu là một thùng một thùng đi đến đổ A, làm tốt cái này là khối, lại phóng tới bên ngoài đưa lạnh, lạnh ngươi còn không ngờ sao? Co rụt lại co lại co lại không có nhiều, đều ngưng cùng một chỗ, một khối nhỏ, tất cả đều là dầu. Ngài ngẫm lại, chúng ta cái này một trong nồi liền thả một khối chính mình mật liệu, bên trong có bao nhiêu đồ tốt. Lại thêm bọn ta cái này lớn canh xương hầm, đúng không? Có thế không thơm, hậu sinh, nói cách khác, ăn sống cũng có thế ăn, ăn sống còn không có vị, ăn sống như thường như thế cay miệng, có phải là liền ý tứ này, đúng, không sai, ngài tổng kết rất hợp chương 365, 19 càng, vì minh chủ cười hiểu 17, cơm được rồi, làm gì đi. Tống phú quý đỉnh lấy thuốc đỏ hô, lưu cho hắn, là mấy cái lão thái thái từ thông dong cho bóng lưng, cái này không nha, buổi chiều đánh nhau, nấu cơm sẽ trở ngại, cơm mới tốt, trước tiên cần phải xào tương liệu, tương liệu là cần phơi lạnh, đồng thời muốn xào rất nhiều, ngày mai liền phải giao hàng, cho nên đoàn người là gắn gượng lấy đói. Trước xào ra mặt một nhóm tương liệu, chuẩn bị ra đợt thứ hai đợt thứ ba muốn dùng trước dự bị, sau đó lại nấu cơm. Cái này cơm nhưng hạ muốn ăn đến miệng, các lão thái thái chợt đi. Tống Phục Linh ngồi tại trên giường chính vào đầu kẹt văn đâu, nghe được động tĩnh bên ngoài, lập tức đem bút quăng ra, một tay cầm mũ trừ trên đầu, một tay nhấc bông vải dày, mẹ, đi a. À. Tiền bội anh cầm trong tay mới tẩy khăn lau, có chút mộng, làm gì đi a? À. cùng ta sửa sau lưng đi xem một chút, chỉ định có náo nhiệt nhìn, cũng miễn cho vạn nhất nàng ăn thiệt thòi, đi đứng chậm, ta tốt chạy về đến cho đưa tin. Đi đi đi, mau mau, tống phục linh túng mẹ nàng tay, lại một cái kéo quá bông vải khăn trùng đầu, bọc tại tiền bội anh trên đầu, kéo lấy hướng trốn đi, vừa đi còn vừa nói nói, vừa vặn hai ta còn không có hướng trong thôn đi qua đâu, vào thôn bên trong nhìn một cái dạng gì, tống A gia đứng trước cửa nhà, nhìn qua xa xa lẻ tẻ bó đuốc. Tống Phú Quý tại A Gia sau lưng hỏi, A Gia, các nàng tựa như là đi mắng cầm có dùng hay không ta đi xem một chút a gia vẻ mặt đau khổ căn bản liền không quan tâm các lão thái thái đi làm cái gì hắn chỉ quan tâm bàn nha lại không đặt nhà thật tốt viết thoại bản tử buổi trưa liền đi ra ngoài chơi tuyệt không nghe lời vừa ngồi kia trung thực viết viết đi cái này lại ra ngoài chỉ định là lại không có biệt xuất mấy chữ hạ muộn nghe a à, còn quay đầu chất vấn tống phú quý a à. nghe a à nhậm công tính cửa nhà, mấy cái lão thái thái, cái gì tư thế đều có, chống nạnh, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào nhậm công tính nhà đại môn, vừa mắng vừa vỗ tay, làm ai là dễ khi dễ. Đây là bọn ta gia lão gia tử không có bị tức chết, các tiểu tử nhà đến cũng trùng hợp, bằng không, sao? Muốn vén bọn ta nhà nóc phòng, cho mấy cái phá nhà tranh tử, cái này đến đào cái kia đến đào, đem các ngươi năng lực, tới tới tới, tới ra tới ta ngó ngó các ngươi có thể hay không cưỡi bọn ta trên cổ đi ị. Không có thiên lý nữa nha còn, còn quản bọn ta đòi tiền, cha ngươi có chết hay không đâu, quản bọn ta muốn cái gì tiền, còn nói là bọn ta khí, thả ngươi nhà mở rộng cửa con lừa chó rắm thúi, nói cho ngươi, gấu lầm người ngươi, vương bà tự tiếp lời, để mã lão thái nghỉ ngơi một chút khí, đúng đấy, toàn gia bẩn thiểu cái thứ không biết xấu hổ, đi ra ngoài kiếm chuyện trước cũng không trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình già già là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng lão già họm hẹm từng cọc từng cọc từng kiện làm chuyện này liền người đều không xứng làm liền kém đi trong mồm chó đoạt a cũng chính là cái cức trâu cặn bã bọ hung sinh ra mấy cái tiểu nhân càng là lão thiên chiếu vào quỷ bóc túng điểu dạng các nhị nữ hít sâu một hơi phi nói bọn hắn là túng chim đều là cất nhắc bọn ta gia lão gia tử lớn như vậy số tuổi để các ngươi vợ con cẩu vật tổ tông đời thứ ba mắng bọn ta tổ tông thế nào ngươi à nha, ông nhà ngươi hậu đại nhảy qua giếng. Tuổi còn nhỏ, mắng lão nhân, ngươi cái miệng không tích đức, miệng là nhà ngươi tử thao. Một tổ tử dung chó, đạm chó phân đi ngươi, tống phục linh cùng tiền bội anh lúc chạy đến, nghe được chính là một câu cuối cùng, hai mẹ con núp trong bóng tối, tiền bội anh lăng lăng hỏi khuê nữ, đạm chó phân ý gì, đất cứt đi ngươi, tống phục linh trả lời xong, nghĩ thầm, má ơi, không quan tâm là cổ đại vẫn là hiện đại người bình thường xác thực mắng chẳng qua lão thái kia thật là mặt một vòng chân một xóa eo cắm xuống khí thế hùng hổ lời gì cũng dám ra bên ngoài mắng kia là có thế từ người thân công kích đến mắng chửi người là động vật lại đến công kích đối phương uy hiếp tống phục linh còn không có phân tích xong nhậm gia viện tử đột nhiên sáng mấy cái đèn lồng bó đuốc điểm trước mặt xem náo nhiệt thôn dân xem xét bị mắng ra a à, đều có chút không hiểu hưng phấn ví dụ như rõ ràng béo nương môn, nàng hướng miệng bên trong ném đậu nành tần suất đều biến nhanh, đại môn vừa mở, nhậm công tính nàng dâu, mặt đỏ tía tai đứng tại trên bậc thang, đều không thấy rõ bên ngoài vây xem thôn dân, vung vẫy trên tay chiếc thang tay, giống đuổi mấy thứ bẩn thiểu đồng dạng, chỉ nhìn chầm chầm trước cửa mấy cái chữ nhau lão thái thái, kích động dị thường mắng lại nói, lăng, đừng cậy già lên mặt. Dám chọc tức lấy lão gia nhà chúng ta cùng trong bụng ta bé con, ta để các ngươi chịu không nổi, tin hay không? nhanh kẹp lấy bức miệng cách nơi này, giọng cũng là cực kỳ uống sáng, còn mang theo động tác, cuối cùng uống kia một cuốn họng dùng sức lắc lắc trong tay khăn tay, ai nha? Đem ngươi lợi hại, ta nhổ vào, ta không tin, ngươi mau mau để bọn ta chịu không nổi. Ngươi cũng chính là cái tỳ, với ai đồ nghịch phu nhân uy phong, liền ngươi dạng này, lão nương thấy nhiều nha, ta nhổ vào, suốt ngày nâng cao ngươi cái kia bụng rêu rao, mà theo bọn ta cho ngươi bấm đốt ngón tay, ngươi mang khi đó nhà các ngươi lão thất phu kia ngay tại ngoại ô đổ động than đâu ngươi trong bụng là ai ta nhưng khó mà nói ai u các hương thân ta cũng không có đừng nói khác a à, ta chính là đoán mò các ngươi nhưng cho bọn ta làm chứng ngươi các ngươi một đám lão tiện hóa dám dội ta nước bẩn phi bọn ta nếu là tiện hóa vậy ngươi chính là tặc chó nản nuôi hán tử phi nhìn ngươi tuổi còn trẻ có thế gả cho tiện không có liêm sĩ lão cẩu xương cốt liền biết ngươi so với ai khác đều tiện tống phục linh cảm thấy nàng vừa rồi tổng kết còn chưa đủ toàn diện hẳn là nói như vậy các lão thái thái mắng cầm có thế từ người thân công kích đến mắng chửi người là động vật đến công kích đối phương uy hiếp cuối cùng đòn sát thủ là hoài nghi nhà ngươi sinh hoạt tác phong có vấn đề hoài nghi hài tử không phải thân sinh lấy đặt tới mắng xong cầm không mang một án mây rời đi về sau trong thông tin đồn nước bọt chết đuối ngươi, làm không tốt còn có thể để ngươi nhà vài phút trình diễn gia đình luân lý lớn kịch, tống phục linh che lấy mắt, phục, thực tình phục, tiền bội anh cũng là đặc biệt chịu phục, nhưng là nàng phục chính là tứ tráng, dùng khí tức chất vấn, ngươi cho hắn ôm đến làm gì, hả? Tống phục linh không che mắt, nghiêng một cái đầu, mễ thọ ngay tại tứ tráng trong ngực tuét miệng cười ngây ngô, bị phát hiện lại vẫn giành giật từng giây đang nhìn các lão thái thái, nhỏ biểu lộ nhìn gọi là một cái say sưa ngon lành, cái này chỉ định là không thể tiếp tục nghe, tiền bội anh tại trên cầu, vừa đi vừa huấn tứ tráng nói, nhà ta không có chủ tử không chủ tử, ai nói đối liền nghe ai, hắn về sau lại mệnh lệnh ngươi, ngươi cũng đừng phản ứng hắn, loại trường hợp này có thể là hắn cái tiểu hài tử gia gia nghe sao, hắn mới 5 tuổi, đúng sai đều phân biệt không rõ, sao có thể mặc hắn thu xếp. Lại nói nhà ta chính là cái nông hộ, không có tiểu thiếu gia, Mễ thọ chính là trong nhà một cái bình thường bé con, ngươi là hắn ca, ngươi xem ai gia sản ca ca nghe năm tuổi đệ đệ, tứ tráng, về sau ngươi liền ghi nhớ, ngươi cho rằng không đúng, liền bất động địa phương, ta nhìn hắn có thể đem ngươi sao thế, hắn nếu dám lại cùng ngươi bày tiểu thiếu gia khoản, ngươi tới tìm ta, ta quản không được hắn còn có hắn cô phụ, liền không tin, còn quản không được hắn, cái năm tuổi còn biết khi dễ người, chọn quả hồng mềm bóp, tống phục linh dẫn đệ đệ, cùng mễ thọ liếc nhau, trong mắt ý tứ rất rõ ràng, nên, bị mắng đi. Chương 366, 20 càng, vì minh chủ bê ở baby một tiệm bánh ga tô hậu viện, mã lão thái một bên giúp đỡ gỡ đồ vật, một bên sốt ruột nghe ngóng nói, kiếm lấy tiền không? Kiểu gì, nhiều người không? Chúng ta cũng không có ngã ra không đi ngó ngó, buổi trưa loay hoay hung ác, chân đánh cái óc, vừa còn nói sao, để đại đức tự cấp nước thùng đổ đầy liền đi tìm các ngươi các ngươi sao mới thu quán, đi, đừng nói trước, dậm chân một cái bên trên tuyết vào nhà, sau lò chưng bánh trái, tiếp đầu, nhanh để ngươi đại tẩu bưng ra, hiện chưng, chính nóng hổi, đệm một hơi, là thuộc lão thái thái nói nhiều, nàng còn để đoàn người đừng nói, có điều, mới kiếm bánh bao, đây thật là vì tống phúc sinh bọn hắn cố ý chuẩn bị, bởi vì thường ngày, mã lão thái bọn hắn tại xế chiều 3-4 giờ đóng cửa trước, là không làm ăn. Một đường đánh xe về nhà ăn trong tiệm Bảo Châu cùng Đại Đức Tử, hai người bọn họ là đơn độc làm, ngẫu nhiên người ta hai huynh muội còn về nhà nấu cơm đâu, người ta trong thành có phòng ở A, trở về được đốt đốt phòng, lúc không thường quá muộn ngay tại gia trụ, trong tiệm cửa liền khóa, hôm nay mã lão thái bọn hắn là đầu về tại cái này ăn ban đêm cơm, ăn no lại về nhà loại kia, cửa trước khóa lại, không còn tiếp đãi khách, đoàn người đều đến hậu viện tiểu táo phòng, một đại ba người, vây quanh ở nồi lớn trước, ngồi tại trên băng ghế nhỏ kẹp trong nồi mì sợi. Tống Phúc Sinh là thật đói, bỗng miệng cũng mấy ngụm liền xuống đi nửa bát mì sợi, ra hiệu đại đức tử, sợ đứa bé kia ngượng ngùng ăn nhiều, trong nồi còn có, đều chọn ăn, ăn xong, còn lại canh liền không thể muốn, cùng một chỗ đổ. Mã lão thái bưng bát cơm, một hơi bánh bao, một hơi dính lấy nồi lẩu liệu mì sợi, cũng hỏi Bảo Châu, ăn ngon không? Ăn ngon, khó trách bán chạy hung ác. Bảo Châu ăn đều có chút đổ mồ hôi, lần thứ nhất ăn quả ớt, lần thứ nhất ăn tại súp cây trong nồi mì sợi, thật sự là lại cây lại hương. Mã lão thái yên tâm bát cơm, lau lau miệng, đúng, các ngươi bán bao nhiêu tiền, số không, tống phúc sinh không có trả lời trước, đứng người lên, cực kỳ tự nhiên đoạt lấy đại đức tử bát cơm, đứa bé kia, ông lấy nửa bát mì sợi, ăn một hồi lâu, để kẹp cũng không kẹp, chỉ có thể vào tay, đầu về cùng bọn hắn đám người này ăn cơm, có thể nhìn ra đại đức tử có chút không thả ra ngược lại là bảo châu tiểu nữ hài, béo hô, so với nàng ca mạnh, một mực không ngừng miệng, thịnh vui tràn đầy một bát đưa cho đại đức tử, tống phúc sinh rồi mới hồi đáp, không có số, lại không có bán ném, nhà đi lại số đi, tống phú quý cười đến lộ ra lợi, vỗ vỗ trên thân buộc túi, xong mã lão thái cùng điền bà tử nói, đại nương, hai người nghe một chút, cái này âm thanh giòn vang không, vỗ, ào ào rung động, bên trong tất cả đều là tiền đồng. Tiệm bánh ga tô mấy người cùng một chỗ cười ra tiếng vui vẻ, trong lòng vì bọn ta chính mình vui vẻ, các ngươi lúc nào tiền đồng biến thành bạc vậy liền bên trong đi, cùng bọn ta giống như liền thỏa đi, hiểu được bọn ta hôm nay đặt trước ra ngoài mấy cái bánh ga tô không lớn, ta nói chính là lớn bánh ga tô, mười lượng bạc hướng lên trên, còn có bọn ta đặt trước ra ngoài bao nhiêu nồi điểm tâm nhỏ, biết không? Vương Trung Ngọc cùng theo thần thần bí bí cười hắn hiện tại có chút cầm chính mình làm tiệm bánh ga tô người, tống phú quý, bao nhiêu cái, nói như vậy, bọn ta đặt trước 173-27 tiền hàng, tất cả đều là năm trước năm sau muốn tới lấy, tiền đặt cọc đều giao, nấc, tống phú quý bị bánh trái nghẹn lại, rất có thế ăn cây cao thiết đầu bị xúc cây sạch ở, cái khác mấy tên tiểu tử, là theo chân điểm tâm cửa hàng nương tử quân nhóm cùng một chỗ cười ngây ngô, còn khen người ta, các ngươi cũng thật là lợi hại sao bọn ta còn lợi hại hơn, tống phúc sinh cũng thật cao hứng, vừa cười vừa nói, đúng vậy a, à, sắp tết, nhán một cái thật nhanh, ta liền quên, ăn tết trước sau, các ngươi điểm tâm cửa hàng sinh ý chỉ định sẽ so thường ngày tốt hơn nhiều, có chút cửa hàng, liền trông cậy vào cái này đoạn thời gian kiếm tiền a, à, thậm chí mấy ngày này kiếm có thế đỉnh nửa năm tiền thu, thêm chút sức, các ngươi nhiều kiếm chút, nương, trung ngọc tại cái này, một mình hắn nếu là không đủ dùng, quay đầu ta liền để a gia cho ngươi thêm phái tới hai người, giữa trưa giúp đỡ sống, công không tiền công chưa kể tới, chỉ qua thâm niên, ngươi đừng quên cho đoàn người bày tỏ một chút, đó không thành vấn đề a, biểu thị kia cũng là chuyện nhỏ, ha ha ha. mã lão thái ngồi tại trên băng ghế nhỏ, thoải mái cười, miệng bên trong bánh bao vẫn chưa hoàn toàn nuốt xuống, lão thái thái chỉ cần vừa nghĩ tới sắp tết, những cái kia chân chính vọng tộc liền phải nghĩ nàng liền từ trong lòng ra bên ngoài nở hoa giống như cao hứng đến lúc đó nghỉ ngơi bảy ngày rảnh đến những người kia cũng không có việc gì liền sẽ lẫn nhau đi lại tặng lễ thu lễ thiết yến thiết yến liền không thể rời đi chiêu đãi người bánh ngọt nàng có bốn cái cửa hàng đâu bốn cái cửa hàng nàng tựa như nhìn thấy bó lớn bạc hướng nàng bay tới như vậy mà lại lúc này lại làm điểm tâm không quan tâm ra bao nhiêu nồi không quan tâm người ta chính nguyệt bên trong đặt trước bao nhiêu dù là đầu năm mùng một liền đặt trước rất nhiều đâu ta cũng không sợ bởi vì nàng có hai bộ ép nước cùng gây sự sau đó một tuần cũng thật giống tống phúc sinh cùng mã lão thái đoán như thế tống phúc sinh bọn hắn bày quán bán hàng mặc dù kiếm không ít tiền nhưng lại bị mã lão thái cắt nàng cho hiển không có càng cách ăn tết thời gian gần bốn nhà tiệm bánh ga tô càng là toàn diện nở hoa tiệm bánh ga tô sinh ý tốt như vậy chủ nếu là bởi vì vọng tộc các phủ quản gia bọn hắn sợ a à? sợ tiệm bánh gato tô chính nguyệt bên trong đóng cửa không kinh doanh, hoặc là cho dù không đóng cửa, tiếp tờ đơn nhiều, đừng có lại chưa có xếp hạng bọn hắn, là có loại khả năng này. Đừng nhìn mã lão thái bánh ngọt bánh ngọt hưng hưng cửa hàng không có mở nhiều chút thời gian, kia các phủ thải mãi cũng biết, cái kia cửa hàng, nó lười, mỗi ngày lười đến, mang không nhiều điểm tâm liền khai trương, giữa trưa chỉ bận biệu một trận, buổi chiều lại đóng cửa sớm một chút, bán không có liền quan. Không có chút nào mang hàm hồ. Ngươi nói một chút, chính là như vậy cửa hàng, tuyệt không giống kia mấy nhà danh tiếng lâu năm điểm tâm bày cần cù. Trong nhà các chủ tử lại điểm danh nhất định phải loại kia ly kỳ bánh gato, tô, bởi vì tề phủ đại thiếu nải nải đều mời các tiểu thư, phu nhân hưởng qua, ăn tết muốn làm chút tươi mới khoản đãi, có thế không đề cập tới đi sớm định sao? Không đề cập tới sớm định, mua không được, các chủ tử không được quán trách bọn hắn những cái này phía dưới làm việc, cho nên các phủ phụ trách mua sắm quản gia nhau nhau tới. Mã lão thái trong tay chữ như gà bới tờ giấy nhỏ là càng ngày càng nhiều, chỉ có nàng có thế nhớ thanh cái nào phủ định cái gì, người bình thường đều xem không hiểu, lại thêm thường, hạ mặt các huyện, kỹ nữ khăn tiểu phân đội nhóm tiếp các huyện tờ đơn, đặt hàng thật sự là từ ngày mồng 2 Tết, một mực xếp tới chính nguyệt 15, không nói trước làm, tuyệt đối bận không qua nổi, đặt trước cái gì điểm tâm đều có, liền thanh lâu các cô nương cũng tới tham gia náo nhiệt, đồng giao trấn quách bà tử, người đến lộ ra một hơi khoát nha tử, kích động dậm chân nắm chặt giấy tờ đơn hô. Mã đội trưởng, bàn nha tổng thanh tra, các cô nương lại đặt hàng a, mươi lượng bánh ga tô một cái, còn có cái càng đâu tính đây này, lợi hại, ba mươi lượng nàng cũng dám muốn qua, nàng cái miệng đó thật đúng là quý giá. Thanh lâu mân mê cùng cuốn trứng cũng thêm nồi, tăng gấp đôi thêm. Tống phục linh nghe được động tĩnh từ lò nướng phòng ra tới, nhìn qua quách bà tử, nghĩ thầm, trời ạ. À, nàng còn nghĩ qua năm bảy ngày vui đâu, thế nhưng là, ai, đúng vậy a, à, những nam nhân kia muốn thả giả, liền có thể nghĩ, trong thanh lâu có thế thông thả sao, chương 367, 21 càng, vì minh chủ bê ở baby 2, mã lão thái không có ngoài ý muốn, nghe nói, bọn hắn phụng thiên thành bên trong thanh lâu càng náo nhiệt, nghe những cái kia đi nghe bình thư nam khách nói chuyện, thanh lâu mụ tú bà cố ý từ nơi khác làm một nhóm như nước trong veo đại cô nương, liền đợi đến ăn Tết trước sau vớt một phiếu đâu. Cũng thế, ăn Tết trước sau, không quan tâm là vào nam ra bắt thương nhân, vẫn là làm quan nghỉ ngơi, nhàn ra cái rắm đến, đám nam nhân cùng tiến tới liền sẽ nhớ thương đi loại địa phương kia. Mã lão thái suy đoán, đến lúc đó các cô nương lại vung cái kiều, nói qua năm không ai bồi, gặp phải các ngươi hồi phủ bồi nàng dâu, còn nói người ta là các ngươi tiểu tâm can, chùi chùi lòng chua xót đôi mắt nhỏ nước mắt, quanh năm suốt tháng, những cái này ngốc các lão gia bị dao động, nếu là kiếm không ít tiền, có thế không bỏ được hướng ôm ấp yêu thương các cô nương đập lên người sao. Đừng nói 30-52 tiền bạc bánh gato tô, bị rót vào nước tiểu ngựa đều phải nói một tiếng, rượu ngon, lại đến một bình. Tống Phục Linh bóp lấy tờ đơn, ngồi xếp bằng tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên coi như a, à, bảy ngày vui, xem ra là không được, nàng muốn làm nhiều như vậy tầng một cùng ba tầng bánh gato, nếu là sớm làm xong đâu, đúng, sớm làm xong, tính toán có thế còn lại mấy ngày, ân, ừ, coi xong, cũng chính là có thế lớn nghỉ ba ngày đi, nằm tại trên giường vui chơi giải trí một ngày, cưỡi tiểu hồng, mang theo mễ thọ, lại cùng ca ca tỷ tỷ nhóm cùng đi trong thành tản bộ hai ngày, đến lúc đó nhìn đùa nghịch tạp kỹ, đối bó đuốc phúc thổi liền bốc hỏa diễm, nhảy vòng, đùa khỉ, nghe hát trống to, ngao du tiệm sách, mua mua tự thiếp, đi bờ sông thả thả con diều. Cùng các tỷ tỷ ngao du cửa hàng, cho lão nương mua cây ngân trâm, nhưng phải xem thật kỹ một chút cổ đại trong thành là thế nào ăn Tết, đáng tiếc, không có quá hai ngày, mã lão thái nhà đến lại đưa cho Tống Phục Linh hai cái tờ đơn, Tống Phục Linh trừng mắt mắt to nhìn về phía chữ như gà bới đơn đặt hàng, một mặt không vui nói, làm ha nha. Ta không dùng qua năm sao, quá cái gì năm A à bàn nha, ngươi nghe lời, đừng có đùa con lừa, thật tốt kiếm tiền, chờ hầu hạ tốt những cái này cho chúng ta đưa tiền, ta hai ông cháu thừa cơ kiếm cái trăm tám mươi lượng sửa cho ngươi tiền cho ngươi ngó ngó tống phục linh sắc mặt cắn răng một cái cho ngươi hai lượng ta đều không mang hỏi tới loại kia liền để ngươi hoa ngươi yêu mua cái gì liền mua cái gì quay đầu cũng không cần cùng ta báo cáo thu chi vậy còn không bên trong sao tống phục linh khóc không ra nước mắt ngươi thấy ta giống là thiếu tiền người sao ta chính là không muốn làm việc huy cờ mờ đem đơn đặt hàng quan ra hai tấm giấy bay ra đi thật xa rơi vào trên giường đạp chết thẳng cẳng nói vì sao lại nhiều như vậy nha đáng ghét đúng vậy a à, vì sao lại nhiều như vậy bởi vì các huyện vốn là có mấy nhà nhà giàu bọn hắn đã dưỡng thành quen thuộc thỉnh thoảng liền phái người đi mua mã lão thái trong tiệm ra điểm tâm mã lão thái trong tiệm sản xuất phía trên có bơ không giống cái khác điểm tâm bày chỉ khô cằn không mua trong nhà tiểu công tử tiểu tiểu thư liền sẽ cách một trận liền ồn ào muốn lúc này cách tuổi gần, sẽ chỉ đặt càng nhiều, sẽ không giảm bớt, đến ngày Tết cũng đi theo tăng gấp đôi đặt trước, mà thường thường bật trung hướng lên trên, bình thường giàu có cái chủng loại kia gia đình đâu, sẽ nghĩ đến bận biệu một năm, cho hài tử lão nhân mua tốt hơn bánh ngọt, bình thường nhịn ăn, lúc này mua một chút đi, mặt khác, đi thân xuyên bạn, đưa bốn hộp lễ dùng, mã lão thái trong tiệm ra điểm tâm, phần độc nhất, nhà khác không có bán, ăn Tết kia mấy ngày thân thích đến nhà, bưng ra đẹp mắt. Ai còn không muốn cái mặt mũi đâu, sách ra ngoài đâu, càng có mặt mũi. Bởi vì giới thiệu thường có nói a, à, chủ cửa hàng tại Phụng Thiên Thành bên trong trên đường, rất là xa hoa, hai tầng lầu, chi nhánh tại trong huyện chúng ta đầu, nghe nói, trong thành bán rất tốt, dù quý chút, nhưng là chúng ta cũng nếm thử trong thành phố quý nhân ái ăn chính là cái gì mùi vị, đúng hay không? Kiểu nói này, nhận lấy điểm tâm thân thuộc, đều sẽ cảm giác phải bị đối phương coi trọng mấy phần, lại thêm người đọc sách cũng thích tại ngày tết điển dự định tâm học sinh đến ngày tết muốn bái phỏng tiên sinh sách phải đồ vật bên trong có bánh ngọt có rượu có thịt có vải cái này bốn dạng là đại đa số người đọc sách yêu đưa cho tiên sinh mà lại cái này bốn dạng không chỉ các học sinh thích mang theo cái này bốn dạng lễ tới cửa phía dưới các huyện bao quát phụng thiên thành bên trong một chút nghèo khó tiểu quan cho lãnh đạo tặng lễ tiễn biệt không có nhưng ăn tết không nhìn tới lãnh đạo càng không dễ nhìn bọn hắn cũng thích mua cái này bốn dạng bốn dạng lễ vật bên trong bánh ngọt, rất nhiều người liền lựa chọn năm nay mới ra trước kia chưa từng nếm qua, mã lão thái trong tiệm ra điểm tâm, giá cả dù đắt một chút, nhưng quanh năm suốt tháng đưa một lần, đắt một chút liền đắt một chút đi, kỳ thật cũng không chỉ là khẩu vị bên trên muốn mua đến tặng người nếm thử tươi, phải nói khiến cái này người dẫn đầu lựa chọn mã lão thái, cũng là bởi vì điểm tâm đóng gói chiếm ưu thế. So với cái khác điểm tâm cửa hàng phổ thông giấy dầu một bao, đóng kín che lại khối giấy đỏ, viết cái chữ đen, dùng dây gai nhất hệ, mã lão thái nhà đóng gói, lại là hộp lại là túi, phía trên còn đâm các loại phim hoạt hình đồ án, cao thấp lập kiến, bởi vì nguyên nhân trước đó, hai ngày sau, mã lão thái ngồi tại giường xuôi theo một bên, lại yên lặng đem hai tấm chữ như gà bới đơn đặt hàng, nhẹ nhàng giao cho Tống Phục Linh, Tống Phục Linh trong tay cầm bút, liếc xéo nàng sữa, nàng sữa quay đầu nhìn về phía nhà bếp, làm bộ không cảm giác được tiểu tôn nữ chính xông nàng cái ót trừng mắt. Ai, gần đây a, à, nàng chịu lặng lẽ quá nhiều, không chỉ nhìn bàn nha sắc mặt, hiện tại đại nha nhị nha các nàng cũng phải lên trời, vậy mà cũng cho sắc mặt nàng nhìn qua, nói muốn bãi công, nói là bàn nha khuyến khích, nghĩ lớp 10 ngày ấy, các nàng những cô nương này nhà cùng hổ tử kim bảo bọn hắn cùng một chỗ vào thành nhìn gánh xiết. Lớp 10 ngày ấy, liền không nghĩ kiếm tiền công, ba công nữ thế nào không lên trời ạ? À? Đặt vào tiền đều không nghĩ kiếm, còn muốn nhìn gánh xiết dám cho nàng bãi công, nàng trước hết đùa nghịch một cái, chờ lấy, đợi nàng đổ ra trống không, lại thu thập mấy cái này không tiếc phúc xuống nha đầu nhóm, cho hai ngày sắc mặt tốt, liền phải mở lớn xưởng nhuộm, yên lặng một chút, mã lão thái lâm thời trưng dụng phòng họp, hai tay tiếp tục bục giảng cái bàn, sớm tuyên bố, năm nay ăn Tết không nghỉ ngơi, nghỉ ngơi liền đừng đầu năm mùng một, ba mươi ngày ấy, lò nướng phòng cũng không thể ngừng, nhớ chưa? Tồn ở trước làm được, ngày mồng hai Tết, liền chính thức mở cửa người phía dưới mấy cái đại cô nương đều không có vỗ tay bao quát dẫn đầu gây chuyện tổng thanh tra nhưng mấy người các nàng không phòng chưởng cũng không có để bầu không khí trở nên đê mê bởi vì phấn hoa tiểu phân đội bà tử nhóm đem bàn tay đập gọi là một cái vang bánh ga tô sư phó bên trong khi một đám làm nàng dâu cũng vỗ tay trống vui sướng cực bà tử nhóm là cùng mã lão thái đồng dạng tâm lý thời gian khổ cực bên trong lội qua đến Nhìn thấy tiền đều hận không thể một cái nhảy vọt ra sức bổ nhào qua. Nghĩ ngơi cái gì a, à? ăn Tết có thế có kiếm tiền trọng yếu. Không có tiền quá cái gì năm, nàng dâu nhóm đâu, các nàng là nghĩ đến, lò nướng phòng không ngừng thật rất tốt, bằng không 30 Tết cùng chính nguyệt bên trong, các nàng còn trẻ như vậy, rảnh rỗi lại không thể tại trên giường nằm, không được giúp mọi người nấu cơm bao dính bánh nhân đậu sấy khô lương, không được từ 27 28 bắt đầu liền phải không biết ngày đêm tẩy chăn mền làm quần áo thu thập phòng. Ai u ông trời của ta, vậy còn không như tại lò nướng trong phòng tiếp tục làm việc đâu, tối thiểu nhất làm một nồi là một nồi tiền. Bà bà cùng chị em dâu nhóm cũng sẽ không chọn các nàng lý. Chương 368, 22 càng, vì minh chủ bê ở Baby ba đã muốn làm nhiều như vậy điểm tâm, liền cần lớn mua sắm. Đồng thời muốn đem gần đây cùng chính nguyệt bên trong sẽ dùng đến hủ tiếu tạp hóa đường trứng gà, tóm lại sẽ dùng đến, bao quát quả mận bắt lớn táo đậu phộng đậu đỏ đậu xanh chờ một chút, cần toàn bộ mua về nhà. Mà lại lúc này không thể lại xuất hiện dùng hiện mua, chân tay co cống không dám ép tiền bạc mua nguyên liệu nấu ăn. Lúc này thà rằng mua nhiều, không thể mua thiếu. Dù sao chúng ta điểm tâm bày quyết định ngày mồng 2 Tết liền bình thường mở cửa, thuận tiện đặt hàng người mua đi lấy hàng, nhưng là chính nguyệt bên trong tiệm lương thực tử cùng xưởng ép dầu, cùng với khác những cái kia tiểu điếm cũng không nhất định, chính là bán trứng gà, chính nguyệt bên trong đều khó tìm. Mã lão thái bắt đầu vù vù ra bên ngoài móc tiền bạc, chỉ trong chớp mắt sẽ móc ra năm 62 bạc vụn, dặn dò nàng đại tẩu, cũng chính là tống phúc sinh nàng đại bá nương, phúc sinh cùng phúc lộc giảng tốt, phúc lộc không phải mang đội đi các ngươi nơi đó bày ăn bày sao, ngươi buổi trưa dành thời gian, liền đi các ngươi kia trong huyện tiệm lương thực tử mua hủ tiếu, mua đường, lớn táo, ta mua lượng nhiều, để cửa hàng bên trong tiểu nhị cho tiện nghi chút, tốt nhất có thể đưa đến trong tiệm chờ nhà đến, để nhà ngươi phúc lộc bọn hắn mấy tiểu tử kia cho đẩy trở về, những cái kia đều hiểu được lạc, ta cũng mua qua, nhưng sao gạo còn mua đâu. Chẳng lẽ ngươi đầu kia thuyết thư không ngừng? Hắn không về nhà ăn tết sao? Lầu hai không ngừng nha, mã lão thái lắc đầu nói, ngừng cái gì ngừng, kể chuyện tiên sinh đầu kia cũng giảng tốt. Ta vốn là dự định dừng lại, ai chính nguyệt bên trong còn có thế buổi trưa đi ăn cơm toàn tâm toàn ý bận rộn cái này điểm tâm liền phải, nhưng mấy ngày nay có mấy nhóm người nghe ngóng, hỏi chúng ta thoại bản tử ngừng hay không, hắn nói bọn hắn còn tới, liền ngóng trong chính nguyệt bên trong nghe nhiều chút đâu, bớt thời gian liền đến nghe, khi không được cây canh thịt cùng cơm chuẩn bị. Đi, dù sao là thịt cùng gạo cũng sẽ không xấu, sớm tối cũng phải mua, liền nhiều mua chút đi, bên trong, hiểu được. Các nhị nữ phụ trách trong mây huyện, giá lương thực so địa phương khác tiện nghi chút, trên dưới 100 cân gạo có thế kém 30-50 cái tiền đồng, 30-50 cái tiền đồng có thế mua không ít thứ đâu. Nâng lên thịt, Mã Lão Thái cắn răng một cái, đem hai khối đại bạc tử đưa qua vương bà tử, đi ngươi cái kia trong huyện mua hai đầu heo trở về, cả đầu. Ta không phải liền phải ngủ hoa ba tầng thịt sao, Mã Lão Thái cũng đau lòng, nhưng ta không thể chỉ chơi miệng. Lần trước đồng chí muốn mua gà cho đoàn người làm ăn, không có mua bên trên, sói tới nhà. Lúc này trong tiệm nhân thủ không đủ dùng, Tống A Gia phái đi hai người cho hỗ trợ, nàng cũng không cần cho khởi công tiền, thuần là giúp không bận bịu trốn thoát đường. Năm trước cùng chính nguyệt bên trong trước hết như thế chỗ ngồi, năm sau khả năng thật tốt lãm nhảm lãm nhảm nhân thủ sự tình. Nếu là hứa nhỏ nương tử triệt để mặc kệ các nàng cửa hàng A, như vậy nàng liền từ trong nhà chọn hai tên tiểu tử, đi lầu hai chuyên môn hầu hạ nam khách, đến lúc đó, tiền công lại từ nàng đến cho, cho nên nói, gần đây cái này đoạn thời gian bằng nhau thế là chiếm đoàn người tiện nghi, bởi vì người ta cầm đầu này tiền công, lại cho nàng làm việc, ta không thể việc phải làm, ta kiếm số tiền này, đoàn người cũng nhìn thấy đâu, lò nướng phòng cũng là trong nhà trước mắt phát triển tốt nhất, không sai, tại mã lão thái trong lòng, nàng tam nhi dẫn đầu đội ngũ căn bản là kiếm chẳng qua nàng, như vậy, làm nơi này lớn nhất nhất kiếm tiền trưởng quỹ, nàng quyết định, liền mua hai cả đầu, chọn tai to mặt lớn heo tới chúng ta lưu lại trong tiệm dùng thịt, còn lại đầu heo đuôi heo đều cho đoàn người ăn tết ăn. Xương cốt ném cho ta tam nhi bọn hắn chịu đáy nồi canh dùng, ai u, bọn hắn kiếm chút tiền, ta nhìn quá tốn sức. Tống Phục Linh ở bên cạnh nghe im lặng, nàng sửa hiện tại quá bành trướng. Mã Lão Thái tiếp tục nói, tiền này, liền ta lò nướng phòng móc nha, coi như là cho đoàn người ăn tết ăn vui vẻ, đồ cái cùng nhau rồng rã, đừng mua kia giết bốn phần tám cánh heo, sang năm nhiều kiếm chút có. Vương bà tử cười đến vỗ bàn tay một cái, đúng, ta không kém kia hai cái. Nói câu thực sự, đội trưởng, ta liền bội phục ngươi cái này sức lực, quách bà tử các nàng cũng có thể bưng lấy mã lão thái, ta cũng bội phục, mà lại chúng ta cũng có thế ăn, bồi bổ, ta nhìn đội trưởng kỳ thật chính là muốn để ta mấy cái bồi bổ, có phải là đội trưởng, tống nhị bà tử, ta mấy tiếng cảm ơn đội trưởng, các nhị nữ miệng càng tốt hơn, mở to mắt đào mù nói, ta đã sớm nói, ta đệ muội người này, thật, nàng nếu là có, nàng đều nhớ thương, tiêu pha, hào phóng, tâm nhãn kia mới tốt làm đâu, xem ra cái này lão thiên gia cũng không mù, bằng không nàng thế nào liền có thể làm đội trưởng đâu, ha 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 ha, xong, hội nghị triệt để kết thúc, trò chuyện không đi xuống, tất cả mọi người liền đại cô nương mang bà tử cùng một chỗ cười ha ha, quách bà tử vạch khuyết điểm nói, ngươi đây cũng quá có thế lắc lư. Ngươi lắc lư người ngoài đi, ngươi lắc lư bọn ta làm gì, ai không biết ai vậy ngươi lúc nào nói qua lời kia các nhị nữ gấp đến độ mặt đều đỏ những cái này thối lão thái thái lão bóc nàng trước kia đấy làm gì liền không thể làm nàng nói qua lời kia sao mã lão thái cũng đi theo cười nhìn qua những lão bà này tử nhóm có cười lên không có răng có là mặt mũi tràn đầy nếp may nếp may nhiều so với nàng còn tà dị quyết định nghĩ thầm chờ ngày nào dành thời gian nàng cũng thật hào phóng một cái đi đi dạo phố đặt mua đặt mua đồ Tết, cho mấy con trai cùng tôn tử tôn nữ nhóm mua thêm chút áo trong tài năng, cũng cho những cái này nhất hiểu rõ một cái trong thôn ra tới bà tử nhóm mua chút cái gì, mua chút cái gì đâu, nàng đã sớm nghĩ kỹ, mua mặt dầu. Chủ yếu là, nàng nghĩ sát, đời này liền không có thế nào sát qua, trên thân liền không có hương quá. Đánh trẻ tuổi liền chọn cứt heo nhặt phân trâu, mỗi ngày thối tới, ai còn không phải nữ nhân thế nào ai không muốn giống tiểu tôn nữ trên thân có kia cổ vị giống như, vừa vặn cho những cái này mặt mo nhóm, cũng một người mua một hộp nhỏ, một người bán non bánh gato, tô, đừng từng trương cái sỏ dày mặt mo rút rút ba ba đối người mua, không dễ nhìn, người ta một nhìn ngươi liền đủ. Một phương diện đưa cho các nàng, liền có thể cùng nàng làm bạn cùng một chỗ xác, bằng không chỉ từ cái sáng sớm bôi mở, quái ngượng ngùng, đừng để mấy vóc con dâu lại suy nghĩ, cái này lão yêu tinh lão thái thái ở trong lòng nhã rảnh mình, nhìn thấy không? Nàng thật sự là biến, trở nên cái này dọa người. Mà ngay cả mặc dầu loại đồ vật này, cũng dám lặng lẽ nhớ thương, chủ yếu là lần trước chân dung, quá kích thích người. Sau đó một tuần, Tống Phúc sinh bọn hắn nhóm người này, loay hoay càng là hôn thiên ám địa, trong thôn người hữu tâm trong mắt, ví dụ như rõ ràng béo nương môn trong mắt, chính là khập khiển, một hồi từng chiếc xe đẩy, che kính vải dầu đẩy đi ra vừa đi liền đi một đám hán tử đi theo phía sau che chỉ còn con mắt các lão thái thái một hồi từng chiếc xe đẩy lại tràn đầy trèo lên trèo lên đẩy trở về thậm chí đẩy trở về đồ vật nhìn so với trước lúc còn nhiều vừa về đến lại là trở về một đám hán tử đi theo phía sau các lão thái thái bên kia bờ sông nhóm người kia đặt mua hai đài xe bò cũng ngày ngày đi sớm về trễ giá giá may là phiến đá cầu bằng không cầu đã sớm sập không đủ bọn hắn giày vò mấu chốt giày vào bọn hắn thì thôi, rõ ràng béo nương môn cũng cảm thấy chính mình rất khổ, bởi vì nàng luôn có thể nghe được mùi thơm. Nàng hỏi người trong nhà có thể hay không nghe, mọi người đều nói không có nghe được, nàng bà bà còn mắng nàng là thèm hàng, nhưng nàng chính là cảm thấy, kia mặt ngày ngày phiêu hương gió, có một lần, nàng đều đi một nửa cầu, bị nàng bà bà phát hiện cho mắng trở về, chương 369, 23 càng, vì minh chủ bê ở baby 4, cưỡi ngựa trên đường, trước mắt thủ nhất tranh luận chính là cái kia dầu lều để cả một đầu đường phố mở quán cơm nhỏ tiểu thương đều hận đến nghiến răng nghiến lợi lúc đầu cách tuổi gần hàng năm lúc này hẳn là trên con đường này quán cơm nhỏ nhất kiếm tiền thời điểm xe bò xe ngựa các loại đi nơi khác thăm viếng khẽ trắng môi trước hết không đề cập tới loại người kia căn bản chính là không phải quán cơm nhỏ tiêu phí quần thể ta cũng chỉ sách phía dưới những cái kia huyện khác huyện khác bách tính trong tay hơi khoan khoái người ta Hàng năm đến loại thời điểm này, đều sẽ tới trong thành đi bộ một chút, đặt mua đồ Tết, vào thành đói, liền sẽ tại cửa ngựa trên đường quán cơm nhỏ, ăn tô mì canh, hạ bác hoành thánh loại hình điếm điếm bụng. Đệm xong lại đi tản bộ, dưới mắt lại la ó, đều bị mùi thơm dẫn tới đi cái kia lều bên trong, cái kia dầu lều bên trong, rõ ràng đều không có vị trí ngồi, lại số sắp xếp các loại, sau đó bọn hắn những cái này nhà phòng lại không có mấy người, người nói làm giận không làm giận nhất làm giận chính là không đề cập tới những cái kia trên xe ngựa nhà giàu sang, vậy mà dừng ở dầu lều phía trước, trước kia chưa từng ăn bọn hắn loại này tiểu điếm người, vậy mà cũng xuống xe mua nhóm người kia gia vị, một mua liền mua tốt chút tiền bạc, bọn hắn đều nhìn thấy a, à, bỏ tiền mua. Tống Phúc Sinh, không đề cập tới những người kia, các ngươi còn sách hai lần, có thể thấy được các ngươi ước ao ghen tị, chỉ nhắc tới đáng giận nhất thủ thành quan gia, thế mà cũng tại thay ca về sau, chân trước hạ giá trị chân sau cũng ngồi vào dầu lều ăn. Ta đi tìm bọn họ đi, làm gì đồ chơi, chúng ta còn làm không làm á. Trên con đường này mở quán cơm bảo tính tình càng lão tứ, lớn tiếng xong những nhà khác mở quán cơm lão bản nói. Nói xong, hắn liền khí thế hùng hổ mang theo trong tiệm chạy đường đi, thẳng đến tống phúc sinh bọn hắn dầu lều. khắc mấy nhà đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó vội vàng tại càng lão tứ sau lưng hô, lão tứ, mau trở lại, muốn ăn tết, đừng gây chuyện, lão tứ, nói cho bọn hắn, để bọn hắn yên tĩnh rút sạp hàng liền dẹp đi, đều là ra tới kiếm ăn không dễ, có thế không động thủ cũng đừng động thủ, lão tứ, đừng cho người thật đã thương đi, hù dọa một chút được, lão, lão tứ, ngươi đây là đi kiếm chuyện sao? Ngươi sao xoay mặt liền cùng người cười hì hì, ai nha? Lão tứ làm sao ra bên ngoài bỏ tiền nha, mở tiệm mì hoàng lão đầu nói, ha ha, thật ta tính hắc, ta cũng đi ngó ngó, chờ một lúc, hoàng lão đầu cũng gấp vội vàng trở về dắt hắn bà nương liền vào nhà lão hai người thương lượng một phen không đầy một lát mang theo hai chuỗi tiền cũng vội vàng hoảng đi dầu lều khắc mấy nhà hỏi hắn các ngươi ý gì a à? không phải gây chuyện sao cái này giống như là gây chuyện phải bộ dáng nha hoàng lão đầu râu ông nọ cắm cầm bà kia về câu nhóm người kia rất tốt các ngươi cũng mau mau đi thôi muốn bán không có nha vật gì muốn bán không có rồi quả ớt mặt cùng đáy liệu tống phúc sinh ngồi tại lều bên trong một góc trước mặt thả trương nhỏ bàn thấp trên bàn bày biện sách một bên viết chữ một bên không ngẩng đầu nói cho càng lão tứ nói không có chuyện ngươi muốn chi giống chúng ta dạng này sạp hàng không cần cố ý nói cho ta nên chi liền chống lên tới càng lão tứ không hiểu có chút ngượng ngùng hắn có phải là có chút khi dễ người nha bản địa hộ khi dễ người ngoại lai đại huynh đệ vậy các ngươi đâu chúng ta không rảnh bày quầy bán hàng ngày mai liền không đến cho, đây là tiền ngươi tiền đồng, đây là 15 khối đáy liệu, hôm nay chỉ những thứ này, ta tiện nghi bán cho ngươi, liền không bán những cái kia đánh xe qua đường. Tống Phúc Sinh đứng dậy lúc còn hỏi người ta, "Đúng, ngươi có muốn hay không thịt dê xỏ sâu nướng?" Nhà ta kia lò nướng giá đỡ cũng có thể bán cho ngươi, càng lão tứ sốt ruột, "Ta muốn." "Có điều, trước nói đáy liệu, 15 khối ta không đủ a, à, trong nhà ngươi còn có không có?" "Không có chiêu, không có, chờ đi." gia vị cửa hàng, thành nam hai nhà tử lâu, đều đang đợi, không nói gạt ngươi, phía dưới các huyện, cũng không ít giống các ngươi dạng này tiểu thực bày đang chờ, về phần hơn phân nửa nguyệt ngươi có thể hay không mua. Ta ngẫm lại, ân, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, ngươi nếu là thực sự sốt ruột, có thể đi nhậm gia thôn bờ sông, tìm bên cạnh ngọn núi ở một đám họ tống, hoàng lão đầu đẩy càng lão tứ để tránh ra, lãm nhảm nửa ngày sau không xong, một mặt cười hỏi, ta muốn bán như ngươi loại này cây mặt đều muốn mua chút cái gì lão gia tử ngươi mua quả ớt mặt ở giữa trở về chính mình thả dầu bên trong nổ nhớ kỹ nhiều thả chút dầu thiếu thả nó dầu bên trong liền có thể có vị cây nghi chờ mặt tốt lên trên thả một chút xíu nước ép ớt liền thành bằng không ta cái này quả ớt mặt bán đắt như vậy ngài nếu là môi bên trong múc đầy quả ớt cho thực khách ngươi phải bán bao nhiêu văn tiền một bát a à đúng không đúng ngươi tiểu tử này nghĩ chu đáo, thiện tâm, xem xét chính là, hoàng lão đầu không đợi lắc lư xong, tống phúc sinh đã xông bên ngoài chắp tay nói, vương trưởng quỷ, ngày sau đến rồi, rõ ràng đặt là sau này, trực tiếp đi mã lão thái tiệm bánh ga tô lấy tương liệu, vương trưởng quỷ nóng vội a, à. gần đây, nhất phẩm hiên bán chạy mấy món ăn, tê cây cá còn có một đạo kêu cái gì luộc thịt phiến, dù sao đều là chút thức ăn cay, hấp dẫn rất nhiều người đi ăn. Nếm qua người đều nói qua nghiện cái này lại đẩy ra mã lão bổng, làm cả bàn sinh đồ ăn, cây nấm một nhĩ lớn cà rốt cải trắng, lại thêm chút thịt dê bài thi, cũng không cho người làm quen liền bưng lên đi, để khách nhân gã sai vặt cho nấu đồ ăn, lại bán rất tốt, người nói có kỳ quái hay không, hắn cái này không phải cũng là bị đông gia thúc dục, đến hỏi một chút tương liệu nha, có thể hay không cho nhanh lên một chút, hắn tốt đi theo nhất phẩm hiên phía sau, cũng làm cả bàn sinh đồ ăn bưng lên đi bán, làm việc gọn gàng lại kiếm tiền. Ngươi nhìn a, à, ta hiểu được ngươi cùng bên trong trên đường nhất phẩm hiên Trần Đông gia quen biết, cái này không thể so sánh. Tống Phúc Sinh vội vàng tiếp lời, "Không không không, chúng ta là đồng dạng. Vương trưởng quỷ, mẹ ta ban sơ xe đẩy đến trong thành bán điểm tâm, khi đó, bên trong trên đường là nhất phẩm hiên lưu lại, thành Nam tử lâu chính là các ngài lưu." Nhà nàng đi cùng ta đề cập qua rất nhiều hồi, hai người vừa nói, một bên hướng đi xa, lại nói cái gì, người khác cũng nghe không rõ đơn giản chính là đối phương nghĩ thúc hàng, ý là, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tống Phúc Sinh cũng thừa nhận, ta quan hệ không tầm thường, hướng lão nương mặt mũi, cũng nhất định phải cho ngươi hàng cung cấp đúng chỗ, cắn răng một cái, hôm nay tham đen, chúng ta liền cho ngài tử lâu liệu khối xào chế ra, nhìn một cái, bán chính là như thế lửa, mã lão thái mặt mũi, đều bị người lấy ra làm nhân tình dùng để thúc hàng. Quay đầu lại, Tống Phúc Sinh tiếng dầu lều, ngẩng đầu một nhìn, càng lão tứ còn chưa đi, không phải muốn bán ta lò nướng tử. Đúng, ngươi cái này lều bán hay không a? À? ngươi không phải có cửa hàng, chi điếm cổng, tống phúc sinh. Hợp lấy, còn muốn để hắn chỉnh thể ra đổi, mà tình huống giống nhau, cũng phát sinh ở mấy cái khác huyện, trước kia đi bán quá toán hoàng kia mấy nhà tử lâu, cũng đặt trước đấy nồi liệu khối cùng quả ớt mặt, trong này còn có hai việc nhỏ xen giữa, một khúc nhạc đệm phát sinh ở gia huyện gia huyện tử lâu kia rất cà tặc, thịt dê nướng quá thơm, tử lâu trưởng quỷ liền đem đầu bếp lĩnh đi, làm bộ cùng vương bà tử đại nhi tử bọn hắn nói chuyện, đầu bếp ngay tại bên cạnh học trộn, quay đầu liền nướng A, à, nhưng là nho nhỏ gia vị quả ớt mặt chính là như vậy kỳ quái, không để tốt giống khuyết điểm cái gì, kỳ thật, bọn hắn càng muốn biết cây đáy nồi, cùng làm tê cây cá với nước nấu thịt dầu cây liệu là thế nào làm, cái kia mới là đầu to, thế nhưng là, vẫn là câu nói kia, sai người đi bên ngoài nghe ngóng một phen, thật không có bán quả ớt, nhóm người kia không có khoác lác, xem ra ngẩng đầu lên liền không có thổi, không ngờ là thật sự độc nhất vô nhị, cho nên, không có quả ớt, cho dù biết làm sao bí chế cũng vô dụng không phải. Ngươi phải có nguyên liệu A, cái thứ hai nhạc đệm, phát sinh ở trong mây huyện, là cái mở mấy nhà gia vị cửa hàng lão bản, đơn độc cho Tống Phúc sinh đại đường ca Tống Phúc Lộc kêu lên đi, che giấu nhất nhất có thể hay không cho cung cấp quả ớt hạt giống. Tống Phúc Lộc, ngươi đến cùng muốn nói a, à, bọn ta không bán hạt giống, không phải, ta là muốn nói, không để ngươi phí công, huynh đệ. Sau đó Tống Nhị bà tử nhà đại nhi tử liền đến kéo cầm, lều bên trong thực khách đều không để ý tới, bởi vì Tống Phúc Lộc kém chút cùng người làm, mắng người ta, ngươi cái quái gì, không có lòng tốt ruột, ta nhà tương liệu từ nay về sau không bán ngươi, ngươi muốn vào hàng cũng vô dụng, cái này chủ ta ngược lại là có thể làm, cút cho ta, chuyện này, đêm đó liền truyền đến Tống Phúc Sinh trong lỗ tai, Tống Phúc Sinh đã rất lâu không gọi Tống Phúc Lộc đại ca, đây không phải là đang chạy nạn trước, cùng Tống Phúc Lộc bóp quá không nha, có đôi khi quản người ngoài, ven đường loại kia kẻ không quen biết gọi ca, đều không gọi Tống Phúc Lộc, ban đêm tham đen đi trong sông đục cá thời điểm, Tống Phúc Sinh kêu lên, đại ca, cho cầm cái cái túi. Trong sông cá là càng ngày càng ít, đều để bọn hắn vớt không có tống phúc lộc sửng sốt một chút suy nghĩ đây là gọi ai đây còn dơ lên bó đuốc tò mò ngó ngó tống phúc sinh về sau biết đường đệ gọi là mình ghét bỏ hắn phản ứng chậm lại cho hắn mắng cá đều chạy tống phúc lộc dành thời gian đi địa oa tử cùng cha hắn học cái này sự tình cha phúc sinh đường đệ lại quản ta gọi ca tống đại bá nệm nệm miệng thở dài một tiếng liền sẽ một câu một bút không viết ra được cái tống chữ quyết định về sau hắn cái này đại bá muốn quan tâm hơn ba cái chất tử phúc tài phúc hỷ phúc sinh đệ đệ của hắn không có a à, ba chất tử không có cha nha đáng thương biết bao bé con hắn đoản mệnh đệ đệ a à, ai hắn cái này đại bá về sau liền phải giống bọn hắn cha ruột giống đối đại phúc lộc quan tâm nhiều hơn quan tâm ba chất tử tống đại bá sửng sốt ở trong lòng tưởng tượng một phen về sau còn không có bày ra hành động trước hết cho chính mình cảm động khóc mắt đều đỏ hình tượng quá ấm áp. Đại bá nương các nhị nữ nghe xong ngược lại là cảm thấy, không phải một bút có thể hay không viết ra cái tống chữ sự tình, là kinh nhiều chuyện như vậy, từ chạy nạn kém chút chết khác chết đói, đến dưới mắt có ăn có uống có tiền kiếm. Hai cháu trai cũng đi học biết chữ, không thể không thừa nhận, từ lên đường bắt đầu, bọn hắn một nhà vẫn đang mượn nhị phòng ánh sáng, rất khó tưởng tượng, lúc trước nếu là không có cùng đi, bọn hắn một nhà trước mắt có thế dạng gì, mỗi lần, các nhị nữ khống chế không nổi phạm lòng dạ hẹp hòi lúc, giống như là khuyên mình, có lẽ, cũng không phải là thiếu một đứa con trai sự tình, mà lại, tại các nhị nữ trong lòng, mặc dù ly biệt quê hương, cần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng là gần đây thời gian, mới phát giác được qua có chút ý tứ, nàng A, dưới mắt đừng nói đố kỵ mã lão thái, ao ước đều ao ước không đến, dù sao làm người so ta mạnh một điểm hoặc là kém một chút, còn muốn phân ngươi nhà như vậy điểm tội nghiệp sản nghiệp tổ tiên tự nhiên sẽ bị tức chết điều kiện không sai biệt lắm cũng có thể so tính thế nhưng là người ta hiện tại là so ta mạnh quá nhiều chẳng những không phân ta tiền tiêu không đoạt nàng trâu còn khắp nơi giúp đỡ ta nếu là kinh nhiều chuyện như vậy còn làm thật không là người sự tình đúng hay không nổi ai ngược lại là thứ yếu liền nói kia không phải là là chính mình tìm đường chết nha một khi như thế đoàn người liền sẽ để bọn hắn dọn đi không dời đi nàng cảm giác đi cái kia cũng không an toàn cùng ai chỗ đều tin không được, người khác là không biết được các nàng gặp qua cái gì, nếu là cùng các nàng có một dạng kiến thức, cũng sẽ dạng này, các nàng ban đầu ở chạy nạn trên đường, đều gặp bán bà nương đổi nửa khối lương khô, ăn chính mình thân lão nương hài tử. Thấy tận mắt ăn thân nhân A, à, chương 370, 24 càng, vì minh chủ B ở Baby năm cả nhà của ta đều là xuyên đến chương mới nhất, lý tú một cái, các nhị nữ một cái, một cái là độc thân nữ nhân mang hài tử thuộc về dễ dàng ra biến cố muốn gả người một cái lúc trước cùng mã lão thái không ra thế nào đối phó không đối phó mấy chục năm cái này hai đặc thù quần thể đều nghĩ như vậy không rời đi đoàn người người khác cho bao nhiêu tiền cũng không cần xấu mọi người lại không thiếu ăn uống ít các nàng dưới mắt đừng nhìn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhưng là so với tại gia tộc ăn no bụng qua có chạy đầu trước kia chính mình sinh hoạt lại có thể tốt bao nhiêu đừng nói bên ngoài người căn bản sẽ không cho các nàng bó lớn tiền bạc để xấu đoàn người cũng không đề cập tới các nàng có thể hay không xấu thành có thể hay không trộn ra hạt giống có thể hay không đem bánh ra tô phòng tay nghề truyền đi liền chỉ nói như thế tiền cứ như vậy hoa đẹp hạ đen đi ngủ nhắm mắt lại không lật qua lật lại sao chạy nạn trên đường lần lượt đoàn người không ôm đoàn có thể còn sống sót cùng lẫn nhau cứu đối phương mệnh có cái gì khác nhau dưới mắt một chút xíu chính mình kiếm hoa dạng này an tâm có chạy đầu tiền đi ngủ nó không thơm sao cùng đoàn người cùng một chỗ gặp được khó xử có phải là có thế có người ban vì tiền liền phải bỏ rơi những cái này không muốn cũng không phải nói khó khăn muốn chết rời đi kia bút trái lương tâm lòng dạ hiểm độc lá gan tiền liền sống không được cho nên nói hai người này đều có thể nghĩ như vậy sự tình liền lại càng không cần phải nói những người khác liền có thể thấy chạy nạn đến sau này đoàn người trải qua lần lượt sự tình, tình cảm cùng phổ thông thôn dân và thân thuộc ở giữa đến cỡ nào khác biệt, lại thời gian cũng vượt qua càng náo nhiệt, náo nhiệt, liền càng thêm bảo đoàn, hận hết thảy kẻ phá hoại, bọn hắn có thể đem thời gian tại trong ngắn hạn liền qua không cần nắm chặt cái bụng, có thể ăn cơm no, hết thảy hết thảy, liền nguồn gốc từ đoàn kết chính là lực lượng, nhưng có người chính là xem không hiểu điểm ấy, lão cùng bọn hắn khoa tay múa chân. Tổng xem thường đoàn kết của bọn họ tinh thần. Tống Phúc Sinh mang đội trở về, hôm nay bọn hắn trở về sớm, sau cái khác mấy huyện quán bán hàng đội ngũ trở về đều muốn sớm, cũng không đợi mã lão thái bọn hắn, trước hết một bước về nhà, muốn gấp trở về xào tương liệu, thúc hàng quá nhiều, hôm nay cũng là bọn hắn ngày cuối cùng ra quầy, về sau xào tương liệu ra bên ngoài bán là được, tiếng thôn, bờ sông đứng mấy người, thấy Tống Phúc Sinh có chút muốn nói lại thôi, Tống Phúc Sinh nghiêng mắt nhìn bọn hắn một chút, không có lên tiếng, cũng không có coi ra gì. Bởi vì hắn trước kia liền không cùng mấy người này nói chuyện qua, không có đã từng quen biết, cái này mấy nhà hán tử, thuộc về trong thôn không thích xen vào chuyện của người khác, không phải nhiều như vậy nói nhiều lời người, bình thường thời điểm cũng không gặp được. Bên trên cầu cũng không có phát giác được không thích hợp, mới qua cầu, loáng thoáng chỉ nghe thấy nhà bọn hắn trước phòng sau phòng một mảnh rối bời, lăng tăng cái gì nghe không quá thật sáng. Tống Phúc Sinh mang theo mấy người liền tăng tốc bước chân đem xe đẩy dùng hết đủ sức để làm hướng nhà đẩy, đều không cần tiến viện, lọc vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là một đại ba người ngay tại nhà bọn hắn trong viện, gọi là một cái náo nhiệt, nhậm gia thôn thôn dân cũng có rất nhiều người ở đây. Khuyên cầm, can ngăn, hai mặt xô đẩy, không để hướng cùng một chỗ đánh, hô hào nhậm tộc trưởng mau trở lại, có chuyện gì thật tốt nói, nhậm công tính nằm trên mặt đất, nhậm tử cửu ngay tại cho ấn huyệt nhân trung còn tại một mảnh loạn ầm ầm bên trong gào thét mau mau đi mời lan trung mà nhậm công tính tam nhi tử nhậm tử ngạo lúc này miệng bên trong tất cả đều là lời mắng người tổ tông tám đời mắng tại vòng người bên trong chính mang theo một đám không biết từ chỗ nào tìm đến lưu manh tại cùng tống phúc sinh bọn hắn nhóm người này xé đi các thôn dân liền hai bên can ngăn tống phúc sinh còn không có xông vào viện liền nghe được đại bá của hắn hô bọn ta còn muốn tìm ngươi bồi thường tiền đâu cho bọn ta lão gia tự tức ngất, ngươi chờ, chờ bọn ta nhà nhóc con nhóm đều trở về, xe đẩy không muốn, tống phúc sinh mang theo cao thiết đầu bọn hắn, giống một cổ gió giống như vọt tới, tại các thôn dân còn không có thấy rõ chuyện ra sao lúc, tống phúc sinh nghiêng mắt nhìn mắt nằm trên mặt đất A Gia, từ phía sau một cái kéo quá nhậm tử ngạo cổ áo, ba ba chính là hai cái to mồm quăng tới, lòng tràn đầy lửa giận, đánh đến tận cửa đúng không, thừa dịp chúng ta không tại. Chương 371, 25 càng, vì minh chủ bê ở baby 6, trong nhà trước mắt, thật sự hiện ra yếu thế, chân chính các tráng hán tất cả đều không ở nhà. Trước đó, lò nướng phòng nữ nhân các cô nương, đều gấp không nướng bánh gato liên tiếp ra tới, tiền bội anh cũng mang theo thiêu hỏa côn, từ quả ớt căn cứ ra tới, dự bị lấy nhìn tình huống không tốt, nàng cũng tới, phải biết, nàng thế nhưng là đoàn người trong mắt công nhận tiểu thư, liền có thể nghĩ. Nếu không phải tống phúc sinh bọn hắn mấy người kia kịp thời đuổi tới, thật sự sẽ để cho người khi dễ đến trên trán. Dù sao nhậm tử ngạo thế nhưng là mang đến hơn 30 nhanh 40 tráng hán tìm tới cửa, nếu không có rất nhiều nhiệt tâm thôn dân đang ra sức can ngăn, nhậm tử ngạo bọn hắn quốc liền phải đào phòng trên, mà trong nhà các tiểu tử vì sao không ở nhà, bởi vì đây không phải phân hai băng nha, tráng lao lực nhóm, một đám phân tán tại các huyện, một đám lúc này chính hô hào phòng giam, từ bên cạnh ngọn núi trở về túng tảng đá lớn đâu hôm nay Điền Hỷ Phát dẫn người túng tảng đá đồng thời, còn dẫn người lên núi đào mấy cái cạm bẫy, trở về liền có chút muộn, suy nghĩ bộ điểm con thỏ ăn, mai kia đi qua nhặt, đồng thời, Tống Phục Linh cũng không ở nhà, nàng chính mang theo oa tử nhóm, đi theo những cái này đi nhặt tảng đá bá bá thúc thúc đi ra ngoài chơi, lấy tên đẹp bên ngoài khóa, đi thế giới bên ngoài đi một chút, trượt một giải tiểu hồng. Tống Phục Linh ngồi trên lưng ngựa, một đám nhóc con nhóm ngao ngao điên kêu, hưng phấn không được. Tại trước ngựa ngựa về sau, bên cạnh hướng nhà chạy vừa đánh gậy trượt tuyết, tống phục linh quay thân hô, đều đánh ta trên thân A, ai làm đát đúng lúc này, tứ tráng dắt lấy một xe tảng đá, lỗ tai giật giật, điền hỉ phát tại phía trước nhất đi, dắt lấy xe trượt tuyết dây thừng cũng bỗng nhiên dừng chân lại, dùng tay áo cọ sát mồ hôi trên đầu, hô nhóc con nhóm, đều đừng làm rộn A, ngậm miệng ta nghe một chút, làm sao giống như là trong nhà kia mặt tại nói nhau nhau đâu, sau đó không đầy một lát, liền nhìn Tống Phục Linh bọn hắn nhóm người này, tảng đá không muốn, xe trượt tuyết không muốn, Tống Phục Linh không dám khoái kỵ ngựa, xuống ngựa, tiểu hồng nàng cũng không cần, tranh nhau chen lấn liền hướng nhà chạy, nhậm gia thôn thôn dân trong mắt, nhìn thấy cảnh tượng là như vậy, đầu tiên là Tống Phúc sinh xông vào viện tử, không nói hai lời liền rút nhậm tử ngạo to mồm, hay là hai bên mở cung cái chủng loại kia rút phát, tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng lúc, cảm giác trong chớp mắt, bọn hắn trước đó liền bạch khuyên cũng phí một khắc đồng hồ nước bọt, hai nhóm liền làm đến cùng một chỗ, đánh thành đoàn, nhậm tử ngạo mang kia mười mấy cái tiểu tử, mới đầu xem ra còn cũng có chút mộng, tay cầm quất gậy gỗ, lại khí thế không bằng tống phúc sinh bọn hắn nhóm người này, mà lại tống phúc sinh bọn hắn nhóm này vừa trở về mười mấy người, nhấc mở đầu trong tay cũng không có cầm gia hỏa, đối phương cầm quốc đâu, dám tay không tất sắc liền hướng sông lên, không có sông đi lên, có chút ăn thiệt thòi, con mắt đều đỏ, ai u xem xét tựa như là muốn chọc giận điên, liền cùng cái kia giả thú nổi cơn điên giống như, nhìn như thế, sốt ruột đánh người, lại tiện tay liền quơ lấy thuận tiện nhặt đồ vật, đều không có đi tìm lợi hại gia hỏa thập, tiện tay nhặt lên thiêu hỏa côn loại hình liền phải cùng người cầm quốc làm, cũng mặc kệ có thể hay không ngộ thương bọn hắn những cái này can ngăn người, xoay tròn cánh tay vung, đánh lấy ai tính ai, một đường buộc nhậm tử ngạo nhóm người kia lui về sau. Gậy gỗ trong tay vung gọi là một cái mạnh mẽ như gió lại sau đó, nhậm gia thôn thôn dân đều muốn bị dọa khóc, cuộc chiến này cũng không thể kéo, đừng có lại làm bị thương bọn hắn, chỉ nhìn, một cái sai trong mắt, cổng liền gào thét lên chạy tới một đám tráng hán, mà lại đám này tráng hán, đúng là đại khảm đao dơ lên, sắc nhọn cái nghĩa trùng thiên, dơ cao lên trống giận xuất hiện, má ơi, muốn nói các đại nhân quỷ quái như thế còn có chút lý do, nhưng là tiểu hài tử nhóm thế nào cũng như vậy đâu tính, lợi hại, ngươi nghe một chút dẫn đầu đứa bé kia vậy mà tại hô, nâng tiễn. Sau đó, trong chớp mắt, bá bá bá, một loạt tiểu hài tử, từ phía sau kéo qua mũi tên nhỏ, đối đoàn người liền nhắm chuẩn, nhỏ nhất quá không có quá 5 tuổi nha. Rõ ràng béo nương môn bị dọa đến trên mặt thịt loạn chiến, một cái kéo quá bà bà cho giấu ở chính mình sau lưng, trong đám người đầu sông bọn trẻ không chết tay, trừng trong mắt dọa nói lắp đều, đừng, đừng đừng đừng, đừng bắn bọn ta nha, bọn ta là tới khuyên khung thật sợ dẫn đầu cái kia cậu bé một tiếng bắn, một giây sau bá 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 tiễn liền sẽ hướng trên người bọn họ đến, may nha, may lấy cục diện loạn hơn, tống phúc sinh nhóm người kia các nữ nhân tới cảng hài tử, lại tới ôm lấy hài tử liền chạy, bởi vì từ bên ngoài bỗng nhiên xông tới một thớt đỏ thẩm sắc tiểu mã, chạy gọi là một cái vui sướng tận tình, tiểu hồng suy nghĩ, nghe nói đánh nhau à nha. Nhanh lên một chút, đừng giảm bớt nó, nhưng hạ không ai dắt nó cưỡi nó, không nhường nữa nó đá hậu liền phải bị dưỡng thành con la. Điền hỷ phát đều không để ý tới cùng nhậm tử ngạo bọn hắn đánh nhau, cùng ngư trưởng quỷ, tống phục linh, ba người cùng đi túng tiểu hồng, kéo lấy dây cương đè lại, sợ tiểu hồng mù đi tức lại đụng vào người trong nhà trên thân. Cũng sợ tiểu hồng quá mức kích động một đầu đâm phòng ở bên trên, lại cho phòng ở va sụp, mễ thọ khoa tay lấy mũi tên nhỏ, kêu to, tiểu hồng, bên trên, chơi hắn nhóm, đừng ngừng tiền bội anh một cái quơ lấy mễ thọ ba ba đối cái mông vỗ nhẹ hai lần cho kẹp đi tống kim bảo cũng bị chu thị chăm chú níu lại mệt chu thị một trán mồ hôi đứa nhỏ này lúc nào trở nên như thế lớn sức lực hơn nữa nhìn thấy làm cầm làm sao còn trên sự hưng phấn kéo lấy kim bảo lại đi anh chồng nhà nhị lan nhưng cho chu thị mệt chết không dám để cho tiểu hài tử bắn tên đem người bắn xấu nhưng làm sao chỉnh cùng lúc đó tống a gia cũng triệt để nằm không đi xuống lặng lẽ đem con mắt mở ra một đường nhỏ, cùng một mực đang chiếu cố hắn tống phúc sinh đại bá đối mặt, hai lão đầu nháy mắt ra hiệu, dùng ánh mắt câu thông, là lên nha. Vẫn là tiếp tục giả bộ A, không sai, tống A gia là giả vờ ngất, chuyện gì xảy ra đâu, sự tình là như vậy, kia nhậm tử ngạo, mang một nhóm người bỗng nhiên liền đến, kêu gào hắn cũng không phải nguyễn đảng. Hắn không ở nhà cái này đoạn thời gian, cha ruột lại bị khí dậy không nổi thân, coi hắn là chết, hôm nay nhất định phải cho cái thuyết pháp sau đó liền hướng bọn hắn đòi hỏi nhậm công tính chữa bệnh tiền luôn miệng nói là bọn hắn chọc tức nhất định phải bọn hắn cho trị nếu là không cho tiền bạc liền phải thấy cái gì lấy cái gì nếu là nhậm công tính có chuyện bất trắc liền phải để bọn hắn đền mạng tống a gia lúc ấy đều nghe mộng ta không ngờ không đạo nhân nhà làm sao nghĩ làm sao liền có thể nhấc lên là bọn hắn tức giận tống a gia liền mang theo người cùng nhậm tử ngạo bọn hắn nói nhau nhau lên. Trong nhà các tiểu tử mặc dù đều đi cái không sai biệt lắm, nhưng là nghề một tống phúc hỉ mấy người bọn hắn tráng lao lực tại, địa oa tử bên trong các lão đầu tử tại, nàng dâu các cháu gái chuỗi đường hồ lô làm kem nấu cơm tại, nói trắng ra chính là, ta cũng không sợ chuyện kia. Mà lại ở trong lòng tính toán canh giờ, bên ngoài các tiểu tử cũng mau trở lại nha, tống A gia liền hỏi nhậm tử ngạo, ngươi là trong đầu có ngâm A là sao? cha ngươi bệnh ngươi tìm bọn ta làm gì, ngươi cái này thuộc về dính bao lại, mấu chốt là ngươi cái này cũng dính quá xa, bọn ta nhóm người này tại sông bên này ở, cũng không thấy cha ngươi, ngươi hướng bọn ta trên thân dội nước bẩn. Bọn ta sao liền tức giận đến hắn dậy không nổi giường à nha? Ngươi không nhà đi hỏi một chút ngươi ca là ai khí, ngươi tìm bọn ta làm gì, ngươi chính là nghĩ khi dễ người thôi. Chương 372, 26 càng, vì minh chủ B ở Baby 7. Tống A Gia nói xong lời này, liền bị nhậm tử ngạo ngón tay đâm trên mặt, ngươi nói ngươi một cái mười mấy tuổi thanh niên, ngươi đâm lớn như vậy số tuổi người mặt, Tống Phúc Hỷ cùng mấy cái lưu nhà làm nghề một sống hán tử liền không làm, Tống Phúc Hỷ mắng câu mẹ ngươi, liền toát ra lao đến, bị một mặt hung tướng trừng trồng mắt nhậm tử ngạo, một chân đá cái lão đảo, Tống Phúc Hỷ cũng không phải ăn chay, hướng về sau lão đảo mấy bước, lại lưu loát một lần nữa chạy lấy đà tiến lên cùng nhậm tử ngạo xé liên quan đến nhau nhậm tử ngạo bên người có bốn năm cái tên đô con hỗ trợ, ta nhà mình lưu lại mấy cái hán tử liền cùng mấy cái kia tiểu tử chi đi lên. Tống A Gia lân cận bắt lấy nhậm tử ngạo tóc, giúp Tống Phúc Hỷ đi kéo nhậm tử ngạo cổ áo, lại cùng mấy cái từ địa oa tử bên trong chạy tới lão đầu cùng đi cào nhậm tử ngạo, kéo tóc, bắt mặt, dù sao, nhậm gia thôn các thôn dân chạy tới thời điểm, nhìn thấy chính là một màn này, che che đâm đâm, loạn thành một bầy, phạm vi nhỏ lại đá lại đánh, phía trên vung vẫy tất cả đều là tay còn có rất nhiều nữ nhân gia chính cầm lá thăm tử đi lòng vòng đuổi người đâm người các nữ nhân cũng là cảm giác rất đột nhiên a à. rất nhiều phụ nữ mang theo cô nương gia chính đặt phòng bên trong chuỗi đường hồ lô đâu liền nghe phía ngoài một trận nhao nhao cho nên vũ khí liền thành cái thẻ cầm cái thẻ muốn đâm ai đây đâm nhậm tử ngạo mang tới những người kia bởi vì những người kia muốn đào phòng ở lật trời nha dám đào liền đâm chết các ngươi còn có nấu cơm nữ nhân gia, trong tay vung đại một muôi, bốn năm cái nữ nhân đồng tâm hiệp lực kéo quá một cái tiểu tử, cho người ta đè ngã trên mặt đất, cái thì lớn hướng trên thân người đục, nhậm tử ngạo mang tới những cái kia tiểu tử, sửng sốt trốn tránh cái thẻ, trốn tránh thì trốn tránh cái chổi thiêu hỏa côn tử, quốc lại không xuống tay được, vung không ra, các thôn dân thấy không xong, nam nữ già trẻ cùng lên trận, liền vội vàng đi qua can ngăn, can ngăn phân hai băng. Một đám nam nhân cùng bà tử đi cản nữ nhân, nói có bọn ta đâu, đừng sợ, cũng đừng loạn đâm a, à, ghim mắt người đâu. Cũng có rất thực sự thôn dân, trực tiếp đi đoạt những cái kia tên đô con trong Tây Quốc, gào thét không cho phép tại nhậm gia thôn dương oai. Một cái khác băng là đi tách ra tống A gia bọn hắn, cho đánh mắt đỏ nhậm tử ngạo cùng tống phúc khỉ mạnh mẽ tách ra, cho tống A gia bọn hắn cũng túng một bên, ngăn cách hai phe. Muốn nói các thôn dân có thể kịp thời đuổi tới nơi này đầu có hai nhân vật mấu chốt, một cái là rõ ràng béo nương môn, nàng đi ra ngoài đổ nước, nhìn thấy nhậm tử ngạo khí thế hùng hổ mang một đại ba người bên trên cầu, nàng liền thùng nước cũng không cần, lớn giọng ồn ào mở, không tốt rồi, trong thôn xảy ra đại sự A, đánh lên A, đều đi ra nha, vừa hô vừa đầy trong thôn chạy, giọng gọi là một cái sáng, trong thôn ở tại gần sông bên cạnh những người này nhà, nghe được động tĩnh liền toàn ra tới. Bên trong có lòng nhiệt tình, cũng có trong lòng cảm thấy tống phúc sinh nhóm người kia coi như không tệ, chân thật sinh hoạt, muốn đi theo giao hảo, liền tốt năm tốt ba dẫn đầu hướng bên kia bờ sông chạy, chậm rãi, trong thôn nghe được động tĩnh người ta liền càng nhiều, hướng bên kia bờ sông chạy người cũng nhiều hơn, nam nữ già trẻ toàn hướng sông kia mặt đi, trong này cũng không ngại có tốt tin xem náo nhiệt, cái thứ hai nhân vật mấu chốt, chính là cũng ở tại bờ sông Tứ Tẩu Tử, Tứ Tẩu Tử nghe xong rõ ràng ngao ngao kêu to nói làm a. À đi sông đối diện cái gì, liền nghĩ đi cho nhậm tộc trưởng nhà đưa tin. Lúc ấy tứ tẩu tử một bên sốt ruột bận bịu hoảng mang khăn trùng đầu, một bên không quên dặn dò nàng nam nhân, mau mau đi bên kia bờ sông ngó ngó, ra sức kéo kéo khung, thích hợp giúp đỡ chút, bởi vì tứ tẩu tử biết, tống phúc sinh bọn hắn nhóm người kia giống như không ở nhà, gần đây ngày ngày đi sớm về trễ, nàng nhìn thấy quá, vừa đi liền đi rất nhiều người, mà lại cho nàng nhà lớn tương đều mua không có liền sợ bên kia bờ sông ăn thiệt thòi tại tứ tẩu tử trong lòng cái kia nhậm tử ngạo hổ đi tức đối chiếu hai người bọn họ ca ca đều có thể gây chuyện ai có thể hiểu được hắn làm ra cái gì hổ sự tình tứ tẩu tử liền vội vàng hướng nhậm tộc trưởng nhà chạy thế nhưng là rất không khéo nhậm tộc trưởng không tại nhậm vưu kim lão gia tử này gần đây đi ra cháu trai vẻ lo lắng người ta là lão tú tài một lần nữa liên lạc lên lão hữu đi bái phỏng thông cửa có điều cũng may nhậm vưu kim mấy con trai đều tại cấp tốc tập kết trong thôn tráng lao lực hỏa lực tiến về bên kia bờ sông can ngăn cứ như vậy người trong thôn mới chạy tới rất kịp thời đồng thời nên thế nào làm sao lúc này trong thôn rất nhiều người can ngăn lúc cũng nói lời công đạo nói nhậm tử ngạo các ngươi cái này không phải liền là tới cửa hùng nhân sao cũng có dắt lấy nhậm tử ngạo nhỏ giọng khuyên ngươi cho người ta làm hỏng ngươi cho rằng nhóm người này là ăn chay không tin ngươi để nam nữ già trẻ nhóm nói một chút, vậy thì không phải là cái ngậm bồ hòn, sói cũng có thể làm quá, còn kém người. Nhanh nhà đi, yên tĩnh, còn có người nói, ngươi mới trở về, rất nhiều sự tình ngươi đều không biết được, ngươi nếu là không biết, liền mau về nhà, đi hỏi một chút cha ngươi ngươi nhị ca, muốn thực sự nghĩ quẩn cha ngươi vì sao bệnh, liền đi trong thành tìm ngươi đại ca lãm nhảm lãm nhảm. Nhậm tộc trưởng mấy con trai càng là cả giận nói, nhậm tử ngạo, ngươi làm nhậm gia thôn là nhà ngươi. Ta cho ngươi biết, cha ta không tại, chúng ta nói coi như. Không tin ngươi liền thử xem, ngươi dám đào phòng thử xem, tóm lại, người trong thôn nói cái gì đều có, chính là không để đánh nhau, đứng ở chính giữa ngăn đón. Cho nhậm tử ngạo cùng tống A gia hai nhóm người ngăn cách, ngay tại mọi người lao nhau nói nhau nhau cây đút lúc, nhậm tử cửu cùng nhậm công tính mang theo hai tên đứa ở khoang thai tới chậm, lúc này còn giống như thật không oán nhậm công tính đồng thời nghe nhậm công tính nói ra những lời kia, hắn đều không biết được Tam Nhi tử mang một đám người đến gây sự, nhậm công tính tiếng viện liền hô, ngươi để ta sống lâu mấy năm được hay không? Ta cả chẳng qua bọn hắn, ta phục hắn luôn rồi nhóm, lão Tam A, ta nhận A, ngươi để ta tỉnh chút tâm, coi như nhà ta, nhà ta đối nhóm người này triệt để nhận thua, triệt để, đang gọi lời này lúc, đánh giá nhậm công tính trong lòng cũng không có thật phục, không có hoàn toàn nhận thua còn mang theo lửa giận chứ sao? Hầu xoẹt thở hỗn hển kéo cổ hô xong lời nói này, giác một chút, rất đột nhiên liền rút, lại là hai mắt da đảo thẳng tắp ngã xuống đất. Cái này một biến cố đột nhiên, thế nhưng là dọa sợ cả đám, nhậm tử ngạo mắt đỏ, tổ tông đời thứ ba mắng tống a gia, mắng tống a gia lão già họng hẹm, nói cha hắn hôm nay nếu là có không hay xảy ra liền phải mọi người bồi mệnh. Sau đó tống phúc hỉ bọn hắn liền lại cùng nhậm tử ngạo làm, người trong thôn cũng không đoái hoài tới can ngăn, nhao nhao nhìn nhậm công tính kiểu gì, nhậm tử cửu ôm nhậm công tính, cha, cha, từng lần một kéo giọng gọi cha, từng lần một ấn huyệt nhân trung, tống A gia nhìn qua cái này lộn xộn một màn, lúc ấy khẩn trương nuốt một cái nước miếng, nghĩ thầm, cái này cũng không bên trong, nhậm công tính nếu là chết bọn hắn nơi này thật là liền nói không rõ, không quan tâm trước đó có nhiều lý. Đoàn người sẽ chỉ nhớ kỹ nhậm công tính là tại nhà bọn hắn ngã xuống, lão gia tử một lòng gấp, cắn răng một cái, quyết định thật nhanh, cũng ầm ngã xuống đất, vì sao muốn nằm xuống, hắn là như thế suy nghĩ, các ngươi đến ta nhà gây sự, khí rút một cái, vậy ta cũng nằm xuống, liền nói cũng bị các ngươi khí ra tốt xấu. Ta hòa nhau nha, tống phúc hỉ mấy người bọn hắn nam, xem xét a gia ngã xuống đất, liên tiếp trong nhà các nữ nhân càng là cùng một chỗ ngao ngao gào thét, a gia, a gia, tống phúc sinh đại bá bị hù dọa, phù phù quỳ gối lão gia tử bên người, bổ nhào vào lão gia tử trên thân, chẳng qua lập tức liền an tâm, lão gia tử nhắm mắt lại, thừa cơ lặng lẽ nhéo nhéo hắn tay, cái này không nha, cũng bởi vì một bên ngã xuống một cái, không ai nhường ai, các thôn dân lại khẩn cấp lâm vào can ngăn trạng thái, dắt cổ hô, đều tỉnh táo, trước hết mời Lan Trung, lại chuyện sau đó, chính là Tống Phúc Sinh đột nhiên trở về, đột nhiên chen vào đám người liền phía nhậm tử ngạo to mồm, Tống Phúc Sinh là ai? Là bên kia bờ sông nhóm người này chủ tâm cốt, xem xét tống phúc sinh động thủ cao thiết đầu cùng đại lang bọn hắn liền cùng ăn thuốc kích thích giống như sông đi lên gần đây cùng tứ tráng học quyền pháp toàn làm tại những người này trên thân tống a gia việc lớn không tốt ngươi nói hắn là không phải là không thể nằm à nha nhà hắn phúc sinh đừng có lại thật sự cho rằng hắn đã có chuyện bất trắc lại báo thù cho hắn đánh ra nhân mạng nhưng làm sao chương ba trăm bảy mươi ba hai mươi bảy càng vì minh chủ ở baby tám iu lão gia tử trang gọi là một cái giống che tim chậm rãi mở to mắt một bộ giống như mới thở quá khẩu khí này bộ dáng tỉnh rồi nhanh đừng đánh nữa rõ ràng béo nương môn cùng còn có trong thôn mấy cái bà nương liên tiếp hô ta chính mình nhà các nữ nhân cũng đi theo báo tin hô bởi vì trừ tống phúc sinh đại bá biết chân tướng ta chính mình nhà cũng không biết được a gia là giả vờ ngất hậu viện trong thôn thất thúc gấp đến độ dậm chân nghe không mau buông tay cái gì lớn không được muốn đánh cho đến chết đi qua nhìn một chút lão nhân là đứng đắn, liền có thể thấy, đều đánh tới hậu viện, tiền viện bánh xe đến hậu viện, mà lại từ tứ tráng bọn hắn trở về, tình huống liền hướng thiên về một bên, cùng lúc đó, cửa thôn trong mây huyện kia một tổ cũng trở về, trong thôn có kia miệng thiếu nói cho, nhà các ngươi xảy ra chuyện, tống phúc lộc bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, mười cái hán tử liền xe đẩy cũng không cần, chỉ rút ra dao phay, liền bắn vọt hướng nhà chạy. Cho miệng thiếu vị kia thôn dân nhìn tiểu tâm can trực nhảy, không nghĩ tới chỉ nói cho một tiếng liền rút đao, đây vẫn chỉ là trong mây huyện, chỉ trở về một đám, gia huyện còn chưa có trở lại đâu, đồng giao trấn nhóm người kia cũng không có trở về đâu. Nhanh, cũng đừng, nhậm tộc trưởng nhậm vưu kim lúc đầu uống thật nhiều về thôn, lúc chạy đến xem xét, lập tức tỉnh trụ, chân kém chút dọa mềm, bột tử thô đỏ mặt gầm thét, dừng tay, dừng tay cho ta, lúc này, là cái gì cảnh tượng đâu dậm tộc trưởng thật không thể trái lương tâm mắng người trong thôn chỉ nhìn náo nhiệt không can ngăn. Người trong thôn lúc này thật sự là có đồng tâm hiệp lực can ngăn. Nếu không phải bọn hắn, hiện tại liền phải xong rồi, đầu óc liền phải làm ra đến mấy cái. Có bọn họ, thật sự là giải quyết vấn đề rất lớn. Từng cái hán tử là kiên trì đi ở giữa cảng, tống phúc sinh nhóm người kia liền có thể bận tâm bận tâm, sợ làm bị thương bọn hắn, liền hạ không được tử thủ, chí ít đau cùng bổng tử vung mạnh không dậy nhưng dù cho như thế lúc này tình cảnh cũng thành đơn phương tống phúc sinh nhóm người này bức lui lấy những người kia không phải để người nhảy vào trong hố đi kỳ lạ nhất hồ chính là tứ tráng trong tay nhậm tử ngạo đã bị bóp cổ bước lui đến hố trước mặt lại thoáng lui về sau một điểm nhất định rơi bên trong bốn phía kia hố đào thế nhưng là dọa người phải hung ác bình thường người rơi vào bò đều bò không ra càng không cần nhắc tới bên trong còn có gai ngược rơi vào liền sẽ bị đâm ngao ngao kêu to phải lúc này người trong thôn cũng triệt để biết tống phúc sinh bọn hắn trước sân sau bí mật nhìn một chút liền đổ mồ hôi lạnh trong thôn có ít người nào đó một cái chớp mắt thậm chí xuất hiện một loại ảo giác bên kia bờ sông nhóm người này đừng nói thu thập mấy chục người thật nổi giận có lẽ có thể chơi đổ bọn hắn nhậm gia thôn buông tay phúc sinh ngươi nhanh để bọn hắn buông tay ngươi nghe thúc nói nhậm tộc trưởng khó khăn nuốt một cái nước miếng thúc cho các ngươi đòi công đạo a à, cháu lớn Chúng ta nhậm gia thông tuyệt đối không thể tái xuất sự tình, sắp ăn Tết a, à, các ngươi cũng nghĩ qua cái tốt năm không phải? Tống Phúc Sinh cả giận nói, thừa dịp chúng ta không ở nhà, đánh đến tận cửa, đây thật là khi dễ đến cửa nhà. Đoạn trước thời gian, liền có người nhớ thương muốn đào chúng ta phòng ở, hôm nay lại muốn đào, Cái này bị sói cắn chết lại chúng ta, cái kia cha muốn chết bệnh lại chúng ta, cho ta a gia tức ngã, bị hù trong nhà của chúng ta nữ nhân qua qua gọi có phải là thật hay không coi chúng ta là quả hồng mềm bóp hôm nay ta liền đem lời thả cái này chơi xấu đùa nghịch sai địa phương phàm là không trải qua cho phép tới nhà của ta dám dương oai đánh chết cũng xứng đáng vân 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 hắn đáng đời phúc sinh chính là báo quan các ngươi cũng chiếm lý ngươi nhìn thúc lời nói này công chính đi cho nên ngươi phải tin tưởng thúc thúc nhất định có thế quản tốt bọn hắn bọn hắn sẽ không đi đến a à, nhậm tộc trưởng dắt tống phúc sinh tay áo Ý là ta đều đem lời nói với ngươi phải như thế minh bạch, ngươi có thể hay không cho ta cái mặt mũi? Cũng đừng xảy ra chuyện, hắn mới nhậm chức, bị cao thiết đầu bắt lấy tiểu tử nghe xong muốn báo quan, cũng vội vàng xin khoan dung, ta đã sớm nói, chúng ta là bên ngoài thôn, không phải là các ngươi thôn, chúng ta chính là ăn Tết keo kiệt, nghĩ kiếm hai cái tiền nghi, không có khác. Bị đại lang gạt ngã tiểu tử cũng hét lên, đánh chúng ta làm gì nha, chúng ta thật sự là tới hù dọa một chút các ngươi không muốn thương tổn người, ngươi nhìn, chúng ta đều không có thế nào động thủ nha, tống A gia lớn cháu trai, đối người này mặc phi nhổ nước miếng. Các ngươi còn muốn làm sao động thủ, mang quốc đến, bị nhã không sao, quan trọng chính là để bọn hắn đi là được, thực sự là không nghĩ tới gặp kẻ khó chơi, gia, ta gọi ngài gia vẫn không được nha. Muốn trách thật trách hắn nhậm tử ngạo, hắn nói cho chúng ta một người 30 đồng tiền lớn, chỉ nói đến cầm eo hù dọa các ngươi đào hai lần phòng ở liền quốc đều là hắn cho thả ta ra ta cái này đi nhà đi ta lập tức lanh nhà đi được hay không về sau thấy các ngươi đi vòng qua ta không thể gặp quan nhà ta liền một cái lão mẫu rất là thương cảm hai người này nói chuyện cái khác đến giúp đỡ cũng đi theo gọi gấu cái này nói nhà khó khăn cực cái kia nói nếu là hắn có chuyện bất trắc lão mẫu sẽ ăn không trôi cơm thậm chí có kia nhát gan đều đã làm bộ từ nằm sấp biến thành quỳ trên mặt đất người trong thôn cũng đi theo khuyên mau đỡ đổ đi đánh cũng đánh bạch đánh một trận giải hả giận liền phải tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tống a gia bị đại bá viện lắp đặt không đến khí, một câu nghĩ ba lần nói ra không không khi mười mấy cái tên đô con nghĩ thầm xong đặc biệt nương dọc như thế xin khoan dung cũng vô dụng không đồng ý vung ra bọn hắn không cần quản bọn hắn a à, để bọn hắn lăn mười mấy cái tên đô con Tống A Gia lại vội vàng tới kéo tứ tráng, khó trách nhậm tử ngạo muốn bị đẩy trong hố da không lên tiếng, bị ghìm ở cái cổ, mặt đã trắng bệt, cũng không bên trong, đừng cho người bóp chết, buông ra A, tứ tráng, ngươi nghe ra lời nói, không cùng kia hổ đi tức chấp nhặt, cho hắn vung đi một bên, đừng bẩn ta tay, đúng lúc này, nhậm tử cửu cũng chạy tới, hắn lửa lửa trước nhìn mắt đệ đệ về sau, liền xông tống phúc sinh không nói hai lời không người đến cùng nhậm tử cửu là từ cha hắn ngất đi về sau, bóp người hoàng mỹ trông được thấy nhậm công tính ung dung tỉnh lại, nhưng vẫn là miệng run, sợ hắn cha có cái không tốt, liền căn bản không có quản mặt này lại phát sinh cái gì, cổng lên nhậm công tính liền chạy. Lại thu xếp nhà hắn đứa ở, một cái đi mời lan trung, một cái tranh thủ thời gian vào thành đi cho đại ca đưa tin, lúc này mới làm xong chạy tới, liền thấy đệ đệ của hắn bị người bóp lấy cái cổ. Nhậm tử cửu cho Tống Phúc sinh hành lễ, lại quay người xông tống A gia không người đến cùng hành lễ, xin lỗi, xin lỗi, ta hiểu được, nhà ta kia không cố gắng không chiếm lý, ta thay hắn cho đoàn người nhận lỗi. nói chuyện đối bốn phía lại là ôm quyền lại là thở dài, liền đối lấy người trong thôn đều biểu thị dây dứt. thế nhưng là hắn lại bất tranh khí, có thể hay không cũng làm cho hắn về trước đi. cha ta tỉnh không có nhìn thấy ta kia không cố gắng tam đệ, vừa vội bất tỉnh, xem ra có chút thuốc không tốt, để hắn trở về để cha ta nhìn xem hắn, chậm rãi lão nhân nóng vội, thoáng an an tâm, ta tạ ơn đoàn người, tạ ơn. Tống Phúc Sinh lúc này mới ra hiệu đoàn người nên làm gì thì làm đó đi, cũng làm cho những người này cút nhanh lên ra ngoài, đừng bẩn hắn chỗ ngồi, nhà hắn một đống sống, kỳ thật ai nguyện ý cùng những người này lãng phí thời gian, ai nguyện ý đánh nhau, trong nhà lại là hài tử lại là nữ nhân, thực sự là kinh người quá đáng, dưới mắt nhìn A Gia giống như cũng chậm tới, Nhậm vưu kim cũng càng không ngừng túng ống tay áo của hắn ám chỉ hắn kết thúc, nhóm người kia lại để cho bọn hắn đánh không nhẹ, người trong thôn rốt cục có thể biết biết bọn hắn không phải dễ trêu là được. Chương 374, 28 càng, vì minh chủ bê ở baby chính, cuối cùng một nhóm, người trong thôn cũng đều đi, nhậm tộc trưởng lấy xuống bông vải mũ, lau mồ hôi trên đầu, liền chạy mang đi nhi chạy tới, nhưng cho hắn mệt mỏi xong, nhậm tộc trưởng muốn nói lại thôi vỗ vỗ tống phúc sinh bả vai, chấm dứt các hỏi thăm tống A Gia thế nào, có dùng hay không mời cái lan trung về sau, cũng đi theo các thôn dân đằng sau rời đi, hắn còn có việc muốn làm, tìm đến những tiểu tử kia nhóm, liền nghĩ như vậy chỗ ngồi à nha, không có khả năng, đã để trong thôn tráng lao lực nhóm cho khống chế lại đuổi tới từ đường, hắn ngược lại là muốn hỏi một chút, đều là cái nào thôn tên du thủ du thực, phải thật tốt cùng những cái kia thôn lý chính nói một chút, nhất thiết phải quản tốt những cái kia bất nhập lưu đồ vật, mặt khác, hắn cũng phải đi nhậm công tính nhà nhậm tử ngạo vừa rồi theo hắn nhị ca rời đi cái rắm đều không dám thả đầy bụi đất nhưng không có nghĩa là chưa từng xảy ra ác tính sự kiện trong thôn là hắn nhậm tử ngạo muốn đi náo liền đi đó náo địa phương sao còn làm cha ngươi là lý chính đâu cái thích ăn đòn ngược lại là tống phúc sinh bọn hắn tại mọi người rời đi về sau dường như trong chớp mắt liền khôi phục bình thường giống như rõ ràng tại ẩu đã lúc đoàn người cũng treo tiểu thải có là tay cùng cánh tay thấy máu có là mặt bị cào có vết máu thế nhưng là mọi người lại giống như là không có phát sinh đại sự gì giống như tại nhau nhau hỏi thăm xong lão gia tử nghe a gia nói là giả vờ hù dọa bọn hắn sợ bọn họ lừa bịp chúng ta mới nằm trên mặt đất lúc càng là một bộ không có phát sinh đại sự gì bộ dáng nhanh chóng nên bận bịu cái gì bận bịu cái gì lẫn nhau thoa thuốc bôi thuốc thu thập viện tử thu thập cổng xe đẩy hỏi bọn nhỏ hôm nay có không có thật tốt đọc sách, cao đồ hộ mang tới bình thuốc, một bên hỗ trợ cho bôi hồng dược, vừa nói, hôm nay đều bán không. Cuối cùng một ngày ra quầy, có hay không lại đặt hàng, cái này hỏi một chút, Điền hỉ phát chợt nhớ tới, túng về tảng đá còn ở bên ngoài ném, cấp tốc kêu lên tứ tráng bọn hắn, nhanh đi cho lôi trở lại, Tống Phúc Lộc cũng vỗ tráng một cái, xe tại bờ sông, không để ý tới đáp lời, cũng mang theo người vội vàng quá sông, đi nhặt nhét vào cửa thôn xe đẩy, đến bờ sông, cái kia thiếu miệng nói cho bọn hắn nhà xảy ra chuyện thôn dân, lại tại chỗ không đi, cống đến thẳng hút trượt nước mũi, hai tay cắm ở trong tay áo ấm tay, hỏi hắn sao không nhà đi, hắn nói, tại cho các ngươi trông coi xe đâu, nghe nói các ngươi cho bọn hắn làm phục phục. Nhanh, mau mau đẩy đi xe, ta tốt tiến đến từ đường xem náo nhiệt, phòng họp bên trong, lại bắt đầu xào mới một đợt cây liệu, sạc người vô cùng mỗi cái bưng bồn đi vào người, lại từ phòng họp ra tới lúc, đều sẽ đứng tại cổng lại nhảy mũi lại lưu nước mũi, hận không thể đứng ở bên ngoài trước không trở về nhà, trước hút mấy cái không khí lạnh đi vừa đi trong lỗ mũi vị cay, không đầy một lát, gia huyện cùng đồng giao trấn hai nhóm người cũng trở về, vương bà tử chỉ vào tống phú quý mặt hỏi, mặt kia sao à nha? Còn sức thuốc? Khi hồng dược ngươi hiểu không biết được có bao nhiêu đắt, cành cây róc thịt cọ cũng không cần bôi tốt phạt tống phú quý bụng mặt cái gì cành cây phá cọ thím ta là cùng người khô khung bị trào không sức thuốc lưu sẹo làm sao chỉnh ta gương mặt này lúc đầu dán dấp liền xấu xí cái gì đồ chơi ngươi để ai cào ngươi đây là cùng trong thôn cái nào lão nương môn cào một đống đi à nha tống phúc hỉ nghe không vô liền cho bọn hắn tinh tế giải thích một phen hắn nhưng là toàn bộ hành trình đều tại thuộc về làm thứ nhất pháo cái chủng loại kia đồng giao trấn cùng gia huyện hai nhóm người nghe xong lúc này khí chửi mẹ, các hán tử càng rất là tiếc nuối bọn hắn sao không có gặp phải, bằng không không phải đem những cái kia cầm quốc tới cửa rút thành đầu heo, cuối cùng một đám trở về là mã lão thái bọn hắn, ai u, mã lão thái bận bịu u, sắp tết, ngày bình thường có ăn hay không bánh ga tô người ta, có bỏ được hay không mua bánh ga tô người ta, dưới mắt cũng đều tham gia náo nhiệt mua hai khối nếm thử mới mẻ, muộn về cũng không phải đang chờ bán sạch, đã sớm bán không có là đang chờ đặt hàng đi nhớ tờ đơn tiêu chuẩn xác định muốn bao nhiêu nồi rốt cuộc muốn cái gì không giao tiền đặt cọc không thể cho bọn hắn làm có kia chân chạy liền phải vội vàng chạy về phủ đi tìm chủ gia xác nhận liền ta trong tiệm ba cái kia menu đến buổi chiều đều bị người mượn đi để chủ gia tận lực nhìn sách tranh lời nói đừng chỉnh câu nhìn xem lo liệu vì sao kêu nhìn xem lo liệu a à? trong tiệm không tiếp loại nghiệp vụ này quá tùy tiện làm sao xuất hàng lão thái thái sau khi trở về, thứ nhất dạng, bền lòng vững dạ, ngồi xếp bằng tại trên giường trước lấy tiền, đem bốn cái cửa hàng hôm nay buôn bán ngạch thu hồi lại, thu nàng là mặt mày hớn hở, bán tốt, sau đó, nhớ tờ đơn, gần đây so ngày xưa nhiều như thế đồng dạng sống, cho lão tỷ muội nhóm mở tiểu hội thời gian cũng càng ngày càng kéo dài. Bởi vì kia ba huyện, cũng sẽ thu được dự định tờ đơn không phải, vẫn là câu nói kia, cách năm càng gần, ngày bình thường có mua hay không bánh ga tô đều mua cũng có chính mình không ăn dự định năm trước năm sau đi lễ dùng ngươi họa cái này loạn vòng là có ý gì mã lão thái ngẩng đầu hỏi quách bà tử liếc nhìn a à, một vòng tròn là một nồi nơi này đầu họa bao nhiêu vòng chính là bao nhiêu nồi cuốn trứng vẽ ở cùng một chỗ chính là một nhà đặc ý tứ minh bạch mã lão thái một bên hướng chính mình bản bên trên nhớ một bên cũng không ngẩng đầu lên nói không phải ta nói ngươi a à lão quách Ngươi cái này sổ sách nhớ cũng không bằng lão Vương lão cắt tốt, luôn luôn rối bời, ngươi trở về nói rõ với ta Bạch cũng là bên trong, nhưng là ta chỉ lo lắng ngươi không nhớ được khách nhân danh tự, trả lại sai hàng, vậy sẽ không, lão tề giúp ta nhớ đâu, nàng người kia, nhận thức con mắt nhưng độc. Lại một cái, ta đây không phải họa nha, ngươi giống phần này hắn họ Trâu, ta liền họa cái tiểu nhân đi ra ngoài đi, họ Lưu, ta liền họa cái tiểu nhân vào nhà, liền lưu không đủ tốn sức, lão quách, học chữ đi, có được hay không? Tổng vẽ nhiều phiền phức, trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút, trúc lấy không viết một viết, trong một tháng dù là sẽ viết một cái họ, thời gian một lúc lâu, góp gió thành bão liền sẽ không là mắt mù, trở lên mã lão thái giáo dục lão quách, đều là tống phục linh thường bình trong ngày huấn đạo mã lão thái nguyên thoại, kỳ thật các lão thái thái không yêu học tập, qua mấy thập niên, sớm quen thuộc, học tập nhưng khổ đâu nhưng là Tống Phục Linh thường xuyên nói như vậy Mã Lão Thái, sữa, ngươi dạng này cũng không bên trong, phát triển sẽ nhận hạn chế, tương lai, ngươi mua được căn phòng lớn, thành sản khoái gia lão phu nhân, lại nhìn không rõ phía dưới thải mãi viết trướng, hắn không được lừa gạt ngươi sao, mà lại, ngươi nghĩ viết cái thư, có cái nói nhỏ, ví dụ như ngươi nghĩ lặng lẽ nói cho ta, ngươi lại tích lũy bao nhiêu tiền, loại đại sự này cũng không thể để người khác viết đi. Lão Thái Thái lúc ấy tưởng tượng một phen hình ảnh kia, nói đúng, cũng không phải, cứ như vậy, nàng liền kiên trì học viết chữ, cái này không nha, mới học bằng cách nhớ học được viết mấy cái dòng họ, bây giờ liền bắt đầu ghét bỏ bên trên người khác, có điều, mà Lão Thái cuối cùng nhớ xong Lão Quách kia mặt tờ đơn về sau, vẫn là cười, đối đơn đặt hàng lượng rất hài lòng, vĩnh ngón tay cái, không sai, tiếp lấy lại kéo tới các nhị nữ cho hai tấm giấy, hướng sách bên trên nhớ, chờ đều nhớ xong, mấy cái lão thái thái ngồi tại trên giường, lúc này mới hỏi mã lão thái, nhà lúc đến, thấy phú quý gương mặt kia không, sao, liền hiểu được ngươi không có nhìn thấy, để người cào nha. Ngươi còn không biết đi, nhà ta cùng người khô cầm, chương 375, 29 càng, vì ngâm mạc một, cơm được rồi, làm gì đi. Tống phú quý định lấy thuốc đỏ hô, lưu cho hắn, là mấy cái lão thái thái từ thông dong cho bóng lưng, cái này không nha, buổi chiều đánh nhau nấu cơm sẽ trở ngại, cơm mới tốt. Trước tiên cần phải xào tương liệu, tương liệu là cần phơi lạnh, đồng thời muốn xào rất nhiều, ngày mai liền phải giao hàng, cho nên đoàn người là gắn gượng lấy đói. Trước xào ra mặt một nhóm tương liệu, chuẩn bị ra đợt thứ hai đợt thứ ba muốn dùng trước dự bị, sau đó lại nấu cơm. Cái này cơm nhưng hạ muốn ăn đến miệng, các lão thái thái chợt đi. Tống Phục Linh ngồi tại trên giường chính vào đầu kẹt văn đâu, nghe được động tĩnh bên ngoài, lập tức đem bút quăng ra, một tay cầm mũ trừ trên đầu một tay nhấc bông vải dày mẹ đi a à, tiền bội anh cầm trong tay mới tẩy khăn lau, có chút mộng làm gì đi a à, cùng ta sửa sau lưng đi xem một chút chỉ định có náo nhiệt nhìn cũng miễn cho vạn nhất nàng ăn thiệt thòi đi đứng chậm ta tốt chạy về đến cho đưa tin đi 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 mau mau tống phục linh túng mẹ nàng tay lại một cái kéo quá bông vải khăn trùng đầu bọc tại tiền bội anh trên đầu kéo lấy hướng trốn đi vừa đi còn vừa nói nói vừa vặn hai ta còn không có hướng trong thôn đi qua đâu, vào thôn bên trong nhìn một cái dạng gì. Tống A Gia đứng trước cửa nhà, nhìn qua xa xa lẻ tẻ bó đuốc. Tống Phú Quý tại A Gia sau lưng hỏi, A Gia, các nàng tựa như là đi mắng cầm, có dùng hay không ta đi xem một chút. A Gia vẻ mặt đau khổ, căn bản liền không quan tâm các lão thái thái đi làm cái gì, hắn chỉ quan tâm, bàn nha lại không đặt nhà thật tốt viết thoại bản tử. Buổi trưa liền đi ra ngoài chơi, tuyệt không nghe lời vừa ngồi kia trung thực viết viết đi, cái này lại ra ngoài, chỉ định là lại không có biệt xuất mấy chữ. hạ muộn nghe a, à, còn quay đầu chất vấn tống phú quý a, à. nghe a, à, nhậm công tính cửa nhà, mấy cái lão thái thái, cái gì tư thế đều có, chống nạnh, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào nhậm công tính nhà đại môn, vừa mắng vừa vỗ tay, làm ai là dễ khi dễ. đây là bọn ta gia lão gia tử không có bị tức chết, các tiểu tử nhà đến cũng trùng hợp bằng không, sao? Muốn vén bọn ta nhà nóc phòng, cho mấy cái phá nhà tranh tử, cái này đến đào cái kia đến đào, đem các ngươi năng lực, tới tới tới, ra tới, ta ngó ngó các ngươi có thể hay không cưỡi bọn ta trên cổ đi ị. Không có thiên lý nữa nha còn, còn quản bọn ta đòi tiền, cha ngươi có chết hay không đâu, quản bọn ta muốn cái gì tiền, còn nói là bọn ta khí, thả ngươi nhà mở rộng cửa con lừa chó rắm thúi, nói cho ngươi, gấu lầm người ngươi vương bà tự tiếp lời, để mã lão thái nghỉ ngơi một chút khí, đúng đấy, toàn gia bẩn thiểu cái thứ không biết xấu hổ, đi ra ngoài kiếm chuyện trước cũng không trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, già già là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng lão già họm hẹm, từng cọc từng cọc từng kiện làm chuyện này liền người đều không xứng làm, liền kém đi trong mồm chó đoạt A, cũng chính là cái cứt trâu cặn bã, bọ hung, sinh ra mấy cái tiểu nhân, càng là lão thiên chiếu vào quỷ bóc túng điểu dạng. Các nhị nữ hít sâu một hơi, phi, nói bọn hắn là túng chim đều là cất nhắc, bọn ta gia lão gia tử lớn như vậy số tuổi, để các ngươi vợ con cẩu vật tổ tông đời thứ ba mắng, bọn ta tổ tông thế nào ngươi à nha, ông nhà ngươi hậu đại nhảy qua giếng. Tuổi còn nhỏ, mắng lão nhân, ngươi cái miệng không tích đức, miệng là nhà ngươi tử thao. Một tổ tử dung chó, đạm chó phân đi ngươi, tống phục linh cùng tiền bội anh lúc chạy đến, nghe được chính là một câu cuối cùng hai mẹ con núp trong bóng tối, tiền bội anh lăng lăng hỏi khuê nữ, đạm chó phân ý gì, đất cứt đi ngươi, Tống Phục Linh trả lời xong, nghĩ thầm, má ơi, không quan tâm là cổ đại vẫn là hiện đại, người bình thường xác thực mắng chẳng qua lão thái, kia thật là mặt một vòng, chân một xóa, eo cắm xuống, khí thế hùng hổ lời gì cũng dám ra bên ngoài mắng, kia là có thế từ người thân công kích, đến mắng chữ người là động vật, lại đến công kích đối phương uy hiếp, Tống Phục Linh còn không có phân tích xong nhậm gia viện tử đột nhiên sáng, mấy cái đèn lồng bó đuốc điểm, trước mặt xem náo nhiệt thôn dân, xem xét bị mắng ra a, à, đều có chút không hiểu hưng phấn, ví dụ như, rõ ràng béo nương môn, nàng hướng miệng bên trong ném đậu nành tần suất đều biến nhanh, đại môn vừa mở, nhậm công tính nàng dâu, mặt đỏ tía tai đứng tại trên bậc thang, đều không thấy rõ bên ngoài vây xem thôn dân, vung vẩy trên tay chiếc khăn tay, giống đuổi mấy thứ bẩn thiểu đồng dạng. Chỉ nhìn chầm chầm trước cửa mấy cái chửi nhau lão thái thái, kích động dị thường mắng lại nói, lăng, đừng cậy già lên mặt, dám chọc tức lấy lão gia nhà chúng ta cùng trong bụng ta bé con, ta để các ngươi chịu không nổi, tin hay không? Nhanh kẹp lấy bức miệng cách nơi này, giọng cũng là cực kỳ uống sáng, còn mang theo động tác, cuối cùng uống kia một cuốn họng dùng sức lắc lắc trong tay khăn tay, ai nha? Đem ngươi lợi hại, ta nhổ vào, ta không tin, ngươi mau mau để bọn ta chịu không nổi. Ngươi cũng chính là cái tỳ, với ai đùa nghịch phu nhân uy phong liền ngươi dạng này lão nương thấy nhiều nha ta nhổ vào suốt ngày nâng cao ngươi cái kia bụng rêu rao mà theo bọn ta cho ngươi bấm đốt ngón tay ngươi mang khi đó nhà các ngươi lão thất phu kia ngay tại ngoại ô đổ động khang đâu ngươi trong bụng là ai ta nhưng khó mà nói ai u các hương thân ta cũng không có đừng nói khác a à, ta chính là đoán mò các ngươi nhưng cho bọn ta làm chứng ngươi các ngươi một đám lão tiện hóa dám dội ta nước bẩn phi bọn ta nếu là tiện hóa vậy ngươi chính là tặc chó nản nuôi hán tử phi nhìn ngươi tuổi còn trẻ có thế gã cho tiện không có liêm sĩ lão cẩu xương cốt liền biết ngươi so với ai khác đều tiện tống phục linh cảm thấy nàng vừa rồi tổng kết còn chưa đủ toàn diện hẳn là nói như vậy các lão thái thái mắng cầm có thế từ người thân công kích đến mắng chửi người là động vật đến công kích đối phương uy hiếp cuối cùng đòn sát thủ là hoài nghi nhà ngươi sinh hoạt tác phong có vấn đề, hoài nghi hài tử không phải thân sinh. Lấy đặt tới mắng xong cầm không mang một án mây rời đi về sau, trong thông tin đồn nước bọt chết đuối ngươi, làm không tốt còn có thể để ngươi nhà vài phút trình diễn gia đình luân lý lớn kịch, tống phục linh che lấy mắt, phục, thực tình phục, tiền bội anh cũng là đặc biệt chịu phục, nhưng là nàng phục chính là tứ tráng, dùng khí tức chất vấn, ngươi cho hắn ôm đến làm gì, hả? Tống phục linh không che mắt, nghiêng một cái đầu, mễ thọ ngay tại tứ tráng trong ngực tuét miệng cười ngây ngô, bị phát hiện lại vẫn giành giật từng giây đang nhìn các lão thái thái, nhỏ biểu lộ nhìn gọi là một cái say sưa ngon lành, cái này chỉ định là không thể tiếp tục nghe, tiền bội anh tại trên cầu, vừa đi vừa huấn tứ tráng nói, nhà ta không có chủ tử không chủ tử, ai nói đối liền nghe ai, hắn về sau lại mệnh lệnh ngươi, ngươi cũng đừng phản ứng hắn. Loại trường hợp này có thể là hắn cái tiểu hài tử gia gia nghe sao, hắn mới 5 tuổi, đúng sai đều phân biệt không rõ, sao có thể mặc hắn thu xếp, lại nói nhà ta chính là cái nông hộ, không có tiểu thiếu gia, mễ thọ chính là trong nhà một cái bình thường bé con, ngươi là hắn ca, ngươi xem ai gia sản ca ca nghe năm tuổi đệ đệ, tứ tráng, về sau ngươi liền ghi nhớ, ngươi cho rằng không đúng, liền bất động địa phương, ta nhìn hắn có thể đem ngươi sao thế, hắn nếu dám lại cùng ngươi bày tiểu thiếu gia khoản, ngươi tới tìm ta. Ta quản không được hắn còn có hắn cô phụ, liền không tin, còn quản không được hắn, cái năm tuổi còn biết khi dễ người, chọn quả hồng mềm bóp, tống phục linh dẫn đệ đệ, cùng mễ thọ liếc nhau, trong mắt ý tứ rất rõ ràng, nên, bị mắng đi, chương 376, 30 càng, vì ngâm mạc hai, tiền mễ thọ cảm thấy chính mình bị mắng rất oan uổng, hắn chỉ là nhìn thấy nãy nãy nhóm không ăn cơm lại ra khỏi nhà, tỷ tỷ cùng cô mẫu cũng chân trước gót chân lấy rời đi, giống như có cái gì hiếm lạ chuyện đùa, liền để tứ tráng ôm hắn đi hắn không có mệnh lệnh út, hắn chỉ là tại tứ tráng lắc đầu cự tuyệt lúc, dùng mũi hả. Một tiếng, tứ tráng liền đem hắn một cái ôm lấy, mà lại, hắn nơi nào hiểu được nãy nãy nhóm là đang mắng người, nếu có thể trước thời gian biết, hắn mới không đến đâu, bởi vì hắn đáp ứng nhỏ tướng quân ca ca nha, ai, mễ thọ thở dài một tiếng không phù hợp tuổi tác khí, bày ra hai cái tay nhỏ, sau đó nhưng làm sao? Trí nhớ quá thật là lạ hắn đi. Toàn ghi lại nha nghĩ xóa đi đều xóa không mất, sau đó lại thừa dịp tiền bội anh cùng Tống Phục Linh không có chú ý tới, dùng tay nhỏ che miệng lại vụn trộm vui, nghĩ thầm, bỏ hung là cái gì lan. Quay đầu phải nghiên cứu một chút. Đạm chó phân đi, ha ha ha, các lão thái thái không đầy một lát liền trở lại, vừa về đến, đoàn người liền hỏi, mắng kiểu gì, thống khoái. Vừa vặn thấp thôn bên trong người nhìn náo nhiệt bọn ta cũng mắng cho những cái kia trong lòng không có đếm được nghe một chút có đôi khi buồn bực đánh vô dụng ngươi phải mắng để người ta biết biết là chuyện ra sao đúng đấy đánh chửi đánh chửi đây đều là nguyên bộ đến tiết kiệm mắng là lạ tống phúc sinh bưng hai đại bác dùng đũa kẹp lên một miệng lớn cải trắng đậu phụ đông nhét miệng bên trong lại trắng miệng bánh bao một hơi liền trắng rơi một phần tư nghe xong những cái này mập mờ hỏi không cho mắng tắt thở nhi a à. các lão thái thái liền cười Quách bà tử tiếp nhận con trai cả con dâu đưa tới bát cơm, một bên ăn vừa cười trả lời, liền nhà hắn kia da mặt dày, ta cứu mạng lương đều có thể nhớ thương tham, chết đói người tại trước mặt bọn hắn cũng sẽ không nháy mắt mấy cái tâm địa đen tối đồ vật, có thế bị mắng liền tắt thở, nếu là hắn có thế bị mắng liền bị tức chết, kia còn thỏa nữa nha, về sau bọn ta lão tỉ muội vừa vặn tổ cái đội, cái nào lý chính dám hại bách tính, bọn ta liền đi mắng, vừa chết chết một mảnh có lẽ lão bách tính còn có thế quá quá ngày tốt lành, miễn tại dạng này sinh phu thủ hạ bị tội. Lời này, dẫn tới một đám phụ nữ đi theo cười, một đám hán tử cũng giống ngốc như vậy đi theo hắc hắc hắc, các nhị nữ lay quách bà tử, ngươi vẫn là không có mắng đủ, cuốn họng lại không thương. Ngươi rửa tay sao liền ăn cơm, ta tay không bẩn thiểu, cái kia cũng tẩy tẩy, đi đi không may, điền bà tử hô quách bà tử các nàng, đến, ta cái này rửa tay nước nóng hồ, các ngươi tới xuyến hai lần, mã lão thái vung lấy trên tay bọc nước, cũng không có xác, tiếp nhận đại nha đưa tới bát cơm, ngồi tại tống phúc sinh cùng tống a gia trước mặt nhi nói, đúng, biết bọn ta vì a nhanh như vậy nhà đến, vì a, hắn đại nhi tử trở về a, liền cái kia, sách, gọi cái gì tới, nhìn bà nương sắc mặt sống qua cái kia, tống phục linh dây hiểu, nàng sửa có ý tứ là, liền cái kia ăn bám, nàng nói tiếp, sửa, hắn gọi nhậm tử sinh, đúng liền hắn còn phải ngươi cái này số tuổi tiểu nhân trí nhớ dễ dùng mã lão thái cắn một cái hành tây lại hút trượt một hơi cải trắng canh nuốt xuống mới lại đối tống phúc sinh bọn hắn tiếp tục nói bọn ta mấy cái chính mắng lấy hoang trong thôn đám người kia cũng đều cười có kia bà nương đánh giá là suy nghĩ trời tối dù sao cũng thấy không rõ cái nào là cái nào thôi cười đến đều không có bận tâm ha ha liền không nghe thấy đánh xe âm thanh nhà hắn cái kia đại nhi tử liền cùng cái quỷ mặt gấm đứng trước mặt ta, vương bà tử cướp lời nói, nói cho đoàn người tên kia, nhưng vênh váo ầm ầm, thấy bọn ta liền dùng mũi hừ, còn hỏi, nhà các ngươi ở chỗ nào, vì sao đến cửa nhà hắn Dương Oai, nói bọn ta chửi ầm lên rất là vô lý. Tống Phúc Sinh nhướng mày, vậy các ngươi là thế nào nói? Các nhị nữ, ta nói cho hắn, vì sao đến hỏi cha ngươi, gia trụ bên kia bờ sông, chất tử Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh, tiền bội anh bỗng nhiên bị canh sặc ở, khụ khụ khụ. Mẹ, ngươi không có chuyện gì chứ? Tống Phục Linh vội vàng cho cầm nước, đưa chén nước lúc, hai mẹ con liếc nhau một cái, đối mặt xong, không tin không phổi trong mắt đều nhiễm ý cười, hai mẹ con đều là bị não bổ hình tượng chọc cười. Cha nàng, nhà nàng lão Tống, lúc này nhất định là ở trong lòng nghĩ, cùng ta có quan hệ gì? Làm ha nha, lại cho ta kéo ra đi. Mấy cái kia lão thái thái còn nói sao, người trong thôn lúc ấy thấy cái kia nhậm tử sinh lộ diện, cả đám đều không lên tiếng, nhưng ta mấy cái cũng không có sợ hãi hắn, còn có hắn cái kia tiểu nương, đây không phải không có mắng quá chúng ta sao? Thấy hắn, lập tức tiến tới khóc anh anh anh, ai u ông trời của ta, không giống nhìn thấy lớn kế, cũng là nhìn thấy nàng nam nhân, liền nhà kia gió, chật chật chật, trong bụng cái này thai không phải người khác, bọn ta mấy cái nhìn, tiếp theo thai liền không chừng, ta nói với các ngươi, kia tiểu nương môn. Tống A Gia vội vàng ngăn lại, khụ khụ khụ, bọn nhỏ còn tại ăn cơm, mấy người các ngươi bà tử nói chuyện chú ý chút, cùng lúc đó, nhậm công tính nhà, nhậm tử sinh là mang lan trung đến, hắn vừa đến, hai tên phụng thiên thành danh y liền bắt đầu thay nhau bắt mạch, hai vị danh y bắt mạch xong trao đổi một chút ý kiến về sau, nhậm tử sinh liền mời bọn hắn đi phòng nói chuyện, lệnh tôn, đàm lửa kết dính, trữ tích tại phổi, bên trong nóng sinh phong, âm hư nhiệt trực, dày vò danh âm, mới xuất hiện dao động. Mê muội, trung rẩy chờ triệu chứng mặt khác hắn bệnh can khí khô cũng kèm thêm ù tai mắt làm mặt đỏ bực bội mở mấy phó thuốc điều dưỡng một trận thời gian ứng có thế dần tốt nhậm tử sinh nghe xong thoáng nhẹ nhàng thở ra ra hiệu nhị đệ cùng nhị đệ muội mang hai vị danh y cùng theo tới dược đồng nhóm đi sắc thuốc cha nhậm tử sinh mới vào bên trong thất liền phát hiện nhậm công tính tỉnh vội vàng mấy bước nhanh đến phía trước vẫy lui nhậm công tính sau cưới vị kia nhỏ bà nương tự mình đỡ dậy cha hắn, lại lấy ra chén nước cho hắn cha mớm nước, nhậm công tính nước không uống xuống dưới mấy ngụm, nước mắt lại lưu không ít, vừa rồi ta còn tưởng rằng ta là hoa mắt nữa nha, coi là chính mình đang nằm mơ, trong mộng lại nhìn thấy con trai cả, khắc phải chịu không nổi đều không nghĩ mở mắt, liền sợ liền trong mộng cũng không thấy con của ta. Mấy câu lúc này cho nhậm tử sinh nói đến hốc mắt đỏ bừng, chỉ có thể vừa bất đắc dĩ gọi một tiếng, cha, là ta, nhà ta tới rồi ngài không phải nằm mơ ngô ân ta con trai cả trở về a à. đây là thật trở về a à. nhưng lần sau tới rồi nói chuyện nhậm công tính liền bỗng nhiên đẩy ra chén nước kém chút nhào vào nhi tử trong ngực khóc ngươi hiểu không biết được cha ngươi ta thế nào rồi hiểu được ta đều hiểu được vừa rồi nhị đệ cũng có giảng cha ta không ngươi không biết được nhậm công tính một bên rơi lệ vừa nói ngươi cho rằng ta là bởi vì ném lý chính mới bệnh thành dạng này không phải Tử sinh, là ta bệnh ngươi không trở lại nhìn ta, ngươi biết tin cũng không trở lại nhìn một chút, ngươi nếu không nhận ta cái phiền toái này cha, ngươi không quan tâm ta, ta hiểu được, ô ô ô, không phải, cha, như thế nào, ngài trước đừng khóc, trước hết nghe Nhi nói, nhưng nhậm tử sinh miệng đều mở ra, lại nhắm lại, lời này để hắn nói như thế nào, nói cho cha, hắn căn bản cũng không biết bọn hắn đi qua trong nhà tìm hắn, chương 377, 31 càng, vì ngâm mạc ba không sai, nhậm tử sinh không rõ ràng, bởi vì đệ đệ tìm tới chuyện trong nhà, tạ văn tuệ liền căn bản không nghĩ chuyển cáo hắn, nhậm tử sinh nghĩ thầm, đây chính là hắn bi ai đi, ngẩng đầu lên chính là một loại sai lầm, nội tình mỏng, bên người đừng nói có cái tâm phúc quản gia, chính là liền cái thư đồng cũng không có, thiên đại đĩa bánh nện ở trên đầu của hắn, cưới tạ văn tuệ, nhưng trong nhà hết thảy, cũng là tạ văn tuệ đồ cưới cùng tạ văn tuệ di nương móc vốn riêng đặt mua. Từ bên trong nhà nha hoàng đến tùy thân gã sai vặt, thậm chí liền thủ vệ phu canh, hận không thể đều là nàng tạ văn tuệ mang tới, tất cả đều là nàng người, cho nên, cho tới nay, trong nhà từ trên xuống dưới, mặc dù gọi hắn một tiếng lão gia, nhưng là nhậm tử sinh lại thường xuyên nhắc nhở mình, hắn không phải lão gia, nhà nào lão gia, không biết trong nhà sự vụ lớn nhỏ, nhà nào lão gia, tỉnh viễn chỉ có thể từ phu nhân nói tính, nhà nào lão gia, phu nhân muốn để ngươi nghe thấy cái gì? Ngươi trốn tránh không muốn nghe, không nghĩ biết được đều trốn không thoát. Phu nhân nếu là không nghĩ để ngươi biết, ngươi liền vĩnh viễn bị mơ mơ màng màng. Đồng thời, ngươi tại bên ngoài từng hành động cử chỉ, trong nhà phu nhân lại rõ như lòng bàn tay. Tự như lần này, Tạ Văn Tuệ liền căn bản không nghĩ nói cho hắn, tự mình tiễn hắn rời nhà. Hắn rời nhà nếu là đi làm cái gì chính sự, Tạ Văn Tuệ không báo cho cha bệnh cũng có thế khuyên mình một câu nửa câu, nhưng hắn rời nhà rõ ràng là đoạn trước thời gian nha môn không có chuyện đến phiên hắn tuần đừng liền cùng đồng liêu đi ngoại thành vui đùa phi ngựa một phen hôm nay nếu không phải về nhà trùng hợp vừa hay nhìn thấy quê quán nứa ở ngồi sổng ở chân tường dưới đáy chờ hắn hắn khả năng còn không biết đâu tạ văn tuệ có thể làm được tới chỉ những thứ này lời nói nhậm tử sinh không biết nên làm sao cùng cha hắn nói lại hắn không thuận ý cũng chưa bao giờ hướng trong nhà nói qua cha con trai cả nhà tới chậm ngài đừng quán đừng trách sớm ngày tốt so cái gì đều mạnh a à, nhậm công tính nháy mắt giống ủy khuất thấu hài tử vung lên nắm đấm liền nện nhậm tử sinh nện mấy lần lại giống tiết lực đồng dạng khóc khuất thẳng tới khóc không ra tiếng ta là thật sự cho rằng ngươi ngại bọn ta phiền phức lần trước nhà ngươi đến liền nói ta gặp rắc rối ta không có a à. lúc này cha cái rắm đều không dám thả nhậm vưu kim cái kia lão biết độc tử muốn đi lý chính ta liền để hắn làm ta tức điên cũng không dám sao thế hắn hắn ra ta trướng ta liền thống khoái bổ tiền bạc ta liền nghĩ không thể lại cho con trai cả gây tai họa không để ngươi vừa đi vừa về giày vò vì ta hao tổn tinh thần lần trước ngươi quảng chén ta cũng hiểu được ngươi là có chút trách ta cản trở ta cũng hối hận thế nhưng là lúc này ta là bệnh để ngươi nhị đệ truyền lời nói cũng không phải để ngươi vì ta ra mặt làm chủ chỉ là muốn để nhà ngươi đến ngó ngó ta tìm ngươi ba hồi nha huy cờ mờ, còn có người nhà cái kia quản gia. Nhậm tử sinh phát hiện nhậm công tính nói chuyện nhiều muốn thở, giống như là có khẩu khí muốn không xuyên thấu qua được, vội vàng cho thuận phía sau lưng, không nóng nảy, không nóng nảy, ngài từ từ nói, ta đêm nay không đi, ta chậm rãi nghe. Đúng lúc này, hai vị lang trung sắc cốt thuốc, gõ cửa một cái, nhậm tử sinh vội vàng dùng tay áo che mặt, bối rối chỉnh lý phiên, lại không để ý tới cầm khăn, cũng dùng chính mình ống tay áo trực tiếp cho lão cha lau sạch sẽ nước mắt, hắn đoan chính ngồi xuống, nâng chung trà lên thổi thổi lá trà bọt, mới nói câu, tiếng, một lần nữa thu xếp tốt nhậm công tính, nhìn thấy lão phụ uống thuốc về sau, từ buồn ngủ đến triệt để ngủ say, nhậm tử sinh lúc này mới ra nội thất, mắt gió quét qua, nhậm công tính đến tiếp sau dây cung tiểu tức phụ liền lui ra phía sau hai bước, bản năng rụt cổ một cái, nhị đệ muội vâng, đại ca, ta minh bạch nhậm tử cửu đường đường chính chính cưới về bà nương, vội vàng tới đỡ đi nhậm công tính nhỏ bà nương, mang theo vị này đi địa phương khác ngủ. Nhậm tử cửu cũng bị nhậm tử sinh sai sử, đi thu xếp hắn mang tới danh y cùng tùy thân gã sai vặt, mà chính hắn, thì đi hậu viện, mở ra chuyên môn cung phụng mẫu thân bài vị cửa phòng. Căn phòng này, dù tại hậu viện, lại là nhậm công tính nhà nhất thể diện một gian phòng, lại trước mắt, chỉ có nhậm tử cửu tám nhất đại kiều cưới thê tử mới chuẩn tiến đến quét dọn cùng tạ văn tuệ, nhưng là tạ văn tuệ, lại từ gã tiếng nhậm gia cửa, chưa hề tiến đến quét dọn quá, bài vị dưới, nhậm tử ngạo chính quỳ, không đầy một lát, ngoài cửa sổ nhậm tử cửu liền gấp đến độ không được, bởi vì hắn nghe được bên trong truyền ra cực kỳ vang dội quốc âm thanh, nghe hắn ứa ra mồ hôi lạnh, cũng loáng thoáng nghe được đại ca hắn giống như đang mắng tam đệ nói, ta cầm cha không có cách, bởi vì kia là cha ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Là ta thân đệ đệ, liền có thể hoành hành bá đạo làm sằng làm bậy cho là ta bắt ngươi không có cách nào đúng hay không cha liền một cái cái dạng gì đều phải thụ lấy ta cho ngươi biết nhậm tử ngạo nhưng ngươi cái này đệ đệ ta cần phải cũng không nên đại ca còn nói mẹ không có quản cốt đệ đệ hôm nay ta liền để hắn quỳ gối cái này cũng là vì nói cho ngài một tiếng cái này sẽ không là một lần cuối cùng quất hắn về sau hắn chỉ cần không dài đầu óc ta liền quất hắn thẳng cho hắn đánh như cái người, nói chuyện làm việc gặp qua đầu óc mới thôi, hắn không nhỏ, đều đến nên nói thân niên kỹ, nếu là lại không quản hắn, gây ra đại họa, ngày nào họa liền cả nhà, nương, ngài mới có thể thật quán ta đúng không, trước kia, ngài xác thực nên oán ta, ta một lòng đọc sách, một lòng nghĩ leo lên trên, cái gì đều không quan tâm, lại vừa quay đầu lại nhìn, ta đến cùng đang bận cái gì, lại còn lại cái gì, ai, cũng là ta không có làm tốt người đại ca này, mới có thể để nhà ta thành người trong thôn có thể đứng ở cửa chính xoẹt người cười nhà cửa từ bên trong mở ra nhậm tử cửu kiên trì tiến lên kêu lên ca đi tìm chút thuốc cho hắn bên trên làm nhậm tử sinh rời đi nhậm tử cửu vào phòng về sau dùng ngọn đèn vừa chiếu lúc này kêu sợ hãi tam đệ tam đệ ngươi không sao chứ ngươi tỉnh đệ đệ bị ca rút đã không có nhân dạng lúc đầu trước đó liền bị nhóm người kia đánh dọa cho phát sợ dưới mắt là trực tiếp hôn mê bất tỉnh Nhậm Tử Cửu cái này một cái chớp mắt cũng rất thoát lực, là từ lúc nào, nhà hắn thành dạng này, tựa như là từ tham nhóm người kia cứu tế lương bắt đầu, đại ca hắn cũng đi theo ngậm bồ hòn, một lần lại một lần, càng ngày càng ăn thiệt thòi, muốn chiếu hắn nhìn, liền không nên dây vào những người kia, về sau đi vòng qua, miễn cho không may quấn thân. Đêm nay, Nhậm Tử Sinh tâm tình thực sự là phức tạp, mới vừa về đến nhà, liền đối mặt 10 cái 8 cái lão thái thái chửi ầm lên hắn có rất lâu chưa từng nghe qua loại này chợ búa đàn bà đanh đá mắng phát cũng đã lâu không có ném qua như thế lớn mặt để theo hắn xe tới người đều nghe thấy càng là thật lâu không bị quá người khác chỉ rõ các thôn dân đối với hắn chỉ điểm hắn còn không thể nổi giận nhưng tại ngày bình thường ai dám nhậm tử sinh chính mình tìm chén đèn dầu mang theo muốn ra ngoài yên lặng một chút tự mình một người không mang gã sai vặt dọc theo trước cửa nhà đường nhỏ liền đi ra ngoài đi tới đi tới hắn liền bất tri bất giác qua cầu nhanh nhẹn thông suốt hắn liền dạo bước đến bên kia bờ sông không dám đi loạn chỉ ở trước cổng chính đứng vững bởi vì nghe nhị đệ nói nhóm người này đào cạm bẫy nhậm tử sinh mới đứng vững liền nghe được một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng khen giảng tốt đón lấy lại là một trận tiếng cười truyền ra hắn đột nhiên cảm giác được có khẩu khí thấu không đi qua nắm chặt nắm đấm kiềm chế hắn muốn cắn răng cha hắn ở nhà nằm bệnh đệ đệ bị hắn rút không có nhân dạng, nhóm người này lại cười ha hả. Chương 378, 32 càng, vì áo xanh nhạt nhẽo một, ai? Nhậm Tử Sinh không nghĩ tới hắn mới đứng không đầy một lát, phòng bên trong còn tại một mảnh vui mừng bên trong, lại bị nhanh như vậy phát hiện, đem sau lưng ngọn đèn xuất ra, lộ ra sáng ngời, trên mặt Phẫn Quốc cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt nháy mắt chuyển thành bình thường, ta là Nhậm Tử Sinh, không đầy một lát Tống Phúc Sinh buộc lại dây giày liền ra tới. Tống Phúc Sinh trong tay cũng mang theo một ngọn đèn dầu. Hai người mặt đối mặt đứng tại chỗ cửa lớn. nhà đệ tuổi nhỏ, tính tình lỗ mãn, hôm nay làm chẳng qua não xúc động sự tình. Ta sau khi trở về, nghe nói việc này sẽ dậy quá hắn, mong rằng hải hàm. Tống Phúc Sinh phát vì cười. Lần trước ngươi là gia phụ cao tuổi, thân thể khó chịu, xử sự, sự có chút hồ đồ. Lúc này ngươi lại nhà đệ tuổi nhỏ, nhà ngươi đệ đệ là năm tuổi. Tống Phúc Sinh nói chúng ta nhóm người này, luôn luôn lo liệu nước giếng không phạm nước sông, luôn luôn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhưng không có nghĩa là bị người lớn nhà trên cửa, bị tức choáng lão nhân, còn có thể trong bụng dương buồn chống thuyền. Ngược lại là hôm nay, xuống tay độc ác, a, à, nhìn ngươi cũng có thế hải hàm, nhậm tử sinh rõ ràng cảm giác được tống phúc sinh thái độ khác hẳn với lần trước. Lần kia cứu tế lương đều không có dạng này cây kim so với cọng râu, trong giọng nói giống như xoa xoa lửa chỉ có thể hơi gật đầu mau chóng kết thúc đối thoại có nhiều đắc tội tống phúc sinh cũng về chi hơi gật đầu tha lỗi nhiều hơn dừng bước không tiễn cho nhậm tử sinh tức điên trở về một đường hắn tìm nghĩ chẳng phải dựng vào quốc công phủ nha hừ thật sự là một đám tiểu nhân đắc chí nô tài nhưng quốc công phủ nô tài biển đi phải xem nghiêm chỉnh chủ tử có nhận hay không dẫn các ngươi quay đầu nhậm tử sinh đến nhà liền tinh tế hỏi nhị đệ nhậm tử cửu gần đây chuyện phát sinh nhậm tử cửu liền giống như hắn đồng dạng dãng đem chính mình biết đến toàn diện nói ra nhậm tử cửu nhấc lên có ngày sáng sớm lúc ấy rơi xuống bốc khói tuyết lớn trong thôn từng đến một vị phong thần tuấn lãng đại quan nhân đi bên kia bờ sông nghe nói bị kia mặc phần cơm phía sau buổi trưa về sau mới đi người kia cưỡi ngựa cao to bên hông bội kiếm mang theo gã sai vặt người xuyên áo lông chồn tuổi rất trẻ nhưng xem xét ánh mắt cùng toàn thân quý khí còn có chỗ cưỡi chi ngựa liền không tầm thường lại giảng ngày ấy trong thôn người nhà họ địch bị sói cắn chết vốn muốn đi bên kia bờ sông gây sự bọn nha dịch ngay lúc đó thái độ từng cái có chút giống chơi đùa giống như xô đẩy những cái kia người gây chuyện mà nên thường có nha dịch để lọc lời nói nói bên kia bờ sông thực sự có người có thể cho bọn hắn làm chủ cái dạng gì chủ đều có thể cho làm để nhân cơ hội này mau mau đi tố cáo đi nhìn xem nhiễu vị kia có thể là kết cục gì liền cho địch gia mang một đám gây sự người dọa trở về ca vị kia quý công tử rời đi về sau quay đầu trong huyện giống như liền để bên kia bờ sông cái kia tống phúc sinh đi nhưng đây là ta nghe nói ngươi nghe ai nói lúc ấy ta không rõ ràng là về sau nhậm vưu kim làm lý chính về sau hắn chính mình để lọt còn nói hắn cái gì tin đều không có bên kia bờ sông nhóm người kia biết đến sớm người bên kia mới gọi đối với phía trên sự tình rõ ràng khuyên bảo người trong thôn thiếu chọc bọn hắn, ít đi chỗ đó mà. Nhậm tử sinh nghe được lúc này, đã nheo lại mắt, đúng vậy a, à, hồ huyện lệnh lại không cho hắn đưa tin, còn rất không bình thường từ trong huyện hạ mệnh lệnh cấp tốc triệt tiêu cha hắn, hắn làm sao liền hồ đồ, đem điểm ấy quên, phong thần tuấn lãng. Đại quan nhân, nhậm tử sinh trong đầu thoảng qua chỉ có hai ba mặt duyên phận lục bạn, hắn cùng lục bạn chỉ gặp qua hai ba mặt, vẫn là xa xa nhìn. Một lần là tại hầu phủ, còn lại mấy lần là lục bạn đánh bên đường cưỡi ngựa trải qua căn bản cũng không có tiến lên cơ hội nói chuyện người như vậy cũng không phải hắn tiến lên giới thiệu mình là ai liền sẽ cùng hắn gật đầu có điều người tới thật sẽ là lục bạn sao có phải là quá khoa trương không thể nào hắn đều không có tư cách nói chuyện quốc công phủ chi tử như thế nào lại đi bờ bên kia nghèo túng chi địa dừng lại cho tới trưa nhậm tử sinh cái này một cái chớp mắt rất bất lực thật nhiều tin tức hắn đều không rõ ràng cũng cảm giác rất đau xót tại phụng thiên thành nhiều năm như vậy dốc sức làm nhìn như sinh hoạt tại cái kia trong vòng thực tế nhưng lại chưa bao giờ chân chính đặt chân hòa tan vào cho nên chân chính vọng tộc bên trong cách đối nhân xử thế tính tình như thế nào ngay cả lời đều không thể nói càng không cần nhắc tới hiểu rõ nói tiếp đi ca nhậm vưu kim hiện tại cùng nhà ta không đội trời chung khắp nơi gây chuyện hôm nay hắn là nhìn cha thật sự là bệnh nặng mới không có hung hăng càng quấy hắn cùng nhóm người kia đi rất gần, hắn cái này không liền lên đến rồi. Một lần nữa lên làm lý chính, ngươi là không biết, cha ta lúc ấy tại từ đường, nghe nói bị lấy xuống, tóc đều điên loạn, là bị nhấc lên nhà đến, nói hữu dụng, nói nhóm người kia, nhậm tử cửu tại nhậm tử sinh nhìn chầm chầm ánh mắt dưới, gãi gãi đầu, ân, đúng, đến một đám đánh lan đội. Là Phụng Thiên Thành phái tới, theo người trong thôn giảng, cũng là nhóm người kia trước biết tin đánh lan đội dẫn đầu gọi cảnh lương là cái phó úy ca phó úy là cái gì quan ngươi hiểu được người này sao nhận biết không nhậm tử sinh đè lên huyệt thái dương tốt a à, giờ này khắc này hắn không thể không thừa nhận không quan tâm phong thần tuấn lãng người có phải là lục bạn bên kia bờ sông đám kia quốc công phủ nô tài khoan hãy nói xem ra thật sự là có thể để cho chủ tử đường đường chính chính nhận lãnh cái chủng loại kia cũng liền minh bạch khó trách thái độ rắn như vậy từ ngẩng đầu lên cứu tế lương thời điểm liền dám gọi tấm đến bây giờ dứt khoát liên ti mặt mũi cũng không cho hắn lưu khó trách còn gì nữa không ca còn có cái gì nha ta có thể nhớ tới chính là những thứ này liền cái này vẫn là ta bà nương ra hai lần cửa có là nàng nghe được tam đệ mới trở về cha ta lại dạng này chúng ta liền không thể xuất ra cửa phải trông coi hắn sợ hắn bỗng nhiên bất tỉnh đập xấu đầu trước mặt nhi không có chiếu ứng dưới mắt ta có thể được đến tin tức có lẽ liền người trong thôn cũng không bằng nhậm tử sinh nói từ mai ngươi ra ngoài chạy một chuyến làm mấy cái mặt sinh sờ chuẩn mò thấy nhớ kỹ không ân ân yên tâm ca đầu đều liên tục điểm xong nhậm tử cửu mới phản ứng được lại vội vàng nói không đúng ca ngươi hỏi cái này chút là muốn làm cái gì ca nói thật nhà ta đụng một cái bên trên nhóm người kia liền ăn thiệt thòi kia mới tà môn tam đệ cũng là bởi vì ta không cùng hắn học hết chuyện đã xảy ra hắn còn bắt người làm chạy nạn mù lưu tử mới gây họa đưa tới cửa bị đánh thành như thế hôm nay lại thở dài lại xin lỗi cha cũng đi theo lại choáng khẩu khí kia kém chút không có thở tới thật không thể tái xuất sự tình mặc dù ta hiểu được ca tuyệt không phải e ngại bọn họ dù sao có mấy cái có thế gặp phải hầu phủ môn đình ca cũng là hầu phủ đường đường chính chính con rể mà bọn hắn không quan tâm nhận biết bên trên dạng gì quý nhân lại không thể là người ta con rể nhiều nhất là cái được sủng ái nô tài thôi luôn luôn đánh không lại ca nhưng là cái kia cũng đừng kia cái gì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ca ngươi cứ nói đi nhậm tử sinh không nhiều giải thích trước mắt hắn xác thực không thể làm cái gì chỉ là bất cứ chuyện gì biết người biết ta hiểu rõ hơn luôn luôn không hỏng chỗ bên kia bờ sông nhậm tử sinh sau khi đi tống phúc sinh cũng không có lập tức vào nhà hắn nhìn qua đen nghiệp phương xa hừ lạnh Lúc ấy cổng liền hắn chính mình một người, Tống Phúc Sinh còn rất không có phong độ mắng một câu, cùng mẹ nó ai hai khoe khoang đâu. Phúc Sinh a. Tống A gia cẩn thận từng ly từng tí bóp cuốn họng hô, "Ai, A gia, ngươi còn cùng người nói chuyện đâu? Không có, sớm đi." A, lão gia tử thở dài ra một hơi, khôi phục bình thường giọng âm lượng, "Hắn đến làm gì đến rồi?" Còn phải trọng bày sắc nhọn, đáng ghét, thế nào không quấn tới hắn đâu. Tống Phúc Sinh nói cho để ta có hàm dưỡng, đối với hắn đệ đệ hải hàm, mã lão thái vừa vặn ra tới nghe thấy, ta nhổ vào, tam nhi ngươi liền nên về hắn, về sau chúng ta không có việc gì sách quốc đánh đến tận cửa, đối với hắn cũng nói một câu hải hàm, ngươi nhìn hắn có thể hay không hàm, đứng nói chuyện không đau eo, hắn ỷ vào không phải liền là có cái tốt cha vợ sao. Miệng công lên liền phải để người khác hàm hắn, người khác nên hắn thiếu hắn, không có hắn cha vợ chỗ dựa, cứ như vậy, đi ra ngoài sớm bị người đánh chết, chương 379, 33 càng, vì áo xanh nhạt nhẽo hai, đoàn người trước đó hận nhất nhậm tử ngạo, chính là cho bọn hắn A Gia tức ngã, cho dù tại trong sinh hoạt, nói câu thực sự, lão gia tử cũng không có đưa đến cái gì đại tác dụng, cho tới nay đều là nghe Tống Phúc Sinh thu xếp, nhưng là cái này bối phận cao nhất lão nhân, chỉ cần thật tốt ở bên cạnh họ trông coi, dù là già dặn cái gì cũng làm không được. Tựa như là không có ly biệt quê hương quá, giống có cây đồng dạng. A gia vẫn là bọn hắn lý chính, bọn hắn là một cái đại gia đình, bọn hắn trước kia cái thôn kia không có biến mất, ngày ngày đi sớm về trễ, lão nhân sẽ tại sau lưng đối ngươi kêu gọi, sớm đi nhà tới. Liền mã lão thái các nàng đều cảm thấy, từ tống A gia hô lời này, sẽ để cho các nàng cảm thấy chính mình còn trẻ, còn làm phải động, cho nên không quan tâm ai tới quấy rối, ngươi cho đại gia đình này cộng đồng trưởng bối tức ngã, có thế không liều mạng với ngươi sao, về sau, biết a gia là trang bọn hắn mặc dù không có như vậy hận nhưng là cũng rất sinh khí sinh khí tại nhậm tử ngạo dẫn người tới cửa gây sự dẫn tới nhiều người như vậy nói trắng ra bọn hắn thậm chí đều không e ngại bị đào phòng ở nhưng là đoàn người lại rất phản cảm đến một đại ba người lúc này thỏa dù cho lúc ấy tình huống rất hỗn loạn người trong thôn không để ý tới bốn phía nhìn lung tung thế nhưng là đến các thôn dân lại không mù nhất định nhìn thấy bọn hắn cái kia không giống với cái khác nhà quả ớt căn cứ, cũng tuyệt đối biết là cái kia mấy cái phòng ở bốc lên thơm ngọt khí. Trước kia, bọn hắn hận không thể đóng lại gia môn, ăn tốt đều không nghĩ để người biết được, đem mùi thơm ngăn ở trong môn, không nghĩ làm người khác chú ý, không muốn bị người trong thôn thảo luận bọn hắn qua kiểu gì. Xong, lúc này toàn bại lộ, đêm nay nếu là không có bàn nha thoại bản tử hấp dẫn, thật, bọn hắn cảm giác đều phải ngủ không ngon, sẽ tìm nghĩ, làm thế nào a? À? Phiền chết rồi, trong thôn biết, không sai, trong thôn biết, đêm nay, người trong thôn rất nhiều người ta đóng cửa phòng, không hẹn mà cùng bên trên giường lãm nhảm đều là bên kia bờ sông nhóm người kia, từng nhà, nói cái gì đều có, có cùng một chỗ đầu nói đến liền cười ra tiếng, hôm nay thật là náo nhiệt, lúc đầu mấy cái kia lão bà tử mắng, nhậm công tính người nhà của hắn, sửng sốt ra nghe không được, đại môn quan thật chặt, phía sau đánh giá thực sự chịu không được, mắng lời nói không có lặp lại, đều mang lên hát từ A, nhậm công tính sau cưới cái kia, liền vừa đi đạo thẳng xoay hông hông khuỷu tay cái kia, nàng ra ngoài rồi, muốn ta nói, nhậm tử cửu vợ hắn chính là nhọn, khó trách nhà mẹ để chỉ phổ thông nông hộ có thể để nhậm tử cửu cưới nàng, A, à, nhưng náo nhiệt, đừng đường chính chính vào cửa con dâu không có ra mặt, ở bên trong trang nghe không được, cái kia tái giá đắt đắt trung rẩy ra tới. Lúc ấy ta liền đoán được nàng không phải tốt sắc, mấy cái kia lão thái thái xem xét cũng không phải là loại lương thiện thế nào hướng trên mặt kêu gọi mắng đi ai u mắng gọi là một cái hoa hoa ai lão đầu tử ngươi đến cùng nghe ta nói không có nghe đâu nghe đâu ngươi nói cái kia ai nàng trong bụng mang bé con thật chẳng lẽ không phải nhậm công tính loại ban sơ ta nghe nói nàng mang ta cùng ngươi giảng lời trong lòng liền có chút lẩm bẩm được hay không cái kia số tuổi còn không biết nha a à liền hắn dễ dùng. Người khác lại không được. Ngươi vẫn còn so sánh hắn nhỏ 2 tuổi đâu, ngươi đều không còn dùng được, cái kia có thể là ai loại? Khục, ngươi nói có thể hay không là? Ngậm miệng, thiếu hồ liệt đấy, nhà hắn không đến mức như vậy loạn. Ta cho ngươi biết, đừng đi ra nói mò. Cẩn thận để người đánh đến tận cửa, nhà ta nhưng không có hơn 200 lỗ hổng người, lão đầu tử này chờ một lúc lại kịp phản ứng ngươi vừa rồi nói ai không còn dùng được rồi, có người ta, nói về đến càng là sinh động như thật, còn mang theo động tác, nhất là trong nhà đi can ngăn, nói cho trong nhà không có đi bên trên, ca, ngươi đi nhạc phụ nhà không biết, hôm nay bên kia bờ sông, tên kia đánh, ai nha, không có bọn ta kéo túng, liền phải chết mấy cái, ta nói cho ngươi, mà lại bọn hắn nhóm người kia bên trong, có một cái giống như là sẽ dưới chân phiêu, thật, ta không có vung hoảng. Không tin ngươi hỏi lão tứ là đánh ta cùng lão tứ trước mặt nhẹ nhàng di chuyển đi qua, lập tức liền cho nhậm tử ngạo bóp lấy cái cổ. Trước đó, cách rất thật xa đâu, hắn thế nào đi qua, nhán một cái, ta cùng lão tứ đều không thấy rõ. Ngươi nói tà dị không tà dị, còn có người ta đang hâm mộ nói, ngươi xem một chút nhóm người kia, xảy ra chuyện liền không có trốn về sau, chỉ có ngao ngao xông đi lên, liền cùng không phải muốn cùng người khô khung, là muốn chia tiền giống như. Ai, lại nhìn chúng ta đâu gặp được sự tình đừng nói không có quan hệ máu mủ sẽ thật tâm thực lòng hỗ trợ chính là thực sự thân thích kia đều có xem náo nhiệt hừ mà càng nhiều người ta là tại thổn thức thổn thức trong viện đồ vật nhìn thấy tích lũy những cái kia tảng đá lớn không thế nào ngọn núi kia về sau liền thành bọn hắn bao à nha nhìn như thế giống như là muốn chiếm núi làm vua tích lũy nhiều như vậy bọn hắn là dự định đầu xuân muốn đóng một mảnh tảng đá phòng sao muốn một văn tiền bạc cũng không tốn, một cục gạch cũng không mua, lớn như vậy cái viện tử, lại là phạt cây lại là tảng đá, lại sắp chồng không hạ, thổng thức đầy sân phiêu hương, ta rốt cục hiểu được bọn hắn vì sao đi sớm về tối không còn hình bóng, ngày ngày đẩy xe đẩy nhỏ, hoặc là liền kéo xe trượt tuyết, hoặc là kia hai đài xe bò liền ra ngoài, ta thôn cảnh lão hán bà nương. Còn có kia mấy nhà ngu đột xuất nàng dâu, trước đó còn tổng cộng đẩy xe bò cái kia lão thái thái lôi kéo làm quen, cùng người chào hỏi, lại tản bộ đi à nha. Đây là mua cái gì đi, người ta liền nói, mua thêm gia dụng, các nàng liền thật tin, ta khi đó liền không tin, ngươi xem một chút, tản bộ cái rắm, bọn hắn tuyệt đối là ở bên ngoài bán cái gì ăn đây này, mà lại kia ăn bên trong có đường, phải lão nhiều đường, đầy sân ngọt ngào mùi vị, còn có loại kia đường dáng mùi vị, đêm nay, rất nhiều nhà các lão thái thái, đều cảm thấy chính mình trước kia chính là cái trí giả trước kia liền phát hiện bên kia bờ sông không thích hợp, chỉ là các nàng, không nói, giống tiểu địa chủ nhà, mặc cho thất thúc nhà, chăn heo nhà giàu lão vương nhà, trong thôn những cái kia người thể diện nhà, một phương diện chủ yếu là lãm nhảm phía sau lò nướng phòng, làm ăn uống là nhất định, thảo luận ngày ngày làm, ở đâu bán, bán cho ai nữa nha, một mặt là trọng điểm thảo luận gian kia không giống bình thường phòng ở, phàm là thấy qua, đều nhau nhau xác định được một điểm. Bên ngoài dùng một cầm tử vây lên, cổ khóa cố ý treo, bên trong không quan tâm là loại cái gì vẫn là tại nuôi cái gì, tuyệt đối là nhóm người kia chủ yếu đến tiền nói, nơi đó đầu, có thể là cái gì đâu. Có mấy nhà cùng nhậm vưu kim quan hệ cực tốt, liền nhớ lại nhậm vưu kim từng lộ ra lời nói, nhóm người kia mân mê ra đồ vật, xác nhận cung cấp cho quý nhân, cho nên mới hộ đến gấp, cũng nhìn thấy bên kia bờ sông đứng đắn đón vào mấy vị phú quý người A. Cảnh phó ý đối tống phúc sinh lấy lễ để tiếp đón A. Trong thôn nếu là có đuôi mù, nhất định phải đi tìm tòi nghiên cứu, để người phát hiện, đó chính là tìm đường chết. Nhậm Vưu Kim không phải bắn tên không đích người, hắn đều có thể nói ra lời này, liền tuyệt đối không phải hù dọa. Tóm lại, đêm nay trong thôn, mọi nhà hô hô từ bên kia bờ sông nhóm người kia vũ lực giá trị, thảo luận đến bên kia bờ sông tiền tài quyền thế, cũng rất là không hẹn mà cùng cho ra một cái kết luận, giao hảo, nhất định phải giao hảo, nhóm người kia chọc không được. Chương 380 34 càng, vì meo vu meo phòng một, rõ ràng béo nương môn trong tay bưng bồn, bên trong chứa hạ đậu hũ, nghe được xe ngựa động tĩnh, vội vàng tiến lên hỏi, tìm ai nhà, ngươi tìm ai, chúng ta tìm nhậm gia thôn Tống Phúc Sinh, xa Phu vốn muốn nói, chúng ta biết địa phương, thế nhưng là miệng của hắn sửng sốt không có đối diện bà nương động tác nhanh, ta dẫn các ngươi đi, đi đi đi, ngay tại ta nhà đối diện, cái này, đi a, à, đi theo ta rõ ràng béo nương môn cái chậu vừa để xuống mang chạy chậm ngay ở phía trước dẫn đường nhất phẩm hiên trần đông gia vén rèm lên nhìn nhìn khục một tiếng ra hiệu mã phu tiếp tục đánh xe bờ sông ở một hộ bà nương buộc lên khăn quàng cổ vừa vặn đi ra ngoài nhìn thấy lão bạch nhà tiểu nhi kia con dâu một đường hai tay cắm ở tay áo giữ nhiệt tử bên trong vui điên nhi tại trước mặt xe ngựa lĩnh chạy hỏi ai nha tìm ai a à? rõ ràng béo nương môn về hô tìm bên kia bờ sông ta sợ hắn không biết đường, lĩnh dẫn đường. Tam đại nương, ngươi ngó ngó cái này xe ngựa to, hăng biết bao, tam đại nương nện nện miệng, là, xe ngựa to thật xa hoa, ai nha, ở đâu ra nha, rõ ràng béo nương môn chạy mặt đều đỏ, quay đầu hỏi xa phu, các ngươi ở đâu ra, không đầy một lát, nàng liền một bên trên cầu chạy một bên về hô, tam đại nương, trong thành đến, phụng thiên thành, tam đại nương nhỏ giọng thầm thì, ai u, nhóm người kia đều biết phụng thiên thành bên trong ở khó lường sớm nàng liền nói nhóm người kia khó lường cái kia ai nhà đến người á rõ ràng béo nương môn so hai yểu xìu ba kêu gọi còn ra sức tống phúc sinh không nghĩ tới sáng sớm liền đến người hắn vốn cho rằng là nhậm tộc trưởng có thể là đến cùng hắn nói một chút về sau kia mấy chục người là thế nào thu thập lại là làm sao đi nhậm công tính nhà cho hắn đòi công đạo kỳ thật tống phúc sinh đối những cái kia không cảm thấy hứng thú nào có ở không để ý tới có thường hay không lễ không có nói xin lỗi lại có thể thế nào là hắn biết lần sau người trong thôn phải trả giám dạng này bọn hắn còn đánh chiếu đầu heo như vậy đánh ra khỏi nhà tốc độ liền chậm chút trần đông gia xuất xuống xe trước chào hỏi ta đều sợ ngươi không ở nhà trần ca thế nào là ngươi có việc a à, đừng đề cập ta đưa ngươi kia tương ớt chuyển cho ta nơi khác mở tử lâu huynh đệ, ngươi nói chuyện này chỉnh, ta cái này. Tống Phúc sinh nghiêng mắt nhìn mắt tập trung tinh thần dự thính rõ ràng béo nương môn, ra hiệu Trần Đông Gia vào nhà trước lại nói, cái kia, ngươi đây là, rõ ràng béo nương môn tay cắm tay áo giữ nhiệt, nụ cười sáng lạng nói, không có chuyện, Tống Đại huynh đệ, vào nhà lãm nhảm các ngươi, ta cái này không cần ngươi chiêu đãi Tống Phúc sinh. Ai muốn chiêu đãi ngươi, ngươi có phải hay không nên trở về nhà rồi, phú quý, tống phú quý không có chiêu tống phúc sinh cho người bạn đường của phụ nữ gọi tới để hắn bồi tiếp đi tốt nhất đừng để cô gái này loạn tản bộ căn cứ lý chính cắt quả ớt hậu viện bánh ga tô phòng cũng chính là nhất thời điểm bận rộn trong phòng họp bọn nhỏ tại viết chữ tống phú quý vừa xuất hiện liền hỏi rõ ràng béo nương môn chị dâu đến nhà có việc a à, kỳ thật rõ ràng béo nương môn số tuổi so hắn nhỏ nhiều nhưng Tống Phú Quý liền nguyện ý quản người khác gọi thím đại nương chị dâu đại tỷ, mà so sánh với Tống Phúc Sinh, rõ ràng béo nương môn cũng hiếm có cùng Tống Phú Quý nói chuyện, nàng còn ghét bỏ Tống Phúc Sinh ngạo đâu. Nhưng cao ngạo, ngược lại là Tống Phú Quý cái này người, trên thân mang theo để người thân cận sức lực, xong Phú Quý khoát khoát tay, ngươi tới, cái kia cái gì, Phú Quý huynh đệ, vừa ta nghe nói nhà ngươi đang bán tương. Là cái gì tương ớt, ý gì, ngươi còn nghe được cái gì, ta nghe được cái gì lại có thể thế nào, nhìn ngươi cái này ngoại đạo dạng, ta cũng hiểu được, ngươi tại tứ tẩu tử thủ bên trong mua không ít, cho nàng nhà ăn đều cho mua chạy, đúng hay không, ngươi nhìn, ta một nhìn ngươi mặt, liền biết không có đoán sai, ta đều biết giá, ta chính là muốn nói cái gì đâu, ngươi chạy trong tay nàng mua cái gì lớn tương, nàng hạ tương, ta nói cho ngươi, một cổ chân thúi nha tử vị, đồng dạng dùng tiền, kia đều không có tương mùi thơm. Nếu bàn về hạ tương nhà ai đi, ta gia thôn bên trong nổi danh nhất, mà lại nhà ta là làm gì a à huynh đệ, nhà ta kia trong đất niên niên loại lão chút hạt đậu, mười mẫu mười mẫu như vậy loại a, à, nhà ta là tay nghề lâu năm mở đậu hũ phường, chỉ những thứ này liên quan tới hạt đậu phương diện ăn uống, sách, huynh đệ, ngươi thế nào liền có thể không nhớ tới nhà ta. Ngươi cái này cũng không đúng, ngươi cùng ta quá khách khí." Tống Phú Quý trong lòng nín cười, "Không phải, chị dâu không phải chúng ta cùng ngươi khách khí, là chúng ta cùng tứ tẩu tử nhà đi, là, ngươi đừng nói trước, ngươi nghe ta giảng. Liền hôm qua, biết các ngươi không có trở về trước, những cái kia kéo cầm người trong thôn là ai gọi tới sao, ai, ta nha, ai u, cho ta rống nha, cuốn họng bốc khói, sốt ruột hô người, gõ người ta cửa kém chút để chó rượt, trong thôn ngoài thôn như vậy chạy, một thử trượt đi, quẳng mấy cái mông bự ngồi xổm. Được rồi, tống phú quý chỉ vào rõ ràng béo nương môn cười chị dâu ngươi cũng không cần nhiều lời ta đều tin huynh đệ cũng nghe minh bạch nghĩ bán tương có phải không rõ ràng béo nương môn trong mắt sáng lên ân kia ta nhà tương nhưng nhiều mua một chút thôi tống phú quý chỉ trong thôn phương hướng trở về chuẩn bị theo tứ tẩu tử giá cho ngươi ngươi có thể nói tính có thế ngươi đi ta liền cùng huynh đệ của ta lên tiếng chào hỏi vậy ngươi có thể thu bao nhiêu tống phú quý đầu tiên là làm bộ suy nghĩ trầm ngâm một phen tại rõ ràng béo nương môn tâm nhất lên lúc hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười to khoác tay chận lại nói có bao nhiêu thu bao nhiêu động tác kia tại rõ ràng béo trong mắt lão lỗi lạc được rồi phú quý huynh đệ rõ ràng béo nương môn cái này người đi sốt ruột miệng bên trong liền nghĩ ăn cái gì kích động thương tâm càng là miệng bên trong phải nhai đồ vật không nhai lấy tựa như nháo tâm một loại thói quen tính động tác dù là không ăn đây này, kéo cây cỏ đều muốn thả miệng bên trong cắn. Cái này không nha, thuận tay kéo cây cỏ khô, liền một bên ngậm một bên hướng nhà chạy, không đợi chạy về nhà, nàng cô cũng là nàng bà mẫu, một mặt bất đắc dĩ chỉ về phía nàng mập cục cục thân thể mắng, cho cái chậu cứ như vậy ném bờ sông à nha, ngươi đây là sáng sớm chạy bờ bên kia nghe mùi thơm đi, lại nhỏ giọng lẩm bẩm nói thầm, ai u, thèm u, nhìn xem kia miệng bên trong đều nhai lấy cỏ xem ra trong túi hạt đậu lại ăn xong nha làm thế nào quay đầu còn phải cho nàng xào mẹ nương ta cùng ngươi giảng nhanh cho chuẩn bị tương ta đều cho ngươi bán a à, có thể bán không ít tiền ngươi nói cái gì bán a à, đối diện mua nàng bà bà lập tức kéo quá rõ ràng béo nương môn đi 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 ngươi cho ta nhỏ chút giọng nhà đi nói trong thôn mấy cái nhàng không được bà tử từng cái buộc lên khăn quàng cổ góp đầu tán gẫu cũng không chê lạnh phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này trên cầu cái kia náo nhiệt, tống phú quý bọn hắn đi qua nhất vạc thu tương, rõ ràng béo nương môn nàng nhà chồng huynh đệ mấy cái, cùng kêu lên hét lớn, không cần, phí chuyện kia, bọn ta đưa qua cho ngươi, xe bò chạy tới thời điểm, liền thấy cảnh này, trâu ngồi trên xe trong thôn người thể diện nhà mấy cái bà nương, các nàng dự bị vào thành đi bộ một chút, cỏ chính là tiểu địa chủ nhà xe, trên xe mấy cái bà tử lốc nàng dâu, hỏi bờ sông mấy cái kia vây khăn trùng đầu, lại xông trên cầu dương lên cái cằm làm gì vậy kia là nghe nói lão bạch gia tướng nhà mình hạ mấy vạt lớn tương đều bán cho bên kia bờ sông người ngó ngó cái kia vui mừng hớn hở kiếm không ít tiền đâu cũng thế tương khối tử đáng giá mấy đồng tiền đổ đổi tay liền có thể kiếm không ít